Lần này, có rất nhiều người liên tục tiến về phía Mạc Thiếu Dương mời rượu, mong được làm quen với vị cậu chủ giàu có này. Trong số đó có rất nhiều phụ nữ có ngoại hình, vóc dáng và khuôn mặt ưa nhìn, lúc mời rượu gần như muốn dán vào người Mạc Thiếu Dương luôn vậy. Dưới ánh đèn mờ ảo, Mạc Thiếu Dương lợi dụng lúc Diêm Mộng không chú ý cũng tranh thủ sơ múi, sờ soạng, thậm chí còn để lại thông tin liên lạc của nhau. Một nhóm bạn học đi theo Mạc Thiếu Dương cũng được hưởng không ít hào quang. Anh chàng đẹp trai này, chúng ta uống một ly nhé. Lúc này có một cô gái phẫu thuật thẩm mỹ không rõ tình hình nhìn thấy Trần Bát Hoang ngồi trong góc, tưởng là bạn của Mạc Thiếu Dương, liền đi lên uống rượu cùng anh. Này, người đẹp, ngay khi Trần Đức đang định lên tiếng thì Lục Tầm Dạ đã đứng chắn trước mặt anh, nói với người phụ nữ đó, nếu cô em muốn làm quen với cậu chủ Mạc thì tìm nhầm người rồi, nhiều nhất hắn cũng chỉ được xem là vệ sĩ bảo vệ cậu chủ Mạc của bọn anh mà thôi. Anh mới là anh em của cậu chủ Mạc, uống với anh vài ly đi. Wow, em nói anh chàng đẹp trai này sao lại trông anh tuấn mê người đến vậy, hóa ra là anh em của cậu chủ Mạc, người phụ nữ tự nhiên phớt lờ Trần Đức, nhiệt tình thì thầm vào tai Lục Tầm Dạ, nào, anh chàng đẹp trai, mình uống rượu giao bôi nhé. Được. Không lâu sau, vốn dĩ bàn chỗ này chỉ có 7-8 người nhưng bây giờ đã thành mười mấy người, tất cả đều là mỹ nữ vừa nịnh nọt vừa sùng bái Mạc Thiếu Dương, không ngừng liếc mắt đưa tình với hắn ta. Vốn dĩ Mạc Thiếu Dương muốn mượn đêm nay để tỏ tình với Diêm Mộng, nhưng khi thấy tình hình hiện tại thì liền đổi ý, chuẩn bị tìm thời cơ ít phụ nữ hơn rồi tính sau, nếu không chẳng phải là đang chặn vận đào hoa của chính mình sao. Đệt mẹ, đột nhiên, Lục Tầm Dạ nhìn chằm chằm về hướng cách đó không xa, nói với Dương Hoan, Mạnh Đức Long và cậu chủ Mạc đang ngồi bên cạnh, nhanh nhìn bên kia. Lúc này, từ xa một người phụ nữ mặc váy body họa tiết ra báo vừa xuất hiện đã khiến mọi người chú ý. Tuy cô ta có ngoại hình bình thường nhưng vóc dáng quá đỉnh, chiếc váy body bó sát gần như bị vòng 1 và vòng 3 xé rách, vóc dáng quá nóng bỏng, hình chữ S hoàn hảo khiến ai cũng phải ngước nhìn. Đôi mắt của một số người đàn ông xung quanh đó nhìn không chớp mắt. Mạc Thiếu Dương vốn tưởng cô ta cũng đến đây mời rượu, nhưng không ngờ người phụ nữ đó lại lắc lư vóc dáng gợi cảm kia lướt ngang qua không hề dừng lại. Mạc Thiếu Dương liếc mắt ra hiệu với Lục Tầm Dạ. Lục Tầm Dạ và hắn ta là bạn chí cốt, thấy vậy liền biết Mạc Thiếu Dương muốn giữ thông tin liên lạc của người phụ nữ kia nên lập tức nhảy ra, người đẹp xin dừng bước. Hả, nữ báo hoa quay đầu nhìn lại, anh chàng đẹp trai, có chuyện gì sao? Không có gì, Mạc Thiếu Dương, cậu chủ Mạc của chúng tôi muốn mời em uống vài ly, người đẹp nể mặt chút nhé, Lục Tầm Dạ nói một cách tự mãn, trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần nói ra cái tên Mạc Thiếu Dương, phụ nữ nhất định sẽ cắn câu. Ha ha, thực xin lỗi, tôi phải đi gặp một người khác, nữ báo hoa mỉm cười từ chối. Còn ai có thể thu hút em hơn cậu chủ Mạc của chúng tôi, Lục Tầm Dạ hỏi. Đúng thế, người đẹp, lẽ nào em không biết cậu chủ Mạc sao, vừa rồi cậu ấy đã mời tất cả mọi người uống rượu đấy, Dương Hoan cũng tiến lên. Người đẹp, đến uống với bọn anh vài ly đi, không có chuyện gì đâu, lẽ nào em không định nể mặt cậu chủ Mạc sao? Mạnh Đức Long cũng tiến lên trước đứng vây quanh người phụ nữ đó, thái độ rất rõ ràng, hôm nay không uống vài ly thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Trong đôi mắt trong veo của nữ báo hoa lóe lên một tia gian xảo, cô ta âm thầm liếc mắt nhìn về phía Hoa Ban Hổ, thấy Hoa Ban Hổ gật đầu thì liền giả bộ dè dặt nói, tôi không muốn nể mặt cậu chủ Mạc, cách đó không xa Mạc Thiếu Dương giật mình. Trong nháy mắt, giây trước còn đang dương dương đắc ý, giây sau liền thay đổi sắc mặt. Dù gì thì Mạc Thiếu Dương cũng là sinh viên mới ra trường, hắn ta đã bỏ ra hơn 1 triệu để mời mọi người uống rượu. Thứ hắn ta cần chính là máu mặt, là sự tâng bốc ca tụng, là thể diện. Bây giờ, đúng lúc hắn ta đang định thể hiện thì có người đột nhiên xuất hiện, nói là không muốn nể mặt hắn ta, quan trọng nhất người nói câu này lại là một người phụ nữ. Người phụ nữ mà hắn ta nhìn chúng, muốn có được. Sắc mặt Mạc Thiếu Dương nhất thời trở nên khó coi. Hắn ta đích thân đứng dậy cầm ly rượu tiến lên, người đẹp, em thú vị thật đấy, chúc mừng em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi, hay là qua bên kia uống với anh em của tôi vài ly. Người đẹp, đừng giả vờ dè dặt nữa, nhanh đến đi, cậu chủ Mạc đích thân mời là nể mặt cô lắm đấy. Đúng đó, nhanh đến đây đi. Một số phụ nữ ở bên cạnh cũng thi nhau mời mọc. Diêm Mộng không hề quan tâm đến hành động của Mạc Thiếu Dương, ở thời đại này. Đàn ông ưu tú luôn có thể thu hút sự chú ý của phụ nữ.
Cô ta không hề bận tâm về việc người đàn ông tương lai của mình có bao nhiêu phụ nữ. Huống hồ, cô ta cũng chỉ có chút hảo cảm với Mạc Thiếu Dương, chứ không phải thực sự thích hắn ta, không phải là cứ nhất định phải chọn người này. Thực xin lỗi, nữ báo hoa cười tỏ ý xin lỗi, cậu chủ Mạc, tôi thật sự không thể đi cùng anh. Ngay lập tức, nụ cười trên mặt Mạc Thiếu Dương chợt đóng băng, đệt, giả vờ giả vịt gì chứ. Còn không phải sao, ăn mặc thế này không phải muốn mồi chài đàn ông thì cũng là gái gọi, Lục Tầm Dạ khinh thường nói, váy body họa tiết ra báo này không phải để quyến rũ đàn ông thì làm gì chứ. Mẹ nó mất cả hứng, Dương Hoan nói, được rồi, anh em chúng tôi cũng không muốn làm khó cô, xin lỗi cậu chủ Mạc xong thì cô có thể cút rồi. Đúng vậy, ăn mặc như vậy còn giả bộ thuần khiết, diễn cho ai xem không biết, một người phụ nữ nói, đều đến nơi này làm ăn, có ai không hiểu rõ ai chứ. Chậc, cậu chủ Mạc mới không thèm để mắt đến loại tiện nhân này. Một đám phụ nữ đang mỉa mai và châm chọc, nhưng trong lòng nữ báo hoa lại không nghĩ gì, cô ta chính là loại người như bọn họ vừa nói, bây giờ chỉ là đang diễn kịch mà thôi. Cậu chủ Mạc có máu mặt thật đấy, ngay cả phụ nữ của Hoa Ban Hổ tôi cũng phải ở lại uống rượu với cậu sao? Đúng lúc này, một giọng nói thô lỗ vang lên, giữa đám đông, Hoa Ban Hổ ngậm điếu thuốc trong miệng đi về phía bên này cùng một đám thuộc hạ. Hoa Ban Hổ, một trong năm thủ lĩnh của thế lực ngầm ở khu Bắc thành phố Tần. Tại sao hắn lại ở đây? Quanh năm làm ăn ở quán bar, một số người phụ nữ nhanh chóng nhận ra Hoa Ban Hổ, trước đó còn rất xảo quyệt với bọn họ, sắc mặt ai nấy cũng thay đổi, hận không thể biến mất ngay lập tức. Anh Hổ, cuối cùng anh cũng đến, nữ báo Hoa thấy Hoa Ban Hổ, lập tức như thay đổi thành người khác, lộ ra vẻ yểu điệu lòng người nhào vào lòng hắn, anh Hổ, mấy người kia ăn hiếp em. Mạc Thiếu Dương thấy Hoa Ban Hổ, sắc mặt chợt thay đổi. Hoa Ban Hổ, một trong những thủ lĩnh của khu Bắc ở thành phố Tần. Mạc Thiếu Dương ở khu Bắc nên sao lại không biết tên tuổi hắn cho được. Dương Hoan, Lục Tầm Dạ, Mạnh Đức Long đều là người khu Bắc, mà tên tuổi của Hoa Ban Hổ lại khá nổi ở đó. Những người có địa vị không cao không thấp như họ là người dễ dàng nghe thấy tên tuổi của hắn nhất. Thoáng chốc, ba người lập tức trở nên lo lắng không thôi. Ai con mẹ nó có thể nghĩ đến nữ báo hoa lại là người phụ nữ của Hoa Ban Hổ. Đụng vào người phụ nữ của hắn, nghĩ lại thôi đã nổi da gà rồi. Phút chốc, một đám ban nãy còn kiêu ngạo lập tức im lặng, không dám hó hé câu nào. Mấy cô gái tức thì bị khí thế của Hoa Ban Hổ dọa sợ, cô nhìn tôi nhìn cô, không biết làm sao bây giờ. Anh Hổ, sao anh lại ở đây, Mạc Thiếu Dương gượng cười, giành nói trước, ban nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Hoa Ban Hổ hoàn toàn làm lơ hắn ta. Hắn đi đến vị trí chính giữa trong bàn của Mạc Thiếu Dương rồi ngồi xuống, đàn em của hắn lại trực tiếp cầm lấy rượu, khui uống. Cậu Mạc, xem ra cậu biết tôi, Hoa Ban Hổ nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Dương, hài hước nói, nếu biết tôi, thế sao còn đụng đến người phụ nữ của tôi? Vâng, sao tôi lại không biết đến tiếng tăm của anh Hổ cho được, sắc mặt Mạc Thiếu Dương chợt trắng bệch, có điều, hắn ta cũng không thể mất hết mặt mũi trước mặt đám bạn được. Ban nãy chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi cũng không làm chuyện gì khác người cả. Mong anh Hổ nể mặt tôi, bỏ qua chuyện này. Bỏ qua, câu đó của cậu Mạc cũng hay ghê, người phụ nữ của Hoa Ban Hổ tôi bị ăn hiếp, vậy mà cứ thế bỏ qua. Nếu truyền ra thì sau này tôi còn làm ăn gì được nữa. Hoa Ban Hổ rít một ngụm thuốc lá, tham lam liếc nhìn mấy cô gái bên cạnh, nhả khói nói, vậy đi, nể tình cậu Mạc đã mời chúng tôi uống rượu đêm nay, tôi cũng không muốn ra tay. Bảo mấy cô gái này đến chỗ chúng tôi, chơi với chúng tôi thì chuyện này coi như xong. Vốn Mạc Thiếu Dương đã uống không ít rượu, còn vừa tiêu 1 triệu tệ, đang xuôi gió xuôi nước. Giờ Hoa Ban Hổ lại bảo muốn chơi phụ nữ do hắn ta dẫn đến, đây chẳng phải là đang vả mặt mình sao? Hắn ta lập tức âm u nói, anh Hổ, nơi này là địa bàn của tứ gia, là khu Nam, không phải khu Bắc. Anh muốn làm cái chuyện ép mua ép bán này thật ư? Nếu tứ gia biết, e rằng các anh sẽ không bước ra khỏi Thiên Hương Kiều được đâu. Mạc Thiếu Dương vừa nói ra câu đó, mọi người xung quanh lập tức im lặng. Ngay cả mấy tên đàn em của Hoa Ban Hổ cũng nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Dương bằng ánh mắt kỳ lạ. Mẹ nó, Mạc Thiếu Dương gan ghê, không ngờ lại dám đe dọa Hoa Ban Hổ. Cả khu Bắc ở thành phố Tần, ai không biết Hoa Ban Hổ ghét nhất bị người ta đe dọa. Lần trước có thằng nhóc kiêu ngạo đe dọa hắn, kết quả thì sao?
chân của tên nhóc kia đã bị Hoa Ban Hổ chặt ngay tại chỗ vứt cho chó ăn, mà chuyện lớn này chỉ mới xảy ra vào 3 ngày trước. Nếu không phải gần đây chuyện nhà họ Hàn ở Giang Bắc quá ầm ĩ, chưa biết chừng chuyện của Hoa Ban Hổ đã nổi rồi. Cậu! Hoa Ban Hổ đang định mở miệng nói gì đó thì một góc khuất trong bàn bỗng nhiên sáng lên, rồi truyền tới tiếng bật lửa. Tách! Âm thanh ấy không lớn, so với tiếng nhạc sàn giữa sân thì có thể nói là rất nhỏ, nhưng không biết sao lại rơi vào tai Hoa Ban Hổ. Hắn đang định nói chuyện thì lại liếc về phía đó theo bản năng. Trong góc, một người đàn ông đang bật lửa, ngọn lửa bùng cháy, chiếu sáng khuôn mặt có đường cong góc cạnh như điêu khắc của anh, hướng lên trên là cặp mắt lười biếng, hờ hững. Ngọn lửa nhanh chóng lụi tắt, khuôn mặt kia cũng biến mất, chỉ có thể thấy đốm lửa lập lòe nơi đầu thuốc lá. Khuôn mặt kia chỉ xuất hiện chưa đến 5 giây. Thế nhưng, chỉ vài giây ngắn ngủn ấy, lại khiến da đầu Hoa Ban Hổ run lên. Hắn biết khuôn mặt đó. Tối hôm đó, chính người đàn ông kia đã gọi video cho Long Thiếu Hổ, trực tiếp giết chết Bạo Long trước mặt hắn ta. Mà lúc ấy, Hoa Ban Hổ cũng ở bên cạnh, hắn đã tận mắt nhìn thấy cảnh đó. Tao tên Trần Đức, tự bát hoang, tao chờ mày đến chiến bất cứ lúc nào. Đến bây giờ, câu nói bá đạo và ngông cuồng ấy vẫn văng vẳng trong đầu Hoa Ban Hổ. Đêm hôm đó, Bạo Long dẫn theo hơn 100 tên đàn em, vốn tưởng rằng có thể bắt sống Triệu Thâm, xả giận. Ai ngờ, bất ngờ nhảy ra một tên Trần Bát Hoang. Hơn 100 người, mà bị anh đánh bị thương nặng một nửa, nửa còn lại lại quỳ gối dưới chân anh. Có lẽ người khác không biết thành tích ấy, nhưng, Hoa Ban Hổ là thủ lĩnh thứ 5 khu Bắc ở thành phố Tần thì sao lại không biết cho được. Dưới ánh lửa, khuôn mặt kia chỉ xuất hiện giây lát, nhưng lại đủ để khiến Hoa Ban Hổ giật mình, hoảng sợ, dọa phá gan. Anh Hổ, anh đã nghĩ kỹ chưa, thấy sắc mặt Hoa Ban Hổ lộ vẻ kỳ lạ, Mạc Thiếu Dương tưởng sự đe dọa của mình đã có tác dụng, bấy giờ bèn được nước làm tới, người đầy mùi rượu nói, nơi này không chỉ là địa bàn của tứ gia, quan trọng hơn là bố tôi cũng coi như là người có tiếng ở đây. Nếu ông ấy biết anh định bắt nạt người của tôi thì sẽ tức giận đó. Hai má Hoa Ban Hổ giật giật, nếu là trước đây, hắn đã sớm tát một phát, đánh cho mẹ Mạc Thiếu Dương cũng không nhận ra hắn ta. Nhưng giờ, hắn lại không dám. Ai bảo ông vô thật sự đang ngồi trong một góc khuất kia cơ chứ? Hoa Ban Hổ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, hắn hận không thể mau mau rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Hiện tại, hắn thật sự không muốn chọc vào Trần Bát Hoang, đêm hôm đó, hơn 100 người còn không phải đối thủ của tên kia. Huống chi là hiện tại. Cậu Mạc, cậu được lắm, rất được, coi như cậu may mắn, lần sau chớ để tôi gặp được cậu. Hoa Ban Hổ đứng dậy, sắc mặt dữ tợn, muốn đánh người nhưng phải cố nhịn xuống, các anh em, chúng ta đi. Anh Hổ, một tên đàn em ngớ ra, không phải nói muốn gây rối à, sao giờ lại đòi đi? Đi. Hoa Ban Hổ gần giọng, nện bước rời đi. Bốn tên đàn em cùng nữ báo Hoa cũng nối gót theo sau. Ha ha! Buông lỏng, Mạc Thiếu Dương hoàn toàn buông lỏng, hắn ta cười lạnh không thôi. Cái quái gì? Còn tưởng trâu bò lắm đấy. Chẳng phải chỉ dăm ba câu đã bị hắn ta đuổi đi sao? Đợi một chút. Đột nhiên, Mạc Thiếu Dương được đằng chân lại lân đằng đầu, hắn ta ngăn trước người nữ báo Hoa, bọn họ có thể đi, cô thì không. Mẹ kiếp, một tên đàn em của Hoa Ban Hổ đi trước nữ báo Hoa muốn xông lên đánh người. Nhưng lại bị Hoa Ban Hổ ngăn lại, khẽ lắc đầu. Được, cậu muốn cô ta, có thể, cô ta để lại cho cậu. Hoa Ban Hổ mỉm cười, nhưng trong mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Má nó, Mạc Thiếu Dương, mày đúng là to gan. Mày chờ đó cho tao. Nữ báo Hoa cũng không phải người phụ nữ của Hoa Ban Hổ, chỉ là một ả tiếp rượu mà hắn bỏ ra một số tiền lớn mua được mà thôi. Tuy nhiên, dù là vậy, Mạc Thiếu Dương dám đòi người đàn bà của hắn trước mặt hắn. Đó chẳng khác nào đánh vào mặt hắn. Mạc Thiếu Dương, chuyện ngày hôm nay, tôi nhớ kỹ, Hoa Ban Hổ bỏ lại một câu đầy thâm ý, sau đó dẫn theo bốn tên đàn em xoay người rời đi. Hắn không muốn tiếp tục nán lại đây phút giây nào nữa. Một là lo lắng tên Mạc Thiếu Dương vô tri kia sẽ cáo mượn oai hùng, đi châm chọc hắn, hai là Trần Bát Hoang ở quá gần. Càng gần càng khiến hắn không kềm được muốn ra tay với tên kia. Nghĩ đến những anh em còn nằm trong bệnh viện, Hoa Ban Hổ không khỏi rét lạnh, hắn dẫn theo mấy tên đàn em nhanh chân rời khỏi quán Ba Thiên Tuyết. Anh Hổ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra,
vừa ra khỏi quán bar, lão đầu chọc lại hỏi, không phải nói muốn gây sự à? Đúng vậy, anh Hổ, còn nữa, sao lại để Dung Nương ở lại đó? Bốn người đi theo Hoa Ban Hổ đều là những tên tàn nhẫn, chưa từng phải chịu đựng cơn giận nào như vậy, thế nên Hoa Ban Hổ phải cho bọn họ một lời giải thích. Tôi thấy tên kia, ngồi trong góc, Hoa Ban Hổ nghiêm mặt. Ai? Trần Bát Hoang. Cái gì? Vừa nghe ba chữ Trần Bát Hoang, đám đàn em của Hoa Ban Hổ lập tức im như thóc, rốt cuộc bọn họ cũng hiểu được nỗi khổ tâm của đàn anh. Đầu chọc, ông mau gọi điện thoại cho lão đại, cho ông ấy biết Trần Bát Hoang đang ở gần đây, xem ông ấy nói thế nào, dừng một chút, Hoa Ban Hổ nói, chúng ta chờ ở đây, đợi Mạc Thiếu Dương ra ngoài, dạy hắn ta một bài học. Được. Trong quán rượu, âm thanh ồn ào náo nhiệt liên tục vọng vào tai, Mạc Thiếu Dương ngồi ở ghế VIP, bày ra dáng vẻ cậu ấm cô chiêu, thái độ hung hăng ngang ngược, người đàn bà kia, chẳng phải cô không nể mặt tôi à? Giờ thì sao hả? Ha ha, Lục Tầm Dạ lớn tiếng nói, tôi còn tưởng tên Hoa Ban Hổ kia trâu bò lắm chứ, chẳng phải cũng bị dăm ba câu của cậu Mạc đuổi đi à? Đúng đấy, cái gì Hoa Ban Hổ, theo tôi là hổ giấy thì đúng hơn, Diêm Mộng cũng hùa theo, còn không bằng hổ giấy ấy chứ. Không, chúng ta đều đã nghe qua danh tiếng của Hoa Ban Hổ, không phải hắn ta tệ, mà là cậu Mạc quá lợi hại, bạn thân của Diêm Mộng Nhan Tiểu Sa cười khanh khách nói, Mộng Mộng, nếu thích cậu Mạc thì nhất định đừng bỏ lỡ đấy. Nói cái gì vậy, Diêm Mộng nhíu mày, tuy nhiên vẫn liếc nhìn Mạc Thiếu Dương. Mạc Thiếu Dương vô cùng đắc ý, nghênh mặt nói, Hoa Ban Hổ là cái quái gì chứ, bố tôi ở khu Bắc thành phố Tần là tồn tại nổi tiếng cỡ nào hử, hắn ta dám ngang ngược trước mặt tôi à. Ông đây giết chết hắn. Cậu chủ Mạc rất ngầu. Bạn gái Dương Hoan nói, ở đây cũng chỉ có cậu Mạc dám đối đầu với Hoa Ban Hổ mà thôi, không giống một số người, ha ha. Chỉ biết trốn ở góc phòng hút thuốc. Bị dọa đến mức cái rắm cũng không dám thả. Nói vậy sao được, người phụ nữ của Mạnh Đức Long nói, cô tưởng ai cũng có thân phận, tài lực cùng địa vị như cậu Mạc à. Hai người thi nhau thổi phồng Mạc Thiếu Dương, đồng thời vẫn không quên hạ thấp Trần Đức đang ngồi yên lặng hút thuốc trong góc. Diêm Mộng cũng liếc nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét. Còn nói đến bảo vệ, che chở cho cô ta cơ đấy. Ha ha, gặp chuyện chỉ biết trốn trong góc, sao đáng mặt đàn ông. Đúng là vô dụng. Cũng không biết mẹ nghĩ thế nào mà để cho tên kia theo bảo vệ tôi. Diêm Mộng bất đắc dĩ lắc đầu, người kia không chỉ không che chở được cô ta, mà còn khiến cô ta mất mặt, đúng là buồn nôn hết sức. Buồn cười hơn nữa chính là mẹ luôn nói anh ta là người đàn ông tốt, nếu ai gả cho anh ta thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. Tôi thấy ai mà thích anh thì có mà mù ấy, Diêm Mộng thấp giọng lầu bầu, không bao lâu sau, cô nàng đã bị một cô bạn thân kéo đi chơi trò chơi. Hoa Ban Hổ đã rời đi, cuối cùng nữ báo Hoa cũng không tỏ vẻ e lệ nữa, cô ta nhiệt tình hầu hạ Mạc Thiếu Dương cùng đám anh em của hắn ta. Dáng người thướt tha đứng trên bàn nhảy múa một cách nhiệt tình, vòng eo xinh đẹp không ngừng vặn vẹo, lắc lư. Đám người Mạc Thiếu Dương, Lục Tầm Dạ, Dương Hoang cùng Mạnh Đức Long cũng không hề khách sáo, khui bia hất vào người cô ta, rất là vui vẻ. Bọn họ hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Trần Đức. Trong góc. Sau khi hút xong một điếu thuốc, anh bắt đầu quét mắt nhìn một lượt quán rượu, chú tâm thưởng thức những cô nàng ăn mặc mát mẻ cứ như đang thưởng thức phong cảnh đẹp. Wow, mau nhìn kìa, đó là ai? Bà chủ. Chủ quán ba, sao cô ấy lại đến đây? Má nó, đẹp thật. Đúng lúc này, trong đám người vang lên tiếng ồn ào, gần nhất tất cả những người có mặt ở quán rượu đều đứng lên, nhìn về phía cầu thang sáng bóng đi thông lên lầu 2. Dưới ánh đèn rực rỡ. Lúc này, một người phụ nữ đang bước xuống từng bậc thang trong sự bảo vệ của ba bốn tên áo đen. Cô ấy mặc một cái váy dài màu đỏ rực, dưới chiếc cổ thơm ngát là một vùng trắng nõn nà như ngọc dương chi, nửa kín nửa hở, phác họa đường cong no đủ mà xinh đẹp. Xuống chút nữa là cái eo thon thả, uyển chuyển, xinh đẹp cực hạn. Cặp đùi trắng mịn, thẳng tắp ẩn hiện trong làn váy xẻ tà, phối hợp cùng dáng người hoàn mỹ tạo thành một đường cong chữ S. Đôi chân mang giày cao gót đỏ bước xuống từng bậc thang, mỗi một bước đi đều cực kỳ tao nhã, động lòng người, mỹ đến cực hạn. Người phụ nữ vừa xuất hiện trong tầm mắt mọi người đã tạo thành gợn sóng, cô ấy quả thật rất xinh đẹp, bất kể là gương mặt tinh xảo, quyến rũ hay dáng người thướt tha uyển chuyển thì trong quán ba cũng không ai sánh bằng. Dù là phụ nữ thì khi thấy vóc dáng cùng dung mạo cô ấy cũng đều phải hâm mộ.
Quan trọng hơn hết là cô nàng này không chỉ xinh đẹp động lòng người, mà còn là bà chủ của quán Ba Thiên Tuyết này. Hạ Thiên Tuyết, có tiền có sắc, nếu có thể lấy được cô ấy, tôi bằng lòng giảm thọ 10 năm đấy. Đúng vậy, thật sự rất đẹp. Không biết ai may mắn ba đời có thể sánh vai cùng cô ấy suốt quãng đời còn lại. Cô ấy còn đẹp hơn so với đại đa số ngôi sao đấy. Quán Ba Thiên Tuyết có hai điều đặc sắc nhất, thứ nhất chính là bartender điều chế rượu, rượu ở đây uống ngon hơn nhiều so với những nơi khác. Thứ hai chính là bà chủ quán ba, đã sớm nghe nói đó là một mỹ nhân vô cùng quyến rũ, không ngờ thật sự là như vậy. Hạ Thiên Tuyết rất ít khi xuất hiện, hầu hết mọi người chỉ nhìn thấy cô ấy thông qua ảnh trong quán ba, hôm nay được nhìn thấy người thật khiến vô số người xúc động không thôi. Trong ghế VIP, Mạc Thiếu Dương kinh ngạc. Hắn ta thật sự không dám tin trên thế giới còn có người phụ nữ thứ hai xinh đẹp như vậy. Trong ấn tượng, hắn ta đã từng gặp qua người xinh đẹp bực này. Đó là Tống Ngữ Yên, hiện giữ chức chủ tịch của tập đoàn Dược Thiên Vũ. Hai năm trước, hắn ta đã gặp cô ấy trong một lần tình cờ, từ đó về sau nhớ mãi không quên. Chỉ tiếc, thân phận của Tống Ngữ Yên rất cao, hắn ta vốn không dám mơ tưởng. Không ngờ đêm nay còn có thể nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp giống vậy. Mạc Thiếu Dương nhìn Hạ Thiên Tuyết bằng ánh mắt tràn đầy tham lam và si mê. Ba người Dương Hoan, Lục Tầm Dạ và Mạnh Đức Long cũng mở to mắt, chuyến đi đêm nay quả thật không tệ. Nhìn Hạ Thiên Tuyết ở đằng xa, mặc dù Diêm Mộng cũng tự biết bản thân xinh đẹp, nhưng đối mặt với người phụ nữ kia, cô ta bỗng trở nên tầm thường, thiếu đi một chút phong tình cùng sự thành thục của phụ nữ trưởng thành. Trần Đức ngồi trong góc có hơi giật mình, nhếch mép cười nhạt. Không cần phải đoán, chắc chắn là tên bartender kia đã báo với Hạ Thiên Tuyết rằng anh đến. Nếu không, với tính cách của cô ấy, ngày thường e là sẽ không xuất hiện ở sảnh. Tuy Hạ Thiên Tuyết mở quán bar, nhưng cô ấy lại không thật sự thích những nơi quá mức ồn ào. Trên môi Hạ Thiên Tuyết là nụ cười tươi tắn, cô ấy bước từng bước xuống cầu thang, sau đó đi đến chỗ DJ dưới ánh mắt chú mục của tất cả mọi người, thấp giọng nói gì đó. Một lát sau, DJ đột nhiên hô to vào microphone, các vị, kế tiếp, tôi xin long trọng giới thiệu một mỹ nữ siêu cấp. Cô ấy chính là bà chủ của quán Ba Thiên Tuyết. Hạ Thiên Tuyết, giọng DJ bị ngắt quãng, cố sức hô to mấy chữ cuối. Hắn vừa dứt lời, ánh đèn đột nhiên tụ lại sân khấu, chiếu sáng Hạ Thiên Tuyết. Thoáng chốc, bên dưới vang lên âm thanh reo hò. Bà chủ, I love you. Bà chủ, tôi mời cô uống một ly. Hú hú. Dưới sân khấu không ngừng vang lên tiếng hò hét. Đây chính là sức hấp dẫn của Hạ Thiên Tuyết. Sức hấp dẫn của mỹ nữ tuyệt sắc, dù không nói một câu cũng đủ khiến mọi người phải điên cuồng, không ngừng la hét. DJ chỉnh nhạc, dừng lại một thoáng rồi tiếp tục nói, tối nay, bà chủ của chúng tôi muốn mời một người lên nhảy với cô ấy một khúc, mà người này nằm trong số các bạn. Má nó! Không thể nào, DJ vừa nói xong, bầu không khí lập tức sôi trào, ai mà lại may mắn như vậy hả? Có thể khiêu vũ cùng cô ấy đấy. Nếu mà tôi được chọn, từ nay về sau, ngày nào tôi cũng đến. Hú, ú ú ú. Trong tiếng nhạc sập sình, cả đám sục sôi, hưng phấn không thôi, bầu không khí bỗng chốc đạt đến cao trào. Nhận được thông tin, nhân viên quán bar lập tức vọt lên sàn nhảy, mời những vị khách đang nhảy disco bên trên về chỗ ngồi, làm công tác ổn định hiện trường. Mãi một lúc lâu sau, cục diện mới từ từ được khống chế. Dưới sự sắp xếp của nhân viên, mọi người ngồi xuống vị trí của mình, chờ đợi Hạ Thiên Tuyết chọn lựa. Hừ, Trần Bát Hoang, lần này anh đừng hòng từ chối nữa. Phía trên, Hạ Thiên Tuyết nhìn về phía Trần Đức, nở nụ cười danh mãnh. Cô ấy đã sớm muốn khiêu vũ cùng anh một điệu, có điều, cho đến hiện tại, Trần Đức chưa từng đồng ý. Lần này vất vả lắm mới bắt được cơ hội, đương nhiên Hạ Thiên Tuyết sẽ không dễ dàng cho qua. Trong góc, hiển nhiên Trần Đức cũng phát giác được ánh mắt của cô ấy, anh không khỏi thở dài bất đắc dĩ. Con bé này, đúng là điên. Trần Đức cảm thấy có hơi bất lực, sớm biết như vậy, lúc trước anh đã đồng ý khiêu vũ với cô nàng này rồi. Giờ cô ấy bày ra trận thế lớn như vậy, chẳng khác nào cố ý ép anh. Bởi lẽ trước mặt nhiều người thế kia, anh không thể nào từ chối được. Kế tiếp, bà chủ của chúng tôi sẽ đích thân đến dắt tay người đàn ông may mắn của đêm nay. Nào nào, bên nào hét to hơn, DJ lại một lần nữa cao giọng hò hét,
ngay sau đó, một chuỗi âm thanh kim loại vui tai vang lên. Cùng với tiếng nhạc, tiếng hò hét không ngừng vang vọng khắp sảnh, đám người bên dưới liên tục phất tay, reo hò. Trước ánh mắt mong mỏi của mọi người, rốt cuộc, Hạ Thiên Tuyết cũng bước vào trong đám đông dưới sự bảo vệ của 4 tên vệ sĩ. Mỗi một chỗ cô ấy bước qua để lưu lại hương thơm thoang thoảng. Thậm chí, khi cô ấy đi ngang qua, một số gã hóc môn tăng vọt, máu mũi túa ra. Rốt cuộc bà chủ của chúng tôi sẽ chọn ai? Nào, chúng ta hãy cùng chờ đợi, giọng điệu nghi hoặc của DJ tiếp tục kích thích cảm xúc của mọi người. Chọn tôi. Bà chủ, chọn tôi. Từng tiếng hò hét vang lên, tuy mọi người đều kích động nhưng không ai đứng lên, vì lúc nãy đã được nhân viên phổ biến rõ, nếu ai đứng dậy sẽ lập tức bị đuổi ra ngoài. Hạ Thiên Tuyết bước từng bước chậm rãi. Cô ấy băng ngang khu thường, mỉm cười đi thẳng đến khu VIP. Thoáng cái, rất nhiều người thất vọng. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện bình thường, những người ở khu VIP mới là các vị tai to mặt lớn thật sự, đám người thường bọn họ có thể chiêm ngưỡng dung nhan của Hạ Thiên Tuyết đã là không tệ rồi. Nhìn kia, đó chính là hướng vừa rồi cậu Mạc mời chúng ta uống rượu. Đúng thật, ở đó chỉ có mỗi bàn của bọn họ chứ còn ai nữa. Đu tương đương vậy xem ra chắc chắn là chọn cậu Mạc đó rồi. Cũng chẳng lạ gì, móc hầu bao bạc triệu chỉ để nhảy một bài với bà chủ cơ mà. Phải đấy, nếu thật sự là hắn, ông đây cũng chấp nhận được. Người đàn ông được Hạ Thiên Tuyết chọn là ai dường như đã quá rõ ràng rồi. Ánh mắt mọi người đều dán lên người Hạ Thiên Tuyết cùng Mạc Thiếu Dương. Một đám người đang láo nháo trong phút chốc trở nên yên tĩnh. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc cũng trở nên hiền hòa, mềm mại hơn dưới đôi tay DJ. Quán bar luôn ồn ào náo nhiệt hiếm hoi lắm mới thấy được cảnh tượng yên tĩnh thế này, ánh mắt ai nấy đều tập trung ở chỗ ghế VIP, nơi Mạc Thiếu Dương đang ngồi. Ngay cả Mạc Thiếu Dương cũng cảm thấy người Hạ Thiên Tuyết chọn để nhảy cùng chính là mình. Dù sao, đầu tiên là một chầu rượu cả triệu bạc, sau đó là tống khứ hoa ban hổ. Hắn ta chính là ngôi sao sáng nhất đêm nay. Huống hồ, Hạ Thiên Tuyết đã khoanh vùng khu vực ghế VIP của bọn họ. Ở đây chỉ có 4 người đàn ông. Dương Hoan, Mạnh Đức Long, Lục Tầm Dạ, và hắn. Về phần Trần Bát Hoang. Ha ha ha. Mạc Thiếu Dương hoàn toàn không xem Trần Đức là con người, cùng lắm là một con chó mà thôi. Người phụ nữ như Hạ Thiên Tuyết chọn người, tất nhiên không đời nào chọn Trần Bát Hoang. Còn 3 tên anh em cây khế nhà hắn, thứ nhất không đẹp trai bằng hắn. Thứ nhì không giàu có bằng hắn, thứ ba cũng chẳng có tí thực lực hay can đảm, và cũng không tỏa sáng như hắn đêm nay. Hạ Thiên Tuyết cũng không đời nào chọn bọn họ. Nghĩ tới đó, Mạc Thiếu Dương sướng rơn cả người. Nếu tối nay được nhảy cùng Hạ Thiên Tuyết, không chừng còn có thể nhân cơ hội này tận hưởng một đêm xuân, vậy thì bạc triệu bỏ ra cũng đáng lắm. Một cách vô thức, Mạc Thiếu Dương đứng lên khỏi chỗ ngồi. Mà, vệ sĩ cũng không xua hắn sang một bên. Bởi vì, ngay cả vệ sĩ cũng cho rằng Hạ Thiên Tuyết sẽ chọn Mạc Thiếu Dương. Quả đúng là, đàn ông có năng lực đi đến đâu cũng sẽ là tâm điểm chú ý, Diêm Mộng nghĩ, gia đình cô ta miễn cưỡng cũng có chút gọi là, nhưng so với Mạc Thiếu Dương thì thật sự kém xa, trong đôi mắt cô ta tràn ngập ao ước. Ở một góc, tối tăm không ai ngó tới. Trần Đức thấy Mạc Thiếu Dương đứng dậy cũng hơi ngạc nhiên. Sau đó, anh cũng đứng lên. Trong khi mọi người đều ngồi. Do đó, hành động của Trần Đức lập tức khiến nhiều người quay sang nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái. Thằng danh này làm cái gì vậy, đứng lên làm chi? Chẳng lẽ Mót Tiểu không nín được? Tào lao, cho dù là Mót Tiểu thì lúc này đứng lên cũng không đúng lúc. Hiện trường nhanh chóng xôn xao lên. Bên phía Mạc Thiếu Dương. Diêm Mộng cau mày, lập tức quát lên, Trần Bát Hoang, anh đứng lên làm gì thế hả? Đây là lúc anh đứng sao? Không mau ngồi xuống cho tôi, đừng làm mất mặt tôi được không hả? Anh! Trần Đức đang định giải thích, Lục Tầm Dạ bỗng dưng mở miệng, à, danh con, không phải mày nghĩ bà chủ Hạ Thiên Tuyết sẽ chọn mày đấy chứ? Lẽ nào cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga? Há há há! Lần đầu tiên trong đời tao thấy kẻ mặt dày như vậy luôn, chẳng lẽ mày muốn dựa hơi cậu Mạc đây à? Mạnh Đức Long cũng chế nhạo. Trần Bát Hoang! Mày mau ngồi xuống, lúc này là lúc để thằng như mày đứng hả? Đừng quấy rầy nhã hứng của cậu Mạc, ok, Dương Hoan lạnh lùng quát. Hạ Thiên Tuyết càng lúc càng gần, Mạc Thiếu Dương đích thân mở mồm nói, Trần Bát Hoang,
lúc này tôi không muốn kiếm chuyện với anh, tốt nhất là anh ngay lập tức ngồi xuống cho tôi, ok. Tôi không muốn để người ta biết tôi đưa một tên vệ sĩ đến đây uống rượu, nếu anh không làm theo, tôi gọi điện cho ba tôi sa thải anh, có hiểu không hả? Ai nấy tranh nhau nhao nhao lên, hoàn toàn không để cho Trần Đức cơ hội mở miệng. Trần Đức cũng chẳng nói gì, cơ bản là lười giải thích. Trước mắt bao nhiêu là người? Anh coi như không nghe thấy Mạc Thiếu Dương và những người khác cảnh cáo hay uy hiếp mình, cũng như của những người vẫn coi thường mình, anh nhấc bước về phía Hạ Thiên Tuyết như nghênh đón. Anh làm gì vậy hả? Diêm Mộng níu Trần Đức, Trần Bát Hoang, giờ không phải lúc anh làm sằng làm bậy, nếu anh đắc tội với Mạc Thiếu Dương, chính anh bị thiệt không nói, mà còn ảnh hưởng tới tương lai của tôi nữa, anh ngồi xuống mau. Người đàn bà đó sẽ không chọn anh, đừng mơ mộng viển vông nữa có được không hả? Đắc tội với hắn, vậy cứ đắc tội đi, Trần Đức cười nhạt. Tiện thể, anh gạt cánh tay Diêm Mộng ra. Diêm Mộng, coi đó, coi cô dẫn ai đến kìa, Dương Hoan khó chịu nói, đúng là mặt dày chưa từng thấy. Còn gì nữa, bạn gái Dương Hoan phụ họa, nghèo như quỷ mà cũng bày đặt đòi khiêu vũ với bà chủ, sao không hắt nước tiểu soi lại cái mặt mình đi. Hai người vừa dứt lời, Hạ Thiên Tuyết đã bước tới chỗ bọn họ ngồi. Đi thẳng về hướng Mạc Thiếu Dương. Cô Hạ, Mạc Thiếu Dương tỏ ra vô cùng phong độ, không biết cô Hạ có việc gì. Anh, Hạ Thiên Tuyết nhìn lướt từ đầu đến chân hắn ta, cảm ơn tối nay anh đã chi tiêu hào phóng. Được tiêu tiền ở quán bar của cô Hạ đây là phúc phần của Mạc Thiếu Dương tôi, sau này tôi còn thường xuyên đến, Mạc Thiếu Dương tự tin khoe nụ cười. Thấy Hạ Thiên Tuyết và Mạc Thiếu Dương đang nói chuyện với nhau, Diêm Mộng ra vẻ hung dữ với Trần Bát Hoang, còn chưa ngồi xuống. Không ngại mất mặt à, anh không cần mặt mũi nhưng tôi cần. Có gì mà mất mặt, Trần Đức vẫn thản nhiên như vốn dĩ, không hề nhúc nhích. Cách đó không xa. Hạ Thiên Tuyết nhã nhặn nói, cậu Mạc, chẳng hay cậu có thể. Đưa cô Hạ đây nhiệt tình mời như vậy, tôi làm sao từ chối được, Mạc Thiếu Dương cho rằng Hạ Thiên Tuyết chính thức mời hắn ra nhảy. Thế là giơ một tay lên, chỉ chờ Hạ Thiên Tuyết đặt tay mình lên đó. Bao nhiêu khán giả trong quán ba đều háo hức mong chờ. Chỉ đợi Hạ Thiên Tuyết nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng mà, lúc này, Hạ Thiên Tuyết sửng sốt, thoáng vẻ kinh ngạc tột độ, a, ý tôi là, cậu Mạc, cậu có thể nhường đường một chút không? Vị trí Mạc Thiếu Dương đang đứng, cũng đồng thời chắn mất. Đường đi đến chỗ Trần Đức. Hạ Thiên Tuyết cũng vì vậy mà hạ mình nói vài câu với Mạc Thiếu Dương. Nếu không, cô cũng lười để ý đến thằng danh vắt mũi chưa sạch này. Hả? Chuyện quái gì thế? Những khán giả đang hóng hai người nắm tay nhau ra sàn nhảy thoáng vẻ hoang mang. Nhường đường? Là sao? Chẳng phải bảo là muốn tìm một người đàn ông ra nhảy cùng sao? Ai nấy đều chẳng hiểu gì cả. Lẽ nào? Nhìn kìa! Đó chính là hướng vừa rồi cậu Mạc mời chúng ta uống rượu. Đúng thật, ở đó chỉ có mỗi bàn của bọn họ chứ còn ai nữa. Đu tương đương vậy xem ra chắc chắn là chọn cậu Mạc đó rồi. Cũng chẳng lạ gì, móc hầu bao bạc triệu chỉ để nhảy một bài với bà chủ cơ mà. Phải đấy, nếu thật sự là hắn, ông đây cũng chấp nhận được. Người đàn ông được Hạ Thiên Tuyết chọn là ai dường như đã quá rõ ràng rồi. Ánh mắt mọi người đều dán lên người Hạ Thiên Tuyết cùng Mạc Thiếu Dương. Một đám người đang láo nháo trong phút chốc trở nên yên tĩnh. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc cũng trở nên hiền hòa, mềm mại hơn dưới đôi tay DJ. Quán bar luôn ồn ào náo nhiệt hiếm hoi lắm mới thấy được cảnh tượng yên tĩnh thế này, ánh mắt ai nấy đều tập trung ở chỗ ghế VIP, nơi Mạc Thiếu Dương đang ngồi. Ngay cả Mạc Thiếu Dương cũng cảm thấy người Hạ Thiên Tuyết chọn để nhảy cùng chính là mình. Dù sao. Đầu tiên là một chầu rượu cả triệu bạc. Sau đó là tống khứ hoa ban hổ. Hắn ta, chính là ngôi sao sáng nhất đêm nay. Huống hồ, Hạ Thiên Tuyết đã khoanh vùng khu vực ghế VIP của bọn họ. Ở đây chỉ có bốn người đàn ông. Dương Hoan, Mạnh Đức Long, Lục Tầm Dạ, và hắn. Về phần Trần Bát Hoang. Ha ha ha, Mạc Thiếu Dương hoàn toàn không xem Trần Đức là con người, cùng lắm là một con chó mà thôi. Người phụ nữ như Hạ Thiên Tuyết chọn người, tất nhiên không đời nào chọn Trần Bát Hoang. Còn ba tên anh em cây khế nhà hắn, thứ nhất không đẹp trai bằng hắn, thứ nhì không giàu có bằng hắn, thứ ba cũng chẳng có tí thực lực hay can đảm, và cũng không tỏa sáng như hắn đêm nay. Hạ Thiên Tuyết cũng không đời nào chọn bọn họ.
Nghĩ tới đó, Mạc Thiếu Dương sướng rơn cả người. Nếu tối nay được nhảy cùng Hạ Thiên Tuyết, không chừng còn có thể nhân cơ hội này tận hưởng một đêm xuân, vậy thì bạc triệu bỏ ra cũng đáng lắm. Một cách vô thức, Mạc Thiếu Dương đứng lên khỏi chỗ ngồi. Mà, vệ sĩ cũng không xua hắn sang một bên. Bởi vì, ngay cả vệ sĩ cũng cho rằng Hạ Thiên Tuyết sẽ chọn Mạc Thiếu Dương. Quả đúng là, đàn ông có năng lực đi đến đâu cũng sẽ là tâm điểm chú ý, Diêm Mộng nghĩ, gia đình cô ta miễn cưỡng cũng có chút gọi là, nhưng so với Mạc Thiếu Dương thì thật sự kém xa, trong đôi mắt cô ta tràn ngập ao ước. Ở một góc, tối tăm không ai ngó tới. Trần Đức thấy Mạc Thiếu Dương đứng dậy cũng hơi ngạc nhiên. Sau đó, anh cũng đứng lên, trong khi mọi người đều ngồi. Do đó, hành động của Trần Đức lập tức khiến nhiều người quay sang nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái. Thằng danh này làm cái gì vậy, đứng lên làm chi? Chẳng lẽ Mót Tiểu không nín được? Tào lao, cho dù là Mót Tiểu thì lúc này đứng lên cũng không đúng lúc. Hiện trường nhanh chóng xôn xao lên. Bên phía Mạc Thiếu Dương. Diêm Mộng cau mày, lập tức quát lên, Trần Bát Hoang, anh đứng lên làm gì thế hả? Đây là lúc anh đứng sao? Không mau ngồi xuống cho tôi, đừng làm mất mặt tôi được không hả? Anh! Trần Đức đang định giải thích, Lục Tầm Dạ bỗng dưng mở miệng, à, danh con, không phải mày nghĩ bà chủ Hạ Thiên Tuyết sẽ chọn mày đấy chứ? Lẽ nào cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga? Há há há! Lần đầu tiên trong đời tao thấy kẻ mặt dày như vậy luôn. Chẳng lẽ mày muốn dựa hơi cậu Mạc đây à? Mạnh Đức Long cũng chế nhạo. Trần Bát Hoang, mày mau ngồi xuống, lúc này là lúc để thằng như mày đứng hả? Đừng quấy rầy nhã hứng của cậu Mạc, ok, Dương Hoan lạnh lùng quát. Hạ Thiên Tuyết càng lúc càng gần, Mạc Thiếu Dương đích thân mở mồm nói, Trần Bát Hoang, lúc này tôi không muốn kiếm chuyện với anh, tốt nhất là anh ngay lập tức ngồi xuống cho tôi, ok. Tôi không muốn để người ta biết tôi đưa một tên vệ sĩ đến đây uống rượu. Nếu anh không làm theo, tôi gọi điện cho ba tôi sa thải anh, có hiểu không hả? Ai nấy tranh nhau nhao nhao lên, hoàn toàn không để cho Trần Đức cơ hội mở miệng. Trần Đức cũng chẳng nói gì, cơ bản là lười giải thích. Trước mắt bao nhiêu là người. Anh coi như không nghe thấy Mạc Thiếu Dương và những người khác cảnh cáo hay uy hiếp mình, cũng như của những người vẫn coi thường mình, anh nhấc bước về phía Hạ Thiên Tuyết như nghênh đón. Anh làm gì vậy hả? Diêm Mộng níu Trần Đức. Trần Bát Hoang, giờ không phải lúc anh làm sằng làm bậy, nếu anh đắc tội với Mạc Thiếu Dương, chính anh bị thiệt không nói, mà còn ảnh hưởng tới tương lai của tôi nữa, anh ngồi xuống mau. Người đàn bà đó sẽ không chọn anh, đừng mơ mộng viển vông nữa có được không hả? Đắc tội với hắn, vậy cứ đắc tội đi, Trần Đức cười nhạt. Tiện thể, anh gạt cánh tay Diêm Mộng ra. Diêm Mộng, coi đó, coi cô dẫn ai đến kìa, Dương Hoan khó chịu nói, đúng là mặt dày chưa từng thấy. Còn gì nữa, bạn gái Dương Hoan phụ họa, nghèo như quỷ mà cũng bày đặt đòi khiêu vũ với bà chủ, sao không hắt nước tiểu soi lại cái mặt mình đi. Hai người vừa dứt lời, Hạ Thiên Tuyết đã bước tới chỗ bọn họ ngồi. Đi thẳng về hướng Mạc Thiếu Dương. Cô Hạ, Mạc Thiếu Dương tỏ ra vô cùng phong độ, không biết cô Hạ có việc gì. Anh, Hạ Thiên Tuyết nhìn lướt từ đầu đến chân hắn ta, cảm ơn tối nay anh đã chi tiêu hào phóng. Được tiêu tiền ở quán bar của cô Hạ đây là phúc phần của Mạc Thiếu Dương tôi, sau này tôi còn thường xuyên đến, Mạc Thiếu Dương tự tin khoe nụ cười. Thấy Hạ Thiên Tuyết và Mạc Thiếu Dương đang nói chuyện với nhau, Diêm Mộng ra vẻ hung dữ với Trần Bát Hoang, còn chưa ngồi xuống. Không ngại mất mặt à, anh không cần mặt mũi nhưng tôi cần. Có gì mà mất mặt, Trần Đức vẫn thản nhiên như vốn dĩ, không hề nhúc nhích. Cách đó không xa. Hạ Thiên Tuyết nhã nhặn nói, cậu Mạc. Chẳng hay cậu có thể. Đưa cô Hạ đây nhiệt tình mời như vậy, tôi làm sao từ chối được, Mạc Thiếu Dương cho rằng Hạ Thiên Tuyết chính thức mời hắn ra nhảy, thế là giơ một tay lên, chỉ chờ Hạ Thiên Tuyết đặt tay mình lên đó. Bao nhiêu khán giả trong quán bar đều háo hức mong chờ. Chỉ đợi Hạ Thiên Tuyết nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng mà, lúc này, Hạ Thiên Tuyết sửng sốt, thoáng vẻ kinh ngạc tột độ, a, ý tôi là, cậu Mạc. Cậu có thể nhường đường một chút không? Vị trí Mạc Thiếu Dương đang đứng. Cũng đồng thời chắn mất. Đường đi đến chỗ Trần Đức. Hạ Thiên Tuyết cũng vì vậy mà hạ mình nói vài câu với Mạc Thiếu Dương. Nếu không, cô cũng lười để ý đến thằng danh vắt mũi chưa sạch này. Hả? Chuyện quái gì thế?
những khán giả đang hóng hai người nắm tay nhau ra sàn nhảy thoáng vẻ hoang mang. Nhường đường. Là sao? Chẳng phải bảo là muốn tìm một người đàn ông ra nhảy cùng sao? Ai nấy đều chẳng hiểu gì cả. Lẽ nào? Thật sự là tìm thằng danh đó. Mạc Thiếu Dương càng thộn ra, xấu hổ đỏ mặt tía tai. Giọng nói của Hạ Thiên Tuyết giống như thôi miên, khiến hắn gần như vô thức né sang một bên. Cảm ơn. Hạ Thiên Tuyết nhẹ nhàng cảm ơn. Sau đó, trong ánh mắt đầy thắc mắc của mọi người, đôi chân dài của Hạ Thiên Tuyết uyển chuyển sải bước trên giày cao gót, đi đến trước mặt người đàn ông đang khuất trong bóng tối không quá bắt mắt. Và rồi, Hạ Thiên Tuyết đỏ mặt thẹn thùng như thiếu nữ, giọng nói đầy mong chờ, không biết anh Trần Bát Hoang có thể vui lòng nhảy một bản với em không? Vừa nói, Hạ Thiên Tuyết vừa vươn bàn tay ngọc ngà vừa dài vừa mảnh. Làm động tác chờ đợi. Trong nháy mắt, hết thảy mọi người giang dán mắt vào diễn biến kia đều kinh ngạc tột độ. Thật sự là, chọn người đó sao? Đê ma ma. Không phải chứ. Ngoài việc hơi dễ coi một chút thì còn có ưu điểm gì chứ? Rất nhiều người nhận ra đó là người ngồi ngoài rìa nhóm Mạc Thiếu Dương. Hạ Thiên Tuyết, bà chủ quán Ba Thiên Tuyết, sao lại chọn hắn ta? Lục Tầm Dạ, Dương Hoan, Mạnh Đức Long càng trợn trừng hai mắt, mặt mày thộn ra, quả thật không thể tin vào mắt mình. Chẳng lẽ, Hạ Thiên Tuyết nhận nhầm người? Không, không hề nhận nhầm. Bọn họ đứng cách đó rất gần, nhìn rất rõ, nghe rất rõ, rõ ràng Hạ Thiên Tuyết gọi tên của Trần Bát Hoang. Trần Đức và Hạ Thiên Tuyết đứng ngay trước mặt Diêm Mộng. Lúc này, nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người Diêm Mộng cũng ngẩn ra, biểu cảm trên mặt vô cùng phong phú. Ngồi trên ghế, nhìn Hạ Thiên Tuyết vươn tay chờ Trần Bát Hoang nắm lấy. Diêm Mộng đỏ bừng mặt, cảm thấy hai bên má nóng cháy, giống như bị ai đó vả cho mấy bạt tai. Vừa mới một phút trước, cô ta còn khuyên Trần Bát Hoang ngồi xuống, khuyên anh không nên mơ mộng hão huyền, khuyên anh đừng tiếp tục bẽ mặt trước bao nhiêu người. Bây giờ mới biết, ngay từ đầu Trần Bát Hoang đã biết Hạ Thiên Tuyết sẽ tìm đến mình. Cho nên, anh mới đứng lên. Cũng chẳng phải mơ mộng trèo cao gì, mà là mọi thứ đều được dự liệu từ trước. Cách đó không xa, Mạc Thiếu Dương đứng ngây ra tại chỗ, trong mắt tràn ngập ghen tức và dữ dằn. Dựa vào cái gì? Hắn mới là người chi tiền bạc triệu cơ mà. Hắn mới là người đuổi hoa ban hổ đi cơ mà. Dựa vào cái gì mà Hạ Thiên Tuyết chọn Trần Bát Hoang chứ không phải là hắn? Hắn không chấp nhận. Chỉ tiếc là, chịu không chịu buộc chịu. Hạ Thiên Tuyết là bà chủ của nơi này, xét về thân phận, hắn ta chỉ là con của đại gia, xét về tiền bạc, càng không so được với người ta. Mạc Thiếu Dương vừa giận dữ, vừa xấu hổ, cảm thấy mặt mũi mất sạch, hắn ngượng chín người ngồi xuống, nốc một tợp rượu vang, tuét miệng cười để giấu đi khó chịu trong lòng. Nhanh lên nào, mọi người đều đang chờ kìa, Hạ Thiên Tuyết nháy nháy mắt, rèm mi dài xinh đẹp rung rung, giọng nói nhỏ nhẹ, nhiều người nhìn như vậy. Chẳng lẽ anh muốn từ chối người ta sao? Hai ít. Trần Đức tỏ ra miễn cưỡng, xưa nay anh vẫn không thích khiêu vũ, nhưng nếu Hạ Thiên Tuyết đã bày lắm trò như thế thì cũng không tiện làm mất mặt cô, được rồi, chiều lòng cô vậy. Nhân tiện. Khóe miệng anh cong lên một nụ cười, anh đưa tay, nắm lấy mấy ngón tay của Hạ Thiên Tuyết. Cảnh tượng này, khiến cho bao nhiêu người chung quanh suýt xoa không ngớt. Đó là tay của nữ thần đấy. Được tiếp xúc gần gũi với nữ thần như Hạ Thiên Tuyết là mơ ước của không biết bao nhiêu đàn ông đấy. Ánh đèn tập trung vào hai người, Trần Đức lịch sự nắm tay Hạ Thiên Tuyết, khóe môi vẫn mỉm cười, bước nhanh ra giữa sàn nhảy. Đậu xanh rau má, sao lại là nó chứ? Lục Tầm Dạ chửi thề, thằng lỏi đó có chỗ nào bì được với cậu Mạc của chúng ta, bà chủ bị mù rồi à? Tao nghĩ hai người họ có quen biết trước, Dương Hoan nói, bà chủ rõ ràng gọi tên thằng đó mà. Chắc chắn là có quen từ trước rồi, nếu không sao lại chọn nó chứ, ha ha ha, còn ả Hạ Thiên Tuyết chẳng qua cũng chỉ có mẽ ngoài, gặp dịp thì chơi, chẳng phải là để được người ta chú ý sao, một cô gái giọng chua loét, nữ thần hả, tôi thấy giống con đàn ông thì có. Nói hay lắm, cậu Mạc của chúng ta đẹp trai như vậy không chọn, đi chọn con cóc ghẻ. Mạng giao thiệp nhỏ hẹp của Mạc Thiếu Dương tại nơi này ai nấy đều cụt hứng, dù sao trước đó bọn họ cũng đá đều Trần Đức không ít. Bây giờ sao có thể ngoan ngoãn chịu thua, nhưng cũng chỉ biết chửi vài câu cho đỡ nhục. Diêm Mộng, cô cũng thật là, hắn là do cô mang đến,
chẳng lẽ cô không biết hắn và Hạ Thiên Tuyết quen biết nhau à? Sao không nhắc bọn này trước? Đúng đó Mộng Mộng, sao không chịu nói sớm? Bạn gái của Dương Hoan và Mạnh Đức Long rất khó chịu, nếu như Diêm Mộng chịu nói sớm một chút, bọn họ sao có thể mất mặt đến thế? Tôi! Diêm Mộng muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích như thế nào, trong lòng lại càng căm ghét Trần Đức. Rõ ràng biết Hạ Thiên Tuyết tìm mình sao không nói sớm, hại tôi mất mặt như thế chứ? Diêm Mộng vặn vẹo đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng rất không vui. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, Mạc Thiếu Dương giả vờ thản nhiên nói, chẳng phải chỉ là một người đàn bà sao? Chả ra làm sao cả. Phải đó cậu Mạc, còn có bọn em mà, nữ báo hoa liếc trộm, chẳng lẽ người ta không bằng Hạ Thiên Tuyết sao, đệt mợ. Mạc Thiếu Dương liếc nữ báo văn, nói cũng lười nói. Cô có chỗ nào so được với Hạ Thiên Tuyết nhà người ta? Dáng vóc cũng tạm đi, nhưng nhìn kiểu gì cũng không cân đối hài hòa như Hạ Thiên Tuyết, vừa nhìn đã biết là thẩm mỹ mà ra. Còn có mặt mũi nói thế. Mạc Thiếu Dương ngoài mặt cười hề hề, trong lòng liên tục chửi thề mẹ nó mẹ nó mẹ nó. Thằng danh nhà quê một cục đó, mấy người nói xem nó biết nhảy không hả? Nếu vậy thì đẹp mặt rồi, hề hước cực, Lục Tầm Dạ hớn hở đợi xem kịch vui. Nhưng mà, hiện thực lại khiến hắn thất vọng. Ở giữa sàn nhảy, tiếng nhạc vang lên, Hạ Thiên Tuyết và Trần Bát Hoang đã bắt đầu khiêu vũ, dáng múa của Hạ Thiên Tuyết cực kỳ uyển chuyển đẹp mắt, động tác của Trần Bát Hoang cũng nhịp nhàng dứt khoát. Cả hai giống như đã tập luyện nhiều lần, phối hợp vô cùng ăn ý hoàn hảo, giống như một điệu nhảy ra. Nhất thời tất cả mọi người có mặt ở đây đều xem đến mê mẩn. Vốn dĩ lúc nãy bọn họ rất khó chịu khi nhìn thấy Trần Bát Hoang, nhưng lúc này, dưới ánh đèn sân khấu, cả hai dường như có trời đất tác duyên, trai tài gái sắc, cộng thêm một chút hiệu ứng phun sương, tựa như thần tiên đang khiêu vũ. Wow, đẹp quá đi! Đẹp thật đấy, tôi chưa từng thấy vũ điệu nào đẹp như thế này. Đúng vậy! Hầu hết mọi người đều cảm thấy cho dù Hạ Thiên Tuyết chọn mình thì bọn họ nhất định cũng sẽ không thể nhảy đẹp như vậy. Một bài nhạc đã kết thúc. Mọi người vẫn đang hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi. Rất lâu sau, bên dưới vang lên những tràng pháo tay vang dội. Thêm một bản nữa, đột nhiên, không biết ai đã hét lên như vậy. Hạ Thiên Tuyết nhìn Trần Đức đầy mong đợi, cô ấy cũng muốn nhảy thêm một bài nhạc nữa, cảm giác trong lúc khiêu vũ khiến tim cô đập thình thịch, như được trở lại thời kỳ thiếu nữ mới biết yêu, vô cùng phấn khích. Có điều, cô ấy biết Trần Đức sẽ không đồng ý, sau một thoáng mong đợi. Cô ấy chủ động nói, các vị, buổi khiêu vũ tối nay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã yêu mến và ủng hộ quán Ba Thiên Tuyết. Hạ Thiên Tuyết khẽ cúi đầu, sau đó nắm lấy tay Trần Đức, trong ánh mắt khen tị của mọi người, cô ấy bước về phía phòng VIP ở tầng 2, khiến phía dưới phát ra một loạt tiếng hò hét. Ôi vãi, đây là muốn đi đâu vậy? Đây là sắp đi hẹn hò riêng sao, tên nhóc đó hời quá nhỉ? Hu hu, ghen tị quá. Sao tôi lại không gặp may mắn như vậy? Cậu là cái thá gì, vị cậu chủ Mạc kia bỏ ra 1 triệu không phải cũng chỉ nói được vài câu sao? Nếu như nói không gặp may thì hắn mới là người không may nhất. Còn tưởng Hạ Thiên Tuyết đến tìm hắn, vừa nghĩ đã thấy buồn cười. Hừ, nghe được những lời bàn tán xung quanh, Mạc Thiếu Dương bất giác hừ lạnh một tiếng. Có gì đáng khoe khoang chứ, Lục Tầm Dạ khinh thường nói, cậu chủ Mạc đừng nóng giận. Tên nhóc đó chỉ là may mắn mà thôi, làm sao có thể so sánh với cậu được. Đúng vậy, cậu chủ Mạc, Hạ Thiên Tuyết chỉ là góp vui lấy lệ mà thôi, cô ấy sẽ không thực sự làm gì đó với tên nhóc kia đâu. Một người phụ nữ giống như đã nhìn thấu mọi chuyện nói, bây giờ chưa chọn cậu chủ Mạc, nhưng đợi thêm vài lần nữa chắc chắn sẽ tự tìm đến cửa. Cậu chủ Mạc, anh mới là ngôi sao sáng nhất đêm nay. Đám người đó mỗi người một câu này sỉ nhục Trần Đức. Câu kia tự đề cao chính mình và Mạc Thiếu Dương, chẳng mấy chốc bầu không khí sôi nổi đã khôi phục trở lại. Chỉ là trong lòng ai nấy cũng đều hiểu rõ, cho dù bọn họ có coi thường Trần Bát Hoang đến đâu, không ưa anh, sỉ nhục anh đến mức nào. Thì đêm nay, anh vẫn là người đáng ghen tị nhất. Mạc Thiếu Dương đã bỏ ra 1 triệu, nhiều nhất chỉ có thể được xếp hạng 2. Hơn nữa, chuyện tức giận hơn là, Trần Bát Hoang không tốn 1 xu. Tầng trên cùng của quán Ba Thiên Tuyết. Hạ Thiên Tuyết đưa Trần Đức đến một nơi yên tĩnh, có thể chiêm ngưỡng quang cảnh ban đêm của Thiên Hương Kiều, trước cửa sổ sát sàn, bartender giỏi nhất của quán ba đang phục vụ bọn họ. Bát Hoang,
anh thật đẹp trai. Hạ Thiên Tuyết ngồi bên cạnh Trần Đức, đôi mắt mê người của cô ấy mở to, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trần Đức một cách thẳng thừng. Anh biết mà, sắc mặt Trần Đức rất bình tĩnh và thản nhiên. Mấy ngày nay sao không thấy anh, có phải lại đi tìm phụ nữ mới rồi không? Hạ Thiên Tuyết nhẹ nhàng uống một ly cocktail recipe, nhưng giọng điệu lại như một cô học sinh than phiền rằng lâu rồi anh không đến. Gần đây gặp rất nhiều chuyện, Trần Đức liếc nhìn xuống lầu, trước cửa quán ba Thiên Tuyết, anh nhìn thấy rõ Hoa Ban Hổ và những người khác đang đứng hút thuốc ở bên ngoài. Lại có câu chuyện mới sao, người ta muốn nghe, anh nhanh kể đi. Ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu, trong miếu. Dừng lại, anh đúng là tên khốn, lại muốn lừa em. Hạ Thiên Tuyết kịp thời cắt ngang câu chuyện của Trần Đức, tức giận nói, nếu anh không muốn kể thì thôi vậy, có thể cho em mượn vai một lát được không? Được, Trần Đức đáp. Được sự đồng ý của Trần Đức, đầu của Hạ Thiên Tuyết đặt trên bờ vai rộng rãi của Trần Đức, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy tràn đầy sự hài lòng. Cô ấy không nói, chỉ im lặng dựa vào đó, một lúc sau dịu dàng nói. Nếu có thể cứ mãi như này thì tốt biết bao. Hạ Thiên Tuyết dựa đầu vào đó, từ từ nhắm mắt lại, an yên ngủ trên vai Trần Đức, trên đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười nhẹ nhẹ, trông rất xinh đẹp. Chỉ có ở trước mặt người đàn ông này, cô ấy mới giống một cô gái nhỏ, trong lòng người phục vụ đứng bên cạnh không ngừng thở dài, chỉ khi Trần Bát Hoang xuất hiện, anh ta mới nhìn thấy dáng vẻ này của cô chủ. Trần Bát Hoang ung dung ngồi đó, bên vai được đầu Hạ Thiên Tuyết dựa vào vững như cây cột, không nhúc nhích chút nào, tay còn lại của anh cầm ly rượu thỉnh thoảng nhấp vài ngụm. Đôi mắt anh nhìn ngắm cảnh đêm tráng lệ bên trên cảnh sông nước, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đám người Hoa Ban Hổ đang ẩn náu trong bóng tối trước cửa quán ba Thiên Tuyết, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Đã hơn 2 giờ trôi qua, trời đã về khuya, khí tức hút mần tăng vọt, trên đường phố bắt đầu xuất hiện đủ trạng thái cuộc sống. Có người tỏ tình, cũng có người chia tay, có người uống say nằm vật vã trên đường, cũng có một số người đến khiêng phụ nữ nằm trên đường đi. Về phần nam giới, những người trông đẹp trai thường được phụ nữ yêu thích. Cũng có rất nhiều người đang ngủ say trên đường, trong miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, hoặc là nhắc đến người nhà, hoặc là nhắc đến phụ nữ. Ai nói đêm hôm say bí tỉ nhất định là kẻ phóng đãng. Đa số lý do mọi người say xỉn, có thể chỉ để xả stress. Hoặc để quên đi một kỷ niệm khó quên nào đó. Hoàng gia. Đúng lúc này, một người phục vụ vội vã chạy từ cầu thang tới, anh ta định nói gì đó, nhưng khi thấy Hạ Thiên Tuyết đã ngủ say liền hạ giọng nói, nhóm bạn của anh hình như sắp đi rồi. Trước khi đến, Trần Đức đã dặn dò trước, nhờ người theo dõi. Nhờ chú ý đến sự an toàn của Diêm Mộc, nếu bọn họ sắp rời đi cũng đến thông báo cho anh. Vì lẽ đó, khi phát giác bọn họ phải rời đi, nhân viên phục vụ liền chạy đến. Trần Đức khẽ gật đầu. Phải đi rồi à, Hạ Thiên Tuyết mở mắt, đương nhiên, cô ấy không thật sự thiếp đi, chỉ đơn giản là muốn hưởng thụ khoảng thời gian ở bên cạnh Trần Đức mà thôi. Được rồi, Hạ Thiên Tuyết đứng dậy, khẽ hôn lên trán Trần Đức một cái, không sao, nhớ đến tìm em nhiều một chút, đừng để người ta nhớ anh. Có rảnh sẽ đến, anh dịu dàng cười, đáp. Anh đã đồng ý với Diêm Thanh Nhã sẽ bảo vệ Diêm Mộc, đêm nay đương nhiên không thể ở lại đây được. Sau khi chào tạm biệt Hạ Thiên Tuyết, Trần Đức theo chân nhân viên phục vụ đi xuống lầu. Trong quán rượu, ở hàng ghế VIP, đám người Mạc Thiếu Dương đã uống đủ, đang chờ tài xế đến, chuẩn bị rời đi. Mộng Mộng, tên vệ sĩ của cô đâu rồi, sao còn chưa đến, một cô gái mất kiên nhẫn nói, đừng nói muốn chúng tôi đợi anh ta đấy nhé. Đợi hắn làm gì? Hắn có liên quan gì đến chúng ta chứ? Lục Tầm Dạ nói, Diêm Mộng, muốn đợi thì cô tự mà đợi. Mộng Mộng, em đừng chờ hắn làm gì, đi cùng bọn anh đi, lát nữa anh đưa em về, Mạc Thiếu Dương lên tiếng, hắn ta vốn không muốn gặp lại Trần Đức. Tôi, chúng ta không cần chờ anh ta, Diêm Mộng cắn môi, Trần Bát Hoang không xứng để cô ta phải đợi, cô ta cũng không thể vì tên vệ sĩ kia mà bỏ mặc những người bạn thân thiết lâu năm của mình. Đi thôi. Đám nam nữ trẻ tuổi uống quá nhiều, cả bọn tỉnh tỉnh mê mê rời khỏi quán ba ồn ào, náo động. Diêm Mộng đi sau cùng, vừa đến cửa thì thấy Trần Đức từ bên trong đi ra, anh bước thẳng về phía bọn họ. Trần Bát Hoang, mày đừng có lẽo đẽo theo tụi tao được không? Một thằng lính quèn như mày mà cũng xứng đi chung với tụi tao à? Thấy Trần Đức, Dương Hoan lè nhè nói, tao biết mày thích Tiểu Mộng,
nhưng tiểu mộng không có thích mày, đừng có mơ mộng hão huyền nữa được không? Đúng đó, mày tính hay thật, Mạnh Đức Long cũng uống không ít, bước chân loạng choạng, bạn gái hắn vội chạy đến đỡ thì bị hắn hất sang một bên, đừng có cản đường tao. Trần Đức nhíu mày, nhưng không nói gì. Đám người này cũng chỉ gặp anh đêm nay, ngày mai mỗi người một hướng, không cần phải vì mấy tên nhóc say xỉn không biết trời cao đất dày mà tức giận, vì thế, anh liền lui về sau mấy bước. Ha ha, đúng là thằng hề. Đúng đó, nhìn dáng vẻ của hắn kìa, hệt như một con chó. Mấy cô gái cũng uống quá chén, nên không chút kiêng kỵ liếc nhìn Trần Đức, buông lời châm chọc. Về nhà với hắn hay để anh đưa em về, em chọn đi, Mạc Thiếu Dương cũng uống không ít, vừa thấy Trần Đức, hắn ta liền nổi giận, bèn quay sang Diêm Mộng, lạnh lùng nói. Trần Bát Hoang, anh đừng có đi theo tôi nữa, do dự vài giây, cuối cùng Diêm Mộng cũng đưa ra lựa chọn. Sao cô ta có thể vì một tên khách trọ mà cãi nhau với Mạc Thiếu Dương được chứ? Đêm nay anh khiến tôi cảm thấy rất mất mặt, có biết không hả? Mẹ của tôi để anh theo tôi chính là một sai lầm. Rõ ràng là anh quen biết Hạ Thiên Tuyết, sao không nói sớm, còn khiến cậu Mạc xấu hổ như vậy? Khiến bọn tôi phải xấu mặt trước tất cả mọi người. Diêm Mộng cũng uống không ít rượu, lúc hỏi mấy câu này, trông cô ta rất uất ức, thoạt nhìn, dường như sắp khóc đến nơi. Được rồi, anh không đi theo em nữa là được, Trần Đức hờ hững đáp. Dù tính tình anh có tốt cỡ nào thì cũng cảm thấy có hơi khó chịu. Lúc đó anh muốn giải thích, nhưng có ai cho anh cơ hội? Hừ, Diêm Mộng hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người đuổi theo đám người Lục Tầm Dạ. Ha ha, Trần Bát Hoang, tao biết mày thích Diêm Mộng, thế nhưng... mày lấy gì so với tao? Thôi thì mày đợi tao chơi chán rồi hãy từ từ gặm nhắm rác của bản thiếu ra đi nhé. Mạc Thiếu Dương cười đắc ý, không đợi Trần Đức đáp lại, hắn ta đã xoay người, ung dung bỏ đi. Mẹ kiếp, đám, ngu này, vậy mà bỏ lại Trần Bát Hoang, cách đó không xa, trên một chiếc xe van, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cơ mặt Hoa Ban Hổ không khỏi co giật, kế đó, hắn nhếch mép cười âm u, quay sang nói với lão đầu chọc đang cầm lái, đến từng tuổi này còn chưa thấy ai ngu ngốc như chúng. Đầu chọc, mau đuổi theo đám khốn kiếp kia. Mấy người Mạc Thiếu Dương chia nhau ngồi vào những chiếc xe khác nhau. Diêm Mộng đi cùng Mạc Thiếu Dương, tài xế do hắn ta thuê từ từ lái xe rời đi. Bọn họ vừa đi, đám người Hoa Ban Hổ lập tức đuổi theo sau. Trước cửa quán Ba Thiên Tuyết, Trần Đức dõi mắt nhìn theo mấy chiếc xe kia, có chút bất đắc dĩ nói, nể mặt gì Diêm, tôi giúp em một lần. Trên xe, Mạc Thiếu Dương ngồi ở băng sau, lười biếng nói, tên vệ sĩ kia đúng là khiến người ta khó chịu. Đợi anh về nhà, chắc chắn sẽ nói bố đuổi hắn ta đi. Mộng Mộng, em cũng về nói với mẹ, đừng để hắn ở trọ nhà em nữa. Nếu cần phải bồi thường, anh sẽ chịu tất, tiền thì anh có rất nhiều. Vâng, khi về tôi sẽ nói với mẹ, chuyện trong nhà vốn do bà ấy làm chủ. Diêm Mộng ngồi một bên, bởi vì uống rượu mà mặt cô ta đỏ bừng. Liếc nhìn khuôn mặt cùng dáng người uyển chuyển của cô ta, trong mắt Mạc Thiếu Dương lóe lên tia tham lam, hắn ta nhìn không được nói, Mộng Mộng. Em xem, đã trễ thế này rồi, hay là đêm nay em đừng về nữa, chúng ta tìm khách sạn nghỉ một đêm. Chỗ anh có mấy tấm vé mời đến buổi đấu giá thế kỷ cấp cao vào ngày mai, đến lúc đó chúng ta cùng đi, sẽ thuận tiện hơn. Tôi, mẹ đang ở nhà chờ tôi. Diêm Mộng Uyển chuyển từ chối, tất cả đều là người trưởng thành, đương nhiên cô ta biết rõ Mạc Thiếu Dương có ý gì, thế nhưng tình cảm của cô ta dành cho người đàn ông này vẫn chưa đến mức đó. Mặc dù Diêm Mộng cũng hy vọng có thể tạo mối quan hệ tốt với Mạc Thiếu Dương, nhưng không có nghĩa là cô ta muốn dùng thân thể để trao đổi. Mộng Mộng, Mạc Thiếu Dương duỗi tay, muốn nắm lấy tay Diêm Mộng. Ktt. Đúng lúc này, tài xế đột nhiên đạp phanh gấp, xe lập tức ngừng lại. Đầu Mạc Thiếu Dương đập thẳng vào ghế phó lái, hắn ta tức giận quát, anh lái xe kiểu gì thế? Cậu Mạc, tài xế nhìn chằm chằm phía trước, có người cản đường. Hả? Mạc Thiếu Dương nhìn phía trước, mày hắn ta cau lại. Không biết từ lúc nào, xe đã chạy đến một đoạn đường vắng, gần như không thấy có xe cộ qua lại. Ngay phía trước xe của bọn họ có một chiếc xe tải màu đen cứ thế chắn ngang, chặn đường đi của mấy người Mạc Thiếu Dương. Năm người đàn ông đứng dựa vào thân xe, miệng ngậm thuốc, đang không ngừng nhả khói. Hoa Ban Hổ. Nhìn thấy kẻ cầm đầu, Mạc Thiếu Dương vô cùng khó chịu. Má nó, tên này định làm gì? Diêm Mộng thầm lo lắng, có hơi lúng túng, chẳng lẽ bọn họ định ăn cướp?
cho hắn 10 lá gan cũng không dám cướp của anh, Mạc Thiếu Dương hừ lạnh. Vừa rồi có thể đuổi được Hoa Ban Hổ đi đã khiến hắn ta cảm thấy vô cùng tự tin, hắn ta không tin tên này dám động vào mình. Xuống xe. Lúc này, lão đầu chọc đã đi đến cạnh ghế lái, vung gậy đập vào cửa kính, một tiếng xoảng vang lên, cửa kính hệt như bông tuyết vỡ tan tành. Mày là tài xế thuê à? Chỗ này không có chuyện của mày, mau cút đi, lão đầu chọc quát to với tài xế. Đại ca, tôi cút ngay, nhìn thấy đám người hung thần ác sát, tài xế không chút do dự, lập tức quay đầu bỏ chạy. Hoa Ban Hổ cười lạnh, vứt bỏ mẩu đầu lọc trong tay, sau đó dùng mũi chân di mạnh xuống đất, rồi mới bước đến vị trí sau xe BMW, gõ lên cửa sổ. Hoa Ban Hổ, mẹ kiếp, mày định làm gì? Mạc Thiếu Dương quay cửa kính xe xuống, ngẩng cao đầu, nhìn chòng chọc vào mấy người đứng bên ngoài bằng ánh mắt miệt thị, dọa tài xế của tao đi, mày định lái xe dùm tao à? Hửm! Hoa Ban Hổ sững sờ, hắn không ngờ lá gan của Mạc Thiếu Dương lớn như vậy, lại dám nói chuyện với hắn. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ sơ qua cũng biết, e là tên nhóc này cho rằng lúc nãy ở quán bar, hắn sợ hắn ta nên mới bỏ đi. À! Hoa Ban Hổ cười lạnh. Trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Hắn nắm lấy tóc Mạc Thiếu Dương, giật mạnh đầu hắn ta, mẹ kiếp, hôm nay ông mày nể mặt mày quá rồi đúng không? Dám nói chuyện với ông mày vậy hả? Hoa Ban Hổ, chẳng lẽ mày không nhận ra tao à? Mạc Thiếu Dương đau đến nhe răng trợn mắt, hắn ta hung hăng nói, tao là Mạc Thiếu Dương, cậu chủ nhà họ Mạc, mày dám đụng vào tao, bố tao sẽ không bỏ qua cho mày. Tao ra lệnh mày lập tức buông tay ra. Cậu Mạc, má nó chứ, tao đụng vào mày đấy. Hoa Ban Hổ dùng một tay nắm tóc Mạc Thiếu Dương, tay còn lại thò vào khung cửa sổ, mở cửa xe từ bên trong. Kế đó, cửa bật mở, hắn lôi Mạc Thiếu Dương ra ngoài. Cô em, để tôi ra tay hay cô tự giác, liếc nhìn Diêm Mộng trong xe, Hoa Ban Hổ cợt nhả nói. Diêm Mộng tái mặt, vô cùng hoảng sợ. Cô ta run rẩy bước xuống xe, đứng sang một bên. Mạc Thiếu Dương lảo đảo, mất trọng tâm ngã ngồi ra đất, vẻ mặt hắn ta vô cùng khó coi, Hoa Ban Hổ, mày. Mày muốn làm gì, tao là cậu chủ nhà họ Mạc, mày nể mặt tao chút đi. Ha 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 ha, lão đầu chọc đứng bên cạnh ôm bụng cười to, các anh em, có nghe thấy gì không, cậu Mạc muốn chúng ta nể mặt cậu ấy đấy. Đúng là ngạo mạn, cậu Mạc, hay cho cậu Mạc. Còn đang mơ à? Bốp! Hoa Ban Hổ vung tay tát thẳng vào mặt Mạc Thiếu Dương, châm chọc nói, mày muốn ông mày nể mặt à? Mặt mày là cái khỉ gì hả? Đáng bao nhiêu? Hoa Ban Hổ, mày muốn làm gì? Mạc Thiếu Dương ôm lấy mặt, mặt hắn ta đỏ bừng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng lúc trước trong quán bar, đám người này còn kiêng kỵ hắn, sao bây giờ lại chẳng sợ gì hết? Vì sao chứ? Hoang mang lắm đúng không? Hoa Ban Hổ khom người, nhìn chằm chằm vào mặt Mạc Thiếu Dương. Có phải cảm thấy rất khó hiểu, vì sao trong quán rượu tao không dám đụng đến mày, mà giờ không chỉ đụng còn đánh mày? Vì sao? Mạc Thiếu Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn biết à, ông mày không thích nói với mày đấy, đương nhiên Hoa Ban Hổ sẽ không nói rằng mình sợ Trần Bát Hoang, nếu bị đồn ra ngoài, hắn còn làm người thế nào nữa? Má nó, mày tưởng ông mày sợ bố mày, sợ phì tứ à? Bọn họ là cái khỉ gì? Ông mày sợ bọn họ? Trong lúc nói chuyện, Hoa Ban Hổ giơ chân đạp lên người Mạc Thiếu Dương, sau đó nói với lão đầu chọc, đánh cho tôi, đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra nó. Được. Lão đầu chọc nắm chặt nắm đấm, không nói hai lời, lập tức vung quyền, ba người còn lại cũng đồng thời ra tay. Bọn họ hung hăng tần Mạc Thiếu Dương một trận, chút hết toàn bộ những âm ức lúc ở quán bar lên người hắn ta. Hoa Ban Hổ, mày dám. Ui. Hoa, anh Hổ, rốt cuộc anh muốn gì? Muốn tiền tôi cho anh. Hu hu, anh Hổ, tha cho tôi, cầu xin anh. Mạc Thiếu Dương ôm đầu, lúc ban đầu hắn còn cương, nhưng chưa đến 3 phút đã hoàn toàn bị dọa sợ, chỉ biết ôm đầu khóc giống, không ngừng dập đầu, cầu xin các người đừng đánh nữa mà. Van xin các người. Diêm Mộng đứng bên cạnh cũng hoảng sợ không thôi, vô thức kêu lên, đừng đánh nữa, sẽ chết người đó, mau dừng tay, nếu không dừng tay, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Ồ! Hoa Ban Hổ cười lạnh, phất phất tay ra hiệu mấy người lão đầu chọc lui sang một bên. Tiếp đó, hắn khoanh tay trước ngực, bước từng bước thong thả đến trước mặt Mạc Thiếu Dương. Cậu Mạc, sao rồi, cậu cảm thấy thế nào?
Đây là lần đầu tiên Mạc Thiếu Dương đối mặt với chuyện kiểu này, cũng là lần đầu hắn ta bị đối xử như vậy. Vốn dĩ, hắn ta cho rằng thân phận, địa vị cùng tiền tài của mình có thể khiến Hoa Ban Hổ động lòng, nhưng không ngờ đối phương lại chẳng chút để tâm. Ổn, hay không ổn? Hắn ta không dám trả lời câu hỏi này. Nếu hắn ta nói vẫn còn ổn, có khi Hoa Ban Hổ lại tẩn cho hắn ta thêm một trận. Còn nếu nói không ổn, nói không chừng sẽ khiến Hoa Ban Hổ mất hứng, cuối cùng cũng sẽ bị đánh thêm một trận. Vẻ mặt Mạc Thiếu Dương trông rất đáng thương, kiểu như bé ngoan rất đau khổ nhưng bé ngoan sẽ không nói ra đâu, nước mắt hắn ta âm thầm lăn dài trên má, thoạt nhìn có hơi ngốc nghếch. Ha ha, thằng nhóc này, chỉ có một chút can đảm mà cũng dám học đòi người ta ra vẻ, Hoa Ban Hổ vỗ nhẹ lên mặt Mạc Thiếu Dương, lần sau có gặp ông mày thì nhớ biết điều một chút, biết không hả? Được, anh Hổ, nhất định, em nhất định sẽ nghe lời, Mạc Thiếu Dương sợ hãi, gật đầu hệt như con chó. Hôm nay ở quán ba, bọn tao bị tổn thương như vậy, mày định bồi thường thế nào? Tiền, em sẽ bồi tiền, Mạc Thiếu Dương nói, 500 ngàn, anh Hổ, em gửi anh 500 ngàn có được không? Sau này chúng ta chính là anh em. Hoa Ban Hổ cười nói, hôm nay mày mời rượu cũng ngót nghét 1 triệu đúng không? Mấy anh em tao còn không bằng. Rượu của mày à, không hợp lý cho lắm. Đúng là không hợp lý, thế nhưng anh Hổ, em thật sự chỉ có chừng đó, trong thẻ của em còn lại có hơn 600 ngàn mà thôi. Mạc Thiếu Dương tỏ vẻ khổ sở. Tuy hắn ta là con ông cháu cha thật đấy, nhưng mỗi tháng, phí sinh hoạt mà bố hắn ta cho cũng có hạn mức. Đêm nay bỏ ra 1 triệu để khoe khoang, giờ hắn ta chỉ còn lại hơn 600 ngàn, mà tiền tiêu vặt tháng sau thì. Bố hắn ta còn chưa cho đâu. Tao không cần biết, tao muốn 1 triệu, trong thẻ của mày còn 600 thì đưa trước đây, 400 còn lại tao cho nợ, Hoa Ban Hổ cười dịu dàng, mày thấy sao? Đám xã hội đen bọn họ chủ yếu là vì tiền, còn lại thì đều được xếp hạng sau tiền. Được, được, anh Hổ, tất cả đều do anh định đoạt, Mạc Thiếu Dương không muốn bị đánh, hắn ta đã từng nghe danh mấy người Hoa Ban Hổ, giết người phóng hỏa, không có chuyện gì là không làm. Trong lòng hắn ta rất rõ, trận đánh vừa rồi chỉ là hù dọa mà thôi. Nếu hắn ta không thuận theo, nói không chừng sáng ngày mai, thi thể của hắn ta sẽ bị phát hiện ở đâu đó. Ồ, cũng rất thức thời đấy, bọn tao rất thích những đứa có thân thế to lớn, lại biết thời biết thế như mày, lão đầu chọc đứng bên cạnh liền đem một cái máy đến, nhóc con, quẹt thẻ đi. Mạc Thiếu Dương nào dám chần chừ, hắn ta run rẩy lấy thẻ ra, chuyển hơn 600 ngàn bên trong đi, kế đó. Dưới sự bức bách của đám người Hoa Ban Hổ, hắn ta đã viết một tờ giấy nợ trị giá 400 ngàn. Được rồi, cái đồng hồ này là của mày, lão đầu chọc lấy ra một cái hộp được gói kỹ lưỡng, ném cho Mạc Thiếu Dương, 1 triệu của mày là để mua nó, hiểu không? Số tiền quẹt thẻ chuyển ra ngoài dưới danh nghĩa mua đồng hồ, nói cách khác, 1 triệu của Mạc Thiếu Dương không bị chiếm đoạt, cũng không bị lừa đảo, mà chỉ là một giao dịch bình thường. Dù sau đó Mạc Thiếu Dương có đi báo cảnh sát thì cũng chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Hiểu, em hiểu, Mạc Thiếu Dương gật đầu, cười làm lành, anh Hổ, bây giờ chúng ta đều là anh em, có thể thả. Thả bọn em đi được không? Đương nhiên, ai bảo chúng ta là anh em chứ, Hoa Ban Hổ tự tay đỡ Mạc Thiếu Dương dậy, thoạt nhìn hệt như anh em ruột, hắn còn tỏ vẻ kinh ngạc nói, ôi chao, cậu Mạc, sao trên người cậu lại bẩn như vậy, là ai đánh cậu hả? Đúng là vô nhân đạo, nói cho anh Hổ biết, anh Hổ giúp cậu báo thù. Má nó, không phải do người của mày đánh à, giờ còn giả vờ giả vịt, giả vờ cái con mẹ nhà mày. Khóe miệng Mạc Thiếu Dương co rút, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thận trọng, nở một nụ cười khó coi, không có, không có, không có ai đánh em cả, anh Hổ, là do em tự ngã. Hóa ra là như vậy, Hoa Ban Hổ dường như hiểu ra tất cả, xem đi, cậu Mạc. Sao lại không cẩn thận như vậy, sau này phải chú ý hơn một chút có biết không? Anh em bị thương khiến lòng tôi cũng đau đớn lắm. Được, anh Hổ, em nhất định sẽ cẩn thận, anh Hổ, trong nhà em còn có việc, bọn em đi được rồi chứ, Mạc Thiếu Dương không muốn nán lại thêm 1 phút giây nào nữa, hắn ta hận không thể lập tức rời đi. Chớ vội, chớ vội. Hoa Ban Hổ nói, anh em với nhau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, anh em như tay chân, đàn bà như quần áo. Sau đó, hắn liếc nhìn Diêm Mộng với vóc dáng yêu kiều đang đứng bên cạnh, rồi nói, người anh em, hôm nay ở quán ba, tôi đã đem người đàn bà tôi yêu nhất cho cậu chơi rồi, hề hề.
có phải đàn bà của cậu cũng nên để anh em tôi thử chút không? Diêm Mộng hoảng sợ, vô thức lui về sau, trái tim không khỏi đập bang bang trong lồng ngực, bất an cùng sợ hãi vọt thẳng lên não. Không được, Mạc Thiếu Dương vô thức từ chối. Đàn bà của hắn ta sao có thể để người khác chơi? Lại còn là kẻ vừa chiếm đoạt của hắn ta 1 triệu nữa chứ. Có điều, ngay sau đó, khi thấy vẻ mặt hí hửng của Hoa Ban Hổ trầm xuống, để lộ sự tàn nhẫn, Mạc Thiếu Dương run lẩy bẩy, hoảng hốt nói, sao có thể qua loa thế được, anh Hổ, vì đêm nay, em đã chuẩn bị cho cô em kia thuốc không đổ, chỉ cần anh Hổ ăn nó vào, đảm bảo sừng sững không ngã, đại chiến một ngày luôn. Hắn ta không hề nói đùa, cũng không nịnh nọt Hoa Ban Hổ. Quả thật hắn ta đã chuẩn bị thứ kia, hơn nữa còn chuẩn bị vì trận đại chiến với Diêm Mộng đêm nay. Vừa nói, Mạc Thiếu Dương vừa lấy ra một cái hộp. 3 chữ thuốc không đổ to ảnh đập vào mắt. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Mạc Thiếu Dương không muốn chết, cũng không muốn bị đánh. Một người đàn bà thì có đáng là gì? Người như hắn ta còn thiếu phụ nữ à? Chắc chắn sẽ không. Để Hoa Ban Hổ chơi đùa với cô ta thì sao chứ? Khoảnh khắc hắn ta lấy ra thuốc không đổ, Diêm Mộng ngớ người, vẻ mặt không dám tin. Trong lòng cô ta, từ trước tới nay Mạc Thiếu Dương đều là một thân sĩ, chỉ có hơi đào hoa một chút mà thôi. Tuy nhiên, cô ta có thể chấp nhận được, đàn ông ưu tú luôn hấp dẫn nhiều phụ nữ, không phải sao? Thế nhưng, cô ta thật sự không ngờ Mạc Thiếu Dương lại chuẩn bị thứ vô sỉ như vậy. Hắn ta đã hạ quyết tâm, đêm nay muốn ngủ với cô ta. Càng vô sỉ và đáng xấu hổ hơn nữ chính là hắn ta còn chủ động dâng hiến cô ta cho Hoa Ban Hổ. Má nó, đúng là anh em tốt, quả thật là anh em tốt, cậu nghĩ cũng thật chu đáo, Hoa Ban Hổ cầm lấy thuốc không đổ, đã như vậy, đêm nay anh Hổ cho cậu đứng bên cạnh nhìn, thấy sao? Được, được, anh Hổ, không chỉ xem, em còn ghi hình giúp anh, Mạc Thiếu Dương cúi đầu khom lưng, hắn ta thật sự rất sợ hãi, sợ Hoa Ban Hổ lại đánh mình. Được nha. Người anh em này không uổng công quen biết. Hoa Ban Hổ nhe răng cười, trong mắt tràn đầy châm chọc, vỗ vỗ mặt Mạc Thiếu Dương, sau đó đi về phía Diêm Mộng. Diêm Mộng hoảng hốt rút lui, xoay người bỏ chạy. Hờ hờ, cô em, muốn đi à? 3 người lão đầu chọc sải bước đi đến trước người Diêm Mộng, anh Hổ nhà bọn anh còn đang chờ em hầu hạ đấy, đợi anh Hổ sung sướng xong, còn đến lượt 3 anh nữa chứ. Đêm nay nhờ vào em cả đấy. Sao em có thể bỏ đi thế được? Các người, nếu các người dám đến đây, tôi sẽ, Diêm Mộng lộ vẻ bối rối, cuống quýt nói, tôi sẽ la lên đó. Trên con đường tranh tối tranh sáng, đèn đường làm cho cái bóng của Diêm Mộng kéo dài ra, khuôn mặt cô ta tái mét, trong lòng sợ hãi, bất an, kinh hoàng đều có đủ. Toàn thân run rẩy, bước chân không ngừng lảo đảo lùi dần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ là đằng trước cô ta có Hoa Ban Hổ, đằng sau có 3 người đầu chọc, muốn lui cũng lui không được, kẹt cứng ở chính giữa. Đừng qua đây, mấy người bước thêm 1 bước nữa. Tôi sẽ, la lên, thật đó. La lên. Hoa Ban Hổ giễu nhại, em gái à, cưng thử la lên thử coi, nghĩ đây là đâu hả? Tưởng sẽ có người đến cứu cưng sao? Cưng càng la lớn, anh đây càng khoái à nha. Anh Hổ, anh nói nghe quen tai ghê. Y chang mấy thằng phản diện trong phim hay nói vậy, đầu chọc nói vậy nhưng mặt mày tỉnh bơ, không chút kiêng dè. Khúc đường này trong thời gian ngắn không có ai lai vãng cả. Cho dù có đi nữa, thì ai dám lo chuyện bao đồng. Con người trong thời đại này đều lạnh lùng, lãnh đạm, hoàn toàn không có ai muốn xen vào chuyện người khác. Ha ha ha, Hoa Ban Hổ hờ hững nói, nhân vật phản diện thì sao? Em gái à, anh không tin có ai đến cứu cưng đâu. Cưng không có số làm nữ chính rồi cưng à. Bất chợt, hắn vươn tay về phía Diêm Mộng. Đừng mà, Diêm Mộng hét lên, sợ đến nỗi ngã ngồi xuống đất, dùng tay che chỗ nhạy cảm. Đàn bà con gái các cưng, đứa nào chả nghĩ một đằng nói một nẻo. Bây giờ nói đừng, lát nữa còn chẳng rên gì cầu xin, Hoa Ban Hổ không nhúc nhích thêm nữa, cánh tay kia đã gần chạm tới Diêm Mộng rồi. Cứu tôi, Diêm Mộng đưa mắt nhìn Mạc Thiếu Dương. Ánh mắt Mạc Thiếu Dương hoảng loạn, hắn cúi gằm mặt vờ như không thấy. Trong lòng Diêm Mộng tuyệt vọng, uất hận tràn trề, chỉ hận không thể chết ngay cho rồi, tiếc là cả đám đàn ông vây kín cô ta vào giữa, ngay cả sức lực để chết cũng chẳng có. Dừng tay lại. Đột nhiên,
Một giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh, trầm thấp từ trong bóng tối vọng đến. Tiếp đó, một bóng người màu đen. Bóng người mang mặt nạ hề, toàn thân áo đen từ xa bước tới, dần dần hiện lên rõ ràng trong mắt mọi người. Cánh tay của Hoa Ban Hổ vô thức run lên. Khi thấy rõ người vừa đến, hắn không khỏi nhíu mày, đệt mợ, không ngờ có đứa tới cứu cưng thật, nửa đêm còn đeo mặt nạ, muốn dọa chết tao hả? Thằng hề, tao là Hoa Ban Hổ, địa bàn là khu bắc thành phố Tần, nghe thấy tên tao rồi thì xéo cho nhanh, đừng quấy rầy ông đây hành sự, đê ma ma mày tưởng mày là ai? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Hoa Ban Hổ hùng hổ quát. Nhưng mà, bóng người đó vẫn bước đều về phía trước. Có vẻ như hoàn toàn không để lời hắn vào tai. Lại gặp một thằng chán sống nữa, Hoa Ban Hổ hất hàm với đầu chọc, lên, chặt đứt chân nó, bắt nó quỳ lết một bên nhìn ông đây chơi gái. Ha ha ha, yên tâm đi anh Hổ, anh cứ tiếp tục, để nó cho tôi, đầu chọc cười hề hề, kéo theo hai tên đàn em, mỗi tên rút ra một cây mã tấu trên xe bánh mì. Nhìn thấy cây mã tấu, Mạc Thiếu Dương sợ đến muốn xón ra quần. May mà hắn không phản kháng. Bằng không đêm nay hắn chết chắc. Em gái à, cưng thấy không, dù có người tới cứu cưng thì sao chứ, vô ích thôi, tốt nhất là em theo anh đi, đàn bà bị anh chơi qua rồi sau này có đi lại trên giang hồ cũng được người ta nể mặt vài phần đó. Huống hồ, ngoài anh ra, ba thằng đệ của anh cũng sẽ chơi em, nói ra thì em cũng mát mặt lắm chứ bộ. Hoa Ban Hổ nhìn cơ thể mơn mởn của Diêm Mộng, hắn đã nhịn hết nổi rồi. Tuy dáng vóc Diêm Mộng không bằng nữ báo hoa, nhưng cô ta được cái ngây thơ, dễ thương, kiểu như chim non mới ra ràng, khiến ai cũng thèm khát được nắn bóp, hủy hoại. Tiếp đó, Hoa Ban Hổ đưa tay rút dây lưng quần, tay kia vươn ra sờ lên mặt Diêm Mộng. Đừng! Diêm Mộng hòa khóc, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Khóc hả, anh đây thích khóc lắm. Hoa Ban Hổ còn chưa dứt lời. Một luồng sáng trắng đột ngột lóe lên. Một giây sau đó, bàn tay của Hoa Ban Hổ bị chặt đứt. Hệt như bị một lưỡi dao sắc bén lia qua. Bàn tay to lớn rơi huỵch xuống đất, tốc độ đứt lìa quá nhanh, năm ngón tay hãy còn run bần bật. À á á, gần như cùng lúc, Hoa Ban Hổ giống lên vang trời dậy đất, một cơn đau thấu xương lập tức xông lên não hắn, khiến hắn quỳ lết xuống đất. Trong mắt hắn lồi ra dữ dằn, đau đớn, cùng với ngỡ ngàng, không thể tin nổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tay hắn, sao lại đứt rồi? Chung quanh hắn không có dao, không có kiếm, cũng không có bất cứ thứ gì làm vũ khí. Hắn không hiểu, ánh sáng trắng vừa rồi, rốt cuộc là cái quái gì vậy? Á! Tiếng hét lần này là của Diêm Mộng, bàn tay kia vừa vặn rơi xuống trước mặt cô ta, máu tươi còn chảy ròng ròng. Một cô gái vừa tốt nghiệp đại học, làm gì đã phải đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp bậc này, cô ta che miệng, hoảng hốt cực độ, nhìn máu me nhoe nhoét đầy đất, dạ dày cô ta quặn lên từng hồi. Bên kia, Mạc Thiếu Dương há hốc mồm. Hắn ta cũng không hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì. Ba người đầu chọc đang bước về phía người mang mặt nạ hề thì hoàn toàn ngu người. Toàn bộ hiện trường. Chỉ có bọn chúng biết chuyện gì vừa xảy ra. Vừa rồi. Bọn chúng nhìn thấy tên hề kia giơ tay lên, chập ngón tay thành kiếm, khoát một đường trên không trung. Tiếp theo. Bọn chúng thấy một luồng sáng trắng lóe lên. Ngay sau đó. Bàn tay của Hoa Ban Hổ bị chặt đứt. Cứ thế bị chặt đứt. Chiêu số gì vậy? Cả ba đều choáng váng. Ma, có ma, anh Hổ, chạy mau, hắn không phải người. Ngay sau đó, đầu chọc kinh hoàng gào lên, ngoài ma quỷ, hắn thật sự không biết phải giải thích cảnh tượng xảy ra trước mắt như thế nào nữa. Hai tên đàn em bên cạnh sắc mặt trắng bệch, sợ đến run rẩy không nhấc nổi nửa bước. Từ ngày bước ra giang hồ đến nay, lần đầu tiên bọn chúng sợ hãi đến vậy. Bởi vậy cho nên, tên hề cứ thế ung dung đi lướt qua chúng cũng chẳng dám nhúc nhích mảy may. Chẳng chút trở ngại, tên hề đi thẳng tới chỗ Diêm Mộng. Từ nhỏ Hoa Ban Hổ đã không tin thế giới này có ma quỷ, cho dù gặp phải chuyện khó giải thích, hắn cũng tuyệt không tin là ma quỷ, cắn răng nén đau, hắn hỏi. Mày là ai? Tên hề không mở miệng. Chỉ bước đến trước mặt hắn. Nhìn từ trên cao xuống, giáng một bạt tai. Chát! Hoa Ban Hổ chỉ cảm thấy sấm sét nổ oành oành trên đầu, nhanh chóng ngã nhào xuống. Thất khiếu trào máu. Chết thẳng cẳng. Lúc sắp chết, trong mắt hắn chỉ toàn là ngỡ ngàng. Hắn đường đường là Hoa Ban Hổ.
một trong những tay anh chị khét tiếng khu Bắc thành phố Tần. Cứ thế mà chết. Chết trong tay một kẻ lai lịch không rõ ràng. Chạy mau. Đầu chọc mặt mày tái mét, gần như hóa điên, chẳng biết kiếm đâu ra sức lực vội vàng vắt giò lên cổ chạy chối chết, đâu cũng không dám quay lại, hai thằng đệ tựa hồ vừa tỉnh cơn mê, cập dập đuổi theo. Chân ai nấy đều run sắp nhũn ra nên tốc độ rất chậm, còn không bằng một đứa bé tập đi. Nhưng mà tên hề vẫn không đuổi theo. Chỉ bước tới trước mặt Diêm Mộng, nhàn nhã vươn tay ra. Diêm Mộng mặt trắng hơn cả phấn. Vô thức định rụt lại. Sau khi chắc chắn tên hề không có ý xấu, mới đưa tay ra kéo tay người trước mặt. Một bàn tay lạnh lẽo. Gần như không hề có thân thiết. Lạnh đến nỗi Diêm Mộng phát sợ. Nhờ lực tay của người trước mặt, cô ta khổ sở gượng đứng dậy, gạt lệ trên mắt, anh. Anh, cứu tôi sao? Ừ. Chàng hề lãnh đạm trả lời. Vậy hắn, Diêm Mộng nhìn Hoa Ban Hổ đang nằm thẳng đờ dưới đất. Chết rồi. Không đợi Diêm Mộng hỏi, chàng hề lại nhả ra hai chữ nữa. Anh giết, giết người, đôi mắt đẹp của Diêm Mộng trợn trừng, không thể tin nổi, chỉ một cái tát. Cứ thế giết chết Hoa Ban Hổ. Cô ta vô thức dùng mình một cái. Cách đó không xa. Mạc Thiếu Dương mặt mày tái mét, không nói nổi câu nào. Lúc này, hắn ta thực sự không dám nói gì cả. Thằng hề kia rõ ràng là một con ác quỷ. Ác quỷ giết người. Hắn không muốn ếch chết tại miệng. Hồi lâu sau, Diêm Mộng hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng dần dần bình tĩnh lại, hoảng sợ và bất an trong lòng cũng tiêu giảm. Bởi vì cô ta nhận ra, chàng hề áo đen trước mắt thật sự đến cứu cô ta. Ngoài việc ra tay hạ Hoa Ban Hổ, anh không nói gì, cũng không làm gì thừa thãi. Dần dần, cô ta cũng bạo gan hơn một chút, mượn ánh đèn đường nhập nhoạng thăm dò chàng hề trước mắt, ánh mắt ánh lên vẻ biết ơn và tôn sùng. Từ nhỏ, cô ta đã có một giấc mơ. Tương lai, người mà cô ta muốn gả cho, nhất định phải là người có thể bảo vệ cô ta, che chở cô ta, nhất định phải là một vị anh hùng đội trời đạp đất. Không nghi ngờ gì nữa. Người đứng trước mặt này vô cùng giống với người hùng trong giấc mơ của cô ta. Chàng hề không có bất cứ động tác nào nữa, Diêm Mộng cũng bạo dạn hơn nhiều, tôi sẽ không tiết lộ chuyện anh giết người, tôi sẽ giữ bí mật cho anh. Anh, sao anh lại muốn cứu tôi, anh đến đây chỉ để cứu tôi thôi sao? Trong mắt Diêm Mộng tràn đầy mong chờ. Trực giác mách bảo cô ta, rằng chàng hề này chỉ xuất hiện vì muốn cứu cô ta thôi, thời điểm anh ta xuất hiện là vừa kịp lúc, hơn nữa lại còn đeo mặt nạ, trên người là một bộ trang phục tuyền đen huyền bí. Thoạt nhìn, chẳng phải là phong cách thường thấy của hiệp sĩ giang hồ sao? Không sao chứ. Chàng hề không trả lời cô ta, chỉ trầm giọng hỏi một câu, sau đó cũng không đợi Diêm Mộng đáp lại, liền xoay lưng bỏ đi, không hề dẫm phải bùn đất máu me hay thoáng chút do dự, bước chân thoăn thoắt, chỉ vài bước đã đi xa mấy mét. Ê này! Mắt thấy chàng hề sắp sửa khuất dạng, Diêm Mộng kêu lên, anh đã cứu mạng tôi, sao không để lại cách thức liên lạc? Hay gỡ mặt nạ xuống cho tôi nhìn mặt, để sau này tôi còn đền ơn anh. Không cần, chàng hề không ngoái đầu. Vậy, có thể cho tôi biết tên anh được không? Diêm Mộng đuổi theo hỏi với. Nhưng mà, làm gì còn bóng dáng chàng hề áo đen đó nữa? Không để lại cách liên lạc, không tháo mặt nạ xuống, ngay cả họ tên cũng không nốt. Thậm chí, nói nhiều hơn một chữ cũng không. Hai, rõ ràng là đến cứu người ta mà. Sao còn giả vờ lạnh lùng làm gì, giống cái tên Trần Bát Hoang kia thế không biết, Diêm Mộng lầm bầm. Lát sau cô ta lại làu bào. Không, anh không giống Trần Bát Hoang, tên kia là thật không phải giả vờ, làm người ta không ưa nổi, đáng ghét, còn anh. Không phải giả vờ lạnh lùng, đó là cá tính, hay nói đúng hơn là sự cô đơn của cao thủ. Mộng Mộng, sao rồi, chàng hề đã đi xa, Mạc Thiếu Dương mới thở hắt ra, bò lại gần, ra vẻ quan tâm. Anh tránh ra, tôi không sao, Diêm Mộng căm ghét lướt mắt nhìn Mạc Thiếu Dương. Nếu như trước đây Mạc Thiếu Dương quan tâm cô ta như vậy, cô ta còn cảm động, cho rằng hắn có lòng tốt, nhưng sau chuyện đêm nay, cô ta chỉ cảm thấy Mạc Thiếu Dương đáng ghét, vô cùng đáng ghét vô cùng tận. Chỉ cần nhìn hắn, Diêm Mộng đã thấy buồn nôn. Mộng Mộng à, đêm nay tôi cũng chỉ tùy cơ ứng biến mà thôi, tôi không thực sự muốn. Đừng nói gì nữa hết, tôi phải về nhà. Nếu như không muốn rước thêm phiền phức, tốt nhất đừng hé môi kể chuyện đêm nay ra,
nếu không ngay cả nhà họ Mạc các người cũng không yên đâu. Diêm Mộng nói xong quay lưng đi thẳng. Mạc Thiếu Dương nhìn chằm chằm bóng lưng quyến rũ, bờ mông tròn lẳn lắc lư theo nhịp bước, hung tợn nuốt nước miếng, con ả chết tiệt, ngang ngược cái gì chứ, sớm muộn gì ông cũng chơi chết mày. Nếu không phải lo lắng chàng hề còn nấp đâu đó, Mạc Thiếu Dương đã xông lên rồi. Nhìn thoáng xác chết của Hoa Ban Hổ dưới đất, hắn không khỏi lạnh run cả người, sau đó lên xe, cũng không quan tâm là rượu lái hay người lái, nhanh chóng khởi động xe chạy trối chết, toàn bộ quá trình không tới một phút đồng hồ. Ở một diễn biến khác, đám ba tên đầu chọc chạy điên cuồng, không dám ngừng lại một giây nào. Sau khi chạy thục mạng nửa giờ, bao nhiêu sức lực cạn sạch, đến khi không thể chạy nổi nữa mới dừng lại, thở hồng hộc đớp từng hớp không khí. Đầu chọc, anh nói, thứ đó, là ma thật hả, một tên đàn em vừa thở vừa hòi. Không biết, vừa nghĩ đến thằng hề đó, đầu chọc lại dùng mình một cái. Đầu chọc, trên mặt tên đàn em còn lại đột nhiên cứng đờ, nhìn chằm chằm về phía trước, hắn tới, cái đệt mày đừng có dọa tao, đầu chọc còn chưa dứt lời, liền thấy cách đó không xa, một bóng người đang bước tới chỗ bọn chúng. Toàn thân đồ đen, mặt nạ chú hề, DTTT, chạy mau, đám ba người đầu chọc giật bắn mình, vô thức chạy trối chết. Thế nhưng, bọn chúng đúng là sợ hãi quá rồi. Vừa chạy được vài bước đã chân nọ đá chân kia ngã rúi rụi. Ngay lúc đó, chàng hề đã bước tới trước mặt bọn chúng, dưới lớp mặt nạ là đôi mắt lạnh băng, nhìn cả ba với ánh mắt châm biếm. Mày không phải ma, đầu chọc nhìn xuyên qua mặt nạ, trừng trừng đôi mắt bên dưới. Con mắt của ma làm sao lại giống người như thế? Chàng hề không nói gì. Trong tay xuất hiện một con dao găm. Mày rốt cuộc là ai, đầu chọc sợ hãi. Lúc này dù hắn muốn chống trả nhưng không còn chút sức nào. A, à, lúc này, tay kia của chú hề chậm rãi dở mặt nạ ra. Tiếp đó, khuôn mặt như tượng tạc, ngũ quan cân đối hài hòa hiện lên trong mắt ba người đầu chọc. Là mày. Đầu chọc thất kinh, Trần Bát. Phụp. Lời còn chưa dứt, cái cổ đầu chọc đã phun máu, cả người ngã rầm xuống. Trước khi chết, chữ Hoang còn lại mới khó nhọc phun ra. Còn lại hai người, hoàn toàn bị dọa đến choáng váng. Đại ca, van xin anh, tha cho bọn em đi. Anh Trần, bọn em không phải cố ý đâu, đều tại Hoa Ban Hổ bắt bọn em làm, không liên quan đến bọn em mà. Hai tên quỳ mọp dưới đất, dập đầu xin tha, sợ đến hồn vía lên mây. Trước giờ đều là bọn chúng giết người, chém người. Lần đầu tiên bọn chúng cảm thấy đến gần cái chết như vậy. Á! Phụp! Trần Đức không nhiều lời vô ích, đối với những kẻ này, anh cũng sẽ không mềm lòng. Dao găm xẹt qua, cứa lên cổ, cướp đi tính mạng của họ. Trần Đức hoàn toàn không cảm thấy áp lực hay áy náy khi giết những người kia. Từ trên người họ, anh ngửi được mùi máu. Điều ấy cho thấy rất có khả năng họ cũng từng giết người, mà dù không giết thì chắc chắn cũng từng chém người. Loại người như vậy, chết cũng chưa hết tội. Anh tìm một nơi không người. Cởi mặt nạ và quần áo ra thiêu hủy, bấy giờ mới đi về. Anh vừa đi không bao lâu thì khu vực này đã vang lên từng tiếng còi xe cảnh sát. Vài chiếc xe cảnh sát và dây phân cách đã bao vây lấy nơi Hoa Ban Hổ với đầu chọc chết tạo nên một khu vực phong tỏa. Cảnh sát vừa nhận được có người báo án đã đến hiện trường, bắt đầu điều tra. Nhưng kỳ lạ là lại hoàn toàn không tra xét được manh mối nào. Bất kể là camera hay người đi đường thì đều không thấy được gương mặt của hung thủ. Rõ ràng hung thủ đã có được ý thức phản trinh sát cực kỳ cao siêu. Mà đối với điều này thì cảnh sát cũng bất lực. Nhưng, nếu muốn điều tra thật, họ vẫn có thể tra ra. Đáng tiếc, giữa mọi người lại như hình thành một loại ăn ý, một khi gặp phải một ranh giới nào đó, sẽ tự động từ bỏ. Bởi vì họ đã điều tra ra thân phận của Hoa Ban Hổ và Đầu Chọc, hai người này thuộc thế lực xã hội đen ở khu Bắc thành phố Tần, giết người phóng hỏa, buôn bán ma túy. Không chuyện xấu nào là không làm. Loại người như vậy, sống thì đầy tội, chết chưa hết tội. Chuyện phía cảnh sát, đương nhiên là Trần Đức không biết gì. Sau khi về nhà, chuyện đầu tiên anh làm đó là đi ngủ. Khi chém đứt cánh tay Hoa Ban Hổ, thứ anh dùng không phải đao, mà là linh khí xuất thể. Đối với anh bây giờ thì dùng chiêu đó vẫn hơi cố sức, rất phí tâm thần,
nên mới có cảm giác cực kỳ buồn ngủ. Sáng sớm hôm sau, đã có một cô gái ghé thăm nhà Diêm Thanh Nhã, người đó là Nhan Tiểu Sa, bạn thân của Diêm Mộng. Tiểu Sa à, Mộng Mộng ở trong phòng đó, con vào tìm con bé đi, Diêm Thanh Nhã cũng biết cô gái này, dịu dàng mời cô bé vào. Vâng, dì cứ bận đi ạ. Đây không phải lần đầu Nhan Tiểu Sa đến nhà Diêm Mộng, nên chào Diêm Thanh Nhã xong, cô ta bèn ngựa quen đường cũ đi tới trước phòng Diêm Mộng, mở cửa ra. Trong phòng, Diêm Mộng đang cầm một cây bút, hết sức chăm chú viết gì đó trên cuốn sổ nhật ký. Cửa phòng bị đẩy ra, cô ta bèn khép sổ lại theo bản năng. Thấy là Nhan Tiểu Sa, Diêm Mộng mới thở phào một hơi, liếc cô ta, làm tớ sợ muốn chết, Tiểu Sa này, sao cậu tới mà không báo tiếng nào vậy? Chẳng phải là vì sợ cậu không để ý đến tớ sao? Nhan Tiểu Sa cao khoảng 1m65, có chút xinh xắn, năng động, Mộng Mộng, tớ nghe cậu Mạc nói tối qua có xảy ra vài chuyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Anh ta liên lạc với cậu à? Trong mắt Diêm Mộng hiện lên vẻ căm giận. Ừ, không nói với cậu là chuyện gì? Không có. Nhan Tiểu Sa lắc đầu, có điều, buổi sáng tớ có xem tin tức, cậu biết không, cái tên Hoa Ban Hổ và anh em của hắn tìm chúng ta gây chuyện vào tối qua đã chết. Trong lòng Diêm Mộng chợt căng thẳng, còn chưa mở miệng Nhan Tiểu Sa đã nói, nhưng vẫn chưa tìm được hung thủ, bản thân tớ thì hy vọng đừng tìm ra, chắc chắn là mấy người kia ức hiếp người khác nên bị giết ngược lại thôi. Ặc, lạc đề rồi, rốt cuộc tối qua cậu và cậu Mạc bị sao vậy, đương nhiên. Nhan Tiểu Sa sẽ không nghĩ rằng tên hung thủ kia có liên quan gì đến Diêm Mộng. Cậu Mạc bảo tớ khuyên cậu, nói anh ta không cố ý và cố tình, chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy. Anh ta nói muốn gặp cậu để tự mình xin lỗi cậu, Nhan Tiểu Sa nói, cậu Mạc có được vé vào trung tâm thế kỷ, nên bảo chúng ta cùng đi. Không đi, Diêm Mộng từ chối thẳng. Mộng Mộng, đó là trung tâm thế kỷ đấy. Dù cậu có ghét cậu Mạc thì cũng phải nghĩ cho tương lai chút chứ. Trước giờ, hội đấu giá trong đó là nơi chỉ có những người có tiền ở thành phố Tần mới vào được, đi tạo thêm mối quan hệ cũng tốt mà. Mộng Mộng, coi như là cậu vì tớ và Ngọc Đình được không? Nhan Tiểu Sa nhõng nhẽo năn nỉ, Diêm Mộng đành phải nói, được rồi, đi đi đi. Nhan Tiểu Sa nói đúng, ghét Mạc Thiếu Dương là một chuyện, hội đấu giá ở trung tâm thế kỷ mỗi năm chỉ tổ chức một lần, do tập đoàn bất động sản Thiên Dương đứng ra tổ chức. Mà người đến tham gia không giàu cũng sang. Còn những vật phẩm bán đấu giá trong đó, bất cứ vật nào cũng hơn cả triệu tệ. Không biết sao năm nay hội đấu giá lại tổ chức sớm hơn, thực ra trong lòng Diêm Mộng cũng không muốn từ bỏ cơ hội để mở mang kiến thức lần này. Sau khi sửa soạn xong, đi ngang qua phòng Trần Đức, thấy cửa mở, Trần Mộng bèn lén liếc nhìn bên trong, thấy anh đang nghịch một bức tranh, không khỏi hừ hừ, dân đen mà giả vờ tao nhã gì chứ. Tên dân đen kia ở đây à, Nhan Tiểu Sa khinh bỉ liếc nhìn bên trong, đồ dùng giản dị, quần áo rẻ tiền, vừa thấy là biết nghèo rồi. Ừ, chúng ta đi thôi, đừng để ý tới anh ta. Hiển nhiên, Trần Đức cũng chú ý tới hai cô gái kia, song anh cũng không rảnh để ý. Hôm nay, anh sẽ đi tham gia hội đấu giá do Trương Thiên Dương chuẩn bị cho mình. Đến giờ, anh vẫn chưa tìm được sự kỳ ảo trong bức tranh mà Lâm Khải đưa cho anh. Thế nhưng, anh dám khẳng định, bức tranh này chắc chắn không tầm thường, dưới con mắt thấu thị của anh, nó luôn tỏa ra một vầng sáng màu xanh nhạt. Thứ bình thường thì sẽ không bao giờ có cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Tranh trong tranh? Không phải. Hộp tranh có vấn đề? Cũng không phải. Rốt cuộc thì nó có vấn đề ở đâu? Trần Đức khó hiểu, cẩn thận nghiên cứu, mãi lâu sau, mặt mày khựng lại, lộ vẻ hiểu ra là vậy, không biết là tác giả nào làm. Thế mà lại dùng thuốc màu đặc biệt phủ lên một tầng. Anh đổ một ly nước tới, cẩn thận khống chế được lượng nước bôi lên bức tranh. Bỗng chốc, bức tranh sông nước lập tức xảy ra biến hóa, đường nét, màu sắc, phong cách, sau khi bị dấp nước đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, tuy Thanh Hà thượng đồ rất đẹp, lại thiếu linh hồn, như là in lên. Nhưng trước mắt, tranh thì vẫn là bức tranh kia, nhưng, lại thay đổi một cách rõ rệt. Bất kể là nhân vật, kiến trúc hay một số chi tiết đều trở nên có hồn hơn. Vừa nhìn đã biết đến từ bàn tay của một tác giả nổi tiếng, không giống người thường. Cuối bức tranh có một chữ ký. Có lẽ là vì có chút lâu đời nên con dấu ấy đã hơi mờ, song Trần Đức vẫn nhận ra hai chữ đó là Đường Dần. Một danh họa nổi tiếng thời Minh. Có thể nói người này như sấm bên tai.
số tranh còn lưu lại đến nay của ông khoảng 120 bức, Thanh Hà Thượng Đồ còn là bức nổi tiếng trong lời đồn. Trần Đức không ngờ bức tranh trong tay anh lại là hàng thật. Bức tranh này ít nhất cũng có giá cả tỷ tệ. Hồi đó, tác phẩm ngắm thác ở núi Lư dài 90,3 cm đã bị người mua lại với giá gần 3,6 tỷ. Mà Thanh Hà Thượng Đồ, tuy hơi bị hư hao, nhưng cũng chỉ ngắn hơn xíu. Xong, bán với giá hơn tỷ là không thành vấn đề. Lâm Khải đúng là đã nhặt được của báu, Trần Đức cười, cảm thấy vui cho Lâm Khải, ít nhất về sau cậu bé Tiểu Khả có thể vì số tiền này mà có được nền giáo dục tốt hơn. Nếu được giá, số tiền này sẽ trở thành nguồn vốn để mai sau cả nhà Lâm Khải làm ăn phát đạt. Thế nên, Trần Đức không định lấy số tiền này. Cả 100 tỷ anh cũng từng quyên góp ra ngoài, thì sao lại để ý hơn 3 tỷ kia chứ? Trần Đức cẩn thận cất Thanh Hà Thượng Đồ đi, rồi mới đi đến Trung tâm Thế kỷ Quốc tế. Trung tâm này là tòa kiến trúc lớn nhất thành phố Tần, cũng là nét đặc trưng của nơi đây. Chỉ cần là người ở đây thì khi nhắc tới nó là không ai không biết. Bình thường, những hội nghị hay đại hội quan trọng của các cơ quan nhà nước ở thành phố Tần đều sẽ chọn chỗ này để tổ chức. Cứ một ngày trong năm, Trung tâm Quốc tế sẽ mời tất cả thương nhân đến tổ chức một cuộc đấu giá long trọng. Mà người được mời không ai là không phải người giàu có một phương, hay ông to bà lớn. Sau buổi đấu giá là buổi giao lưu, cơ hội như thế mỗi năm chỉ có một lần. Thế nên, rất nhiều người đều muốn tham gia vào buổi đấu giá đầy vinh quang này. Mặc dù là đi vào thăm thú thôi cũng có thể được coi như có vốn để khoe khoang rồi. Đây là sức cuốn hút của hội đấu giá ở Trung tâm Thế kỷ. Trần Đức cũng không nghĩ rằng, anh chỉ bảo Trương Thiên Dương sắp xếp một buổi đấu giá để bán một bức tranh cổ thôi, ai ngờ lại tổ chức to như vậy, khiến hội đấu giá ở Trung tâm Thế kỷ mỗi năm chỉ diễn ra một lần tổ chức sớm hơn 3 tháng. Trung tâm Thế kỷ chiếm diện tích hơn 50.000 m², chỉ nơi đỗ xe thôi đã có hơn 5.000 chỗ. Đưa mắt nhìn một lượt quả thật trông vô cùng đồ sộ, xa hoa, tráng lệ. Ở trước mặt nó, con người lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Trên mặt đất, từng chiếc xe xịn chạy đến từ xa, kế tiếp là đi lên thảm đỏ. Hai bên thảm là 200-300 phóng viên chụp ảnh tách tách lóa mắt. Một đám người nổi tiếng dẫn theo thư ký, quản gia, tự tin dưới ánh mắt của nhiều người tiến vào Trung tâm Thế kỷ. Qua, đó là chủ tịch tập đoàn trang sức Châu Lục Sinh, Châu Vân Tề. Nhìn kia, kia là Vương Cường giám đốc chi nhánh Mercedes, Ben ở thành phố Tần. Người kia có phải là Liễu Thiên Thành, tuy ông ta không có công ty, nhưng lại rất có tiếng trong bảng xếp hạng tỷ phú, gần như không ai là không nể mặt ông ta. Nghe nói Liễu Thiên Thành đoán mệnh cực kỳ chính xác. Đù, nhìn kia, cô gái xinh đẹp kia chính là Tống Ngữ Yên chủ tịch mới của tập đoàn Dược Thiên Vũ. Từng tiếng suýt xoa, cảm thán liên tục vang lên từ trong đám người xung quanh. Trong đám người đang vây xem gần đó, Nhan Tiểu Sa cảm thán nói, không biết bao giờ chúng ta mới có thể đi lên thảm đỏ, đường đường chính chính tham gia buổi đấu giá. Đúng thế, hâm mộ ghê luôn, Diêm Mộng cũng nói, ai không muốn được nhiều người chú ý, trở thành kẻ bề trên chứ. Lo gì chứ, chúng ta còn trẻ, tương lai còn dài. Nghe nói, Tống Ngữ Yên cũng chỉ là kế thừa tài sản trong nhà mà thôi. Bên cạnh cô ta, một người bạn thân khác là Trần Ngọc Đình cũng nói, nếu tớ mà sinh ra trong nhà họ Tống thì chưa biết chừng còn giỏi hơn cô ta ấy chứ. Ngoài ba người họ, bên cạnh còn có Mạc Thiếu Dương và Lục Tầm Dạ. Vốn dĩ, Mạc Thiếu Dương định đi một mình với Diêm Mộng, ai biết lại xảy ra chuyện tối qua, nên hắn ta đành phải gọi thêm hai người bạn thân của Diêm Mộng nữa. Hy vọng qua cơ hội lần này, có thể xóa bỏ sự chán ghét của Diêm Mộng với mình. Sau đó tiến thêm một bước lừa cô ta lên giường. Phải biết rằng, 5 người họ thì cần phải có 5 cái thiệp mời. Mà thiệp của họ chỉ là đến xem, không thể tham gia cạnh tranh mua đồ. Nhưng dù vậy, cũng mất cả 80.000 tệ. Hơn nữa, đây còn là dựa vào quan hệ của bố hắn ta, không bị nâng giá đó. Giá bên ngoài, vị trí rẻ nhất cũng mất 200.000 tệ. Vừa tốn công mất sức và tiêu tốn một số tiền lớn như vậy. Mạc Thiếu Dương hoàn toàn có thể tìm nhiều người phụ nữ hơn. Nhưng, bọn họ đều kém hơn Diêm Mộng. Huống chi, hắn ta chỉ nhìn chúng. Diêm Mộng, mới muốn làm tình với cô ta. Đây là chấp niệm của hắn ta luôn rồi. Nếu không làm được thì Mạc Thiếu Dương sẽ không cam lòng. Tiền là gì? Hết thì hắn ta có thể tìm bố xin. Phụ nữ thì nhất định phải có được. Lần này có cậu Mạc,
chúng ta mới may mắn được tham gia buổi đấu giá. Mọi người phải dùng cơ hội này để làm quen nhiều người hơn, chưa biết chừng mai sau sẽ thăng chức nhanh chóng đó. Lục Tầm Dạ nói, tham gia một buổi đấu giá như vậy, dù là khán phòng thôi cũng coi như có tiếng rồi. Đúng thế, tôi nhất định phải lợi dụng cơ hội lần này làm quen với vài tai to mặt lớn mới được, Nhan Tiểu Sa cũng nói. Ừ, Diêm Mộng gật đầu, cô ta cũng nghĩ như vậy, chuyến này không thể đi không công được. Còn về phần ân oán với Mạc Thiếu Dương thì cô ta định tạm thời bỏ qua. Dù sao với thân phận, địa vị bây giờ của Mạc Thiếu Dương, đắc tội hắn ta cũng không phải một chuyện sáng suốt. Trong đám người, Trần Đức ôm bức tranh thong dong bước đến, anh thấy đám Mạc Thiếu Dương thì hơi bất ngờ, định xoay người rời đi. Anh thật sự không muốn dây dưa nhiều với bọn họ. Đáng tiếc, anh vừa xoay người, đằng sau đã truyền đến một giọng nói. Ồ, đây chẳng phải là anh vệ sĩ kia sao? Lục Tầm Dạ tinh mắt, là người đầu tiên phát hiện Trần Bát Hoang, cười cợt nói, này, anh chàng vệ sĩ, đi đâu đó? Đi nhanh vậy là vì không dám gặp chúng tôi à? Trần Đức như không nghe thấy, vẫn bước tiếp. Diêm Mộng nhíu mày, người này, cũng kiêu ngạo ghê, rõ ràng là nghe thấy giọng Lục Tầm Dạ, nhưng vẫn bước tiếp, vẫn cứ thích giả vờ ngầu lòi như xưa. Đúng là hết thuốc chữa. Nè, tên vệ sĩ, đứng lại, Mạc Thiếu Dương thấy Trần Đức. Lập tức cảm thấy thích thú, bước lên trước châm chọc, sao, đi cùng với ban giám đốc của tập đoàn Dược Thiên Vũ à? Hay là tới đây làm vệ sĩ? Có gì hả, Trần Đức ngẩng đầu, cái vẻ kiêu ngạo kia quả thật khác xa với vẻ sợ sệt tối qua của hắn ta. Không có gì, tôi chỉ muốn nhắc anh, làm vệ sĩ thì lo làm đi, đừng đi lung tung, biết không, Mạc Thiếu Dương cười ha ha, mở miệng dậy đời, thanh niên thì phải lo làm việc chăm chỉ. Đừng có mơ mộng dựa vào hội nghị này để thấy sang bắt quàng làm họ. Ồ, mở miệng đã không hợp ý nhau, nên Trần Đức cũng không muốn nói nhiều với người này. Trần Bát Hoang, tại sao anh lại ở đây? Diêm Mộng bước tới hỏi với vẻ kỳ lạ, sáng nay cô ta còn thấy người này ở nhà, không ngờ anh ta cũng đến đây. Nói thế nào thì Diêm Mộng cũng coi như con gái anh, đã là con gái thì cũng phải nể mặt xíu. Trần Đức bèn giải thích, tham gia buổi đấu giá, bán đấu giá bức tranh này. Tiện thể xem coi có món nào đáng để mua không. Bán đấu giá, Diêm Mộng còn chưa nói gì, Nhan Tiểu Sa đã hỏi với giọng kỳ quái, em trai Bát Hoang này, em xác định là mình tới tham gia buổi đấu giá hả? Đúng vậy, có vấn đề gì sao, Trần Đức hỏi ngược lại. Ha ha ha, đù má, khoác lác ớn thật, xin lỗi nha, tôi thật sự không nhịn nổi, để tôi cười một lát đã, ha ha ha, Lục Tầm Dạ giống như nghe thấy câu gì hài hước lắm. Mẹ nó, anh biết đây là buổi đấu giá nào không? Anh cho rằng đây là mấy cái đấu giá rẻ tiền ở vỉa hè à? Còn tham gia nữa chứ? Cậu thiếu hiểu biết thì tôi cũng không trách cậu, Trần Đức lạnh nhạt nói. Đối với những con ếch ngồi đáy giếng như này, anh cũng đã quen rồi. Nè, Trần Bát Hoang, lần sau muốn khoác lác thì bịa cho hoàn hảo chút, đừng khoe cái rốt của mình ra, ok, Mạc Thiếu Dương nói với vẻ đầy tự tin và khẳng định. Nếu anh khoác lác gì khác thì tôi còn miễn cưỡng tin chút, nhưng nói là đến bán đấu giá. Ha ha! Những thứ muốn bán đấu giá đã được gom từ 2 ngày trước và trông coi nghiêm ngặt ở trung tâm thế kỷ rồi. Mỗi một thứ đều có giá trị hơn cả triệu tệ. Đã thế còn mời bộ đội đặc chủng đến trông chừng. Anh từng đi lính, chắc cũng biết bộ đội đặc chủng là gì chứ nhỉ? Có điều, tôi đoán chắc anh chưa gặp bao giờ, chỉ với anh thì cùng lắm là đi nghĩa vụ quân sự thôi. Mạc Thiếu Dương cười lạnh, chưa nói tới chuyện anh chỉ là một tên vệ sĩ, một thằng bụi đời, rác rưởi đi nghĩa vụ quân sự. Dù anh là ông lớn thì giờ cũng không thể nào thêm vật phẩm bán đấu giá vào được, biết không? Thế hả, tôi cũng không biết đó. Trần Đức quả thật không biết điều này vì Trương Thiên Dương không có nói với anh. Xong, buổi đấu giá lần này là vì anh mới chuẩn bị, nên chắc hẳn ông ta sẽ có cách bỏ thêm bức tranh của anh vào. Không thì buổi đấu giá này còn có ý nghĩa gì nữa. Trần Đức im lặng một chút rồi bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Mạc Thiếu Dương, đây là lần thứ 2 cậu nói tôi là rác rưởi đi nghĩa vụ quân sự. 2 lần này tôi coi như cậu trẻ người non dạ, không biết với phách lối. Nếu có lần tiếp theo thì tự mà gánh lấy hậu quả. Còn có em, đừng chơi thân với đám người này quá, Trần Đức dặn Diêm Mộng một câu, rồi xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng. Gì vậy trời, ông đây cứ nói đấy, liên quan gì đến mày, Mạc Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trần Đức, tức tối nói.
Hắn ta vừa nhớ tới chuyện của Hạ Thiên Tuyết vào tối qua thì lại cực kỳ khó chịu, lẩm bẩm, thằng khốn, sớm muộn gì cũng giết chết mày cho coi. Giọng Mạc Thiếu Dương rất nhỏ, ngoài hắn ta ra thì không ai nghe thấy được, vì hắn ta không muốn chỉ vì mấy câu tục tĩu mà hạ thấp địa vị của mình trong cảm nhận của Diêm Mộng. Tên này chảnh ghê, Mộng Mộng, anh ta có tư cách gì quyết định cậu chơi với ai chứ? Nhan Tiểu Sa khó chịu nói, một tên khách trọ mà cũng kiêu ngạo như vậy à? Đúng đó, còn ăn nói khoác lác nữa chứ, đúng là không biết ngược, Trần Ngọc Đình trợn mắt, nếu không quen cậu Mạc thì sao chúng ta có cơ hội đến đây chứ? Diêm Mộng bất lực cười, trong lòng có hơi khó chịu với Trần Bát Hoang. Khi nào thì đến lượt anh ta dạy đời mình vậy? Anh ta có tư cách đấy à? Đừng chấp anh ta cứ khiến người ta ghét vậy đó, Diêm Mộng bất lực nhún vai, cô ta cũng thấy Trần Bát Hoang rất phiền, sớm muộn gì mình cũng sẽ tìm cớ để mẹ không cho anh ta thuê nữa. Đương nhiên, người xem đấu giá và những ông này bà nọ được đi thảm đỏ kia là hoàn toàn khác nhau. Hôm nay, bất kể là phóng viên hay người xem đều có lối đi riêng để vào trong, khâu kiểm tra cũng nghiêm ngặt hơn năm rồi rất nhiều. Khâu kiểm tra lần này chặt chẽ hơn, nghe nói là vì gần đầu cũng không yên ổn, nhà họ Hàn ở Giang Bắc đã bị người diệt cả nhà. Tối qua, thành phố Tần chúng ta còn xảy ra án mạng, trong đám người, có người nói. Thế à, vậy thì nên kiểm tra thật, trường hợp hôm nay quan trọng như vậy, cũng không thể xảy ra sự cố được. Trong dòng người, Diêm Mộng và Mạc Thiếu Dương không khỏi liếc nhau, bọn họ không biết chuyện ở Giang Bắc là sao, nhưng lại tự mình trải qua chuyện tối qua. Nếu không phải chú hề kia xuất hiện thì giờ hai người họ cũng không biết còn có thể đứng ở đây không. Hai người ăn ý không nói gì, sau khi vượt qua kiểm tra, bèn chậm rãi vào vị trí. So với họ thì Trần Đức lại đơn giản hơn rất nhiều, biết anh tới, Trương Thiên Dương đã sớm bảo quan hổ mới từ Giang Bắc về tự mình tiếp đón. Lối đi đặc biệt kia là chuẩn bị riêng cho Trần Đức. Anh vừa đến, quan hổ đã tự mình bước tới tiếp đón, ngoài ông ta ra còn có Miêu Tiểu Thanh. Cô mặc một chiếc sườn xám thướt tha, tôn lên dáng người. Trần Đức thấy cô thì có hơi bất ngờ, Tiểu Thanh, cậu. Quan hổ vội vàng nói. Cậu chủ Trần, lần trước sau khi anh Dương gặp cô Tiểu Thanh liền điều tra về cô ấy, cảm thấy cô ấy là một người rất tài giỏi nên đã sắp xếp đến tập đoàn Thiên Dương. Trước mắt đang là giám đốc kinh doanh ở khu vực Hoa Nam thuộc tập đoàn Thiên Dương của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đặc biệt mời cô ấy đến đây đảm nhiệm việc này. Người khác sợ là sẽ không chăm sóc cậu chu đáo, cậu và cô Tiểu Thanh là bạn học cũ nên đã đặc biệt mời đến tiếp đón cậu. Ôi đệt, Tiểu Thanh, tốc độ thăng chức của cậu nhanh phết nhỉ, ở cùng với bạn học cũ, Trần Đức không còn lạnh lùng như trước, nói đùa, cậu ngồi hỏa tiễn đấy à? Đâu có, Miêu Tiểu Thanh cười tủm tỉm. Đi thôi, còn đứng đây làm gì, đi vào với tôi. Được, đi thôi. Quan hổ biết ý tìm lý do rời đi, trong lòng không ngừng cảm thán cách đối nhân xử thế của Trương Thiên Dương, tìm người khác tiếp đón Trần Bát Hoang có thể sẽ khiến anh bất mãn vì một số chuyện, nhưng Miêu Tiểu Thanh và anh là bạn học cũ, bọn họ rất hiểu nhau, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Sau khi quan hổ rời đi, Miêu Tiểu Thanh mới hoàn toàn thả lỏng, dù sao ông ta cũng là người thân cận nhất của Trương Thiên Dương. Khi ông ta ở đây, Miêu Tiểu Thanh luôn rất thận trọng. Trần Đức, cậu lợi hại thật đấy, tôi nghe chủ tịch nói vốn dĩ cuộc đấu giá lần này còn 3 tháng nữa mới bắt đầu, nhưng vì cậu muốn bán gì đó nên mới tổ chức sớm hơn. Tôi cũng chỉ bảo ông ta tùy tiện tìm giúp tôi một buổi đấu giá thôi. Ai mà biết lại làm rầm rộ như vậy, Trần Đức tỏ vẻ bất lực, nhưng mà lão già đó quả thực rất giỏi làm ăn. Trương Thiên Dương chỉ với hai bàn tay trắng, có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay. Chắc chắn không phải là người bình thường, đối nhân xử thế cực kỳ hoàn hảo. Trần Đức dám khẳng định đổi lại là bất kỳ doanh nhân hay phú hào nào cũng sẽ không vì một thanh niên mới ngoài 20 như anh mà đẩy nhanh một hội nghị quan trọng như vậy. Càng không vì anh mà đến nhà họ Hàn ở Giang Bắc đánh cược mạng sống của mình. Trương Thiên Dương cực kỳ lão luyện, kinh nghiệm đầy mình, ông ta có một tầm nhìn và lòng dũng cảm phi thường, độc nhất vô nhị. Những điều này chắc chắn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trên con đường gây dựng sự nghiệp của ông ta. Này, cả thành phố Tần cũng chỉ có mình cậu dám gọi ông ấy như vậy thôi, Miêu Tiểu Thanh giống như một con chim sơn ca, dẫn Trần Đức vào hội trường, đi thang máy dành riêng cho khách đặc biệt. Đột nhiên, giọng của Miêu Tiểu Thanh thay đổi. Trần Đức, cảm ơn cậu. Cảm ơn tôi chuyện gì, Trần Đức ngạc nhiên hỏi. Đừng giả vờ nữa, cậu thực sự nghĩ rằng chị đây ngu à?
lúc trước làm việc cả tháng bán sống bán chết nhưng tiền lương cũng chỉ có 5 chữ số. Bây giờ, tiền lương của tôi được tính theo năm. Nếu không phải nhờ cậu có quan hệ với chủ tịch thì sao tôi được như ngày hôm nay chứ? Miêu Tiểu Thanh cười nói, cho nên, để cảm ơn cậu, cho tôi cơ hội mời cậu một bữa nhé. Được. Trần Đức cười nói, có điều cậu cũng đừng coi thường bản thân. Trương Thiên Dương không phải kẻ ngốc, nếu như cậu thật sự không có năng lực, cho dù tôi là bố ông ta thì ông ta cũng sẽ không mời cậu. Ha ha, Miêu Tiểu Thanh cười khanh khách, chỉ có cậu là dẻo miệng. Trần Đức đang nói sự thật, trong lòng cả hai đều hiểu rõ điều này, chính vì vậy nên cô mới có thể yên tâm thoải mái mà chấp nhận vị trí này. Thang máy dừng lại, Miêu Tiểu Thanh dẫn Trần Đức lên tầng 8. Ở đây có rất nhiều két sắt, trong két sắt đều là bảo vật, toàn bộ đều là thứ cần đưa ra đấu giá trong ngày hôm nay. Do đó, khắp tầng 8 được canh gác cực kỳ nghiêm ngặt, cứ cách 3 bước là có một camera, 5 bước là có một nhóm nhân viên bảo vệ đặc biệt đi tuần tra. Chuyên gia giám định bảo vật do chủ tịch sắp xếp đang đợi cậu ở đây. Ngay khi đồ của cậu được giám định xong, một lúc sau buổi đấu giá sẽ bắt đầu, vừa đến đây, Miêu Tiểu Thanh liền trở nên nghiêm túc. Cô dẫn Trần Đức vào phòng hội nghị, trong phòng hội nghị, ba người đàn ông trung niên đang đợi Trần Đức. Cậu chủ Trần, ba vị này là chuyên gia giám định bảo vật nổi tiếng ở thành phố Tần, chủ tịch đã đặc biệt sắp xếp bọn họ đến đây đợi cậu, Miêu Tiểu Thanh nghiêm túc giới thiệu với Trần Đức, sau đó lại nói với mấy chuyên gia giám định bảo vật, các vị tiền bối, đây là người mà chủ tịch đã nhắc đến, Trần Bát Hoang, cậu chủ Trần. Ba người này đều là những chuyên gia giám định bảo vật nổi tiếng ở thành phố Tần. Trước đây đều là người ta đến tận cửa nhờ bọn họ giám định bảo vật, hoặc mời bọn họ đến, bọn họ chưa từng phải đợi người khác. Lần này, Trương Thiên Dương không chỉ ra mặt thể hiện quan hệ thân thiết mà còn ra giá rất cao, cho nên bọn họ mới đợi ở đây. Tất nhiên, dù là như vậy, bọn họ cũng không mấy vui vẻ. Xin chào, cậu chủ Trần, một người đàn ông trung niên có hai bên tóc mai hơi bạc đứng dậy, bắt tay chào hỏi với Trần Đức. Không ngờ cậu chủ Trần mà chủ tịch Trương nhắc tới lại là một thanh niên. Đúng vậy, thực sự là khiến người khác bất ngờ. Không biết cậu chủ Trần muốn giám định bảo vật gì? Tuổi tác của Trần Đức khiến bọn họ rất ngạc nhiên. Lẽ nào là con riêng của Trương Thiên Dương? Ba người bất giác đồng thời xuất hiện ý nghĩ như vậy, nếu không phải là con riêng thì tại sao Trương Thiên Dương lại coi trọng một thanh niên trẻ tuổi như vậy? Trần Đức lần lượt gật đầu với ba người nọ. Đồng thời lướt nhìn bảng tên gắn trên ngực bọn họ. Người bắt tay với anh tên là Lục Trầm Ba có tóc mai hơi bạc, ông ta là giáo sư, người có địa vị cao nhất, hai người còn lại có cấp bậc thấp hơn một chút, tên là Tôn Hưng Quốc và Lâm Đồng Kiệt. Tôi muốn giám định bức tranh này, Trần Đức đưa ống tranh trong tay cho Lục Trầm Ba, đây là bức Thanh Hà Thượng Đồ của Đường Dần vào thời nhà Minh, mong các vị chuyên gia giúp tôi định giá. Trần Đức biết bức tranh Thanh Hà Thượng Đồ là đồ cổ. Nhưng về phương diện định giá vẫn phải nhờ những người chuyên nghiệp này. Thanh Hà Thượng Đồ, vốn dĩ Lục Trầm Ba đang định giơ tay ra nhận lấy ống tranh của Trần Đức, nhưng lúc này lại ngừng lại một lát, sau đó thu tay về, cậu chủ Trần, cậu có chắc đây là Thanh Hà Thượng Đồ không? Bức tranh đó là sự tồn tại huyền thoại trong giới thư họa cổ đại của chúng tôi, tương truyền đã bị thiêu hủy từ lâu, không phải là cậu mang hàng giả đến đấy chứ? Thanh Hà Thượng Đồ, mặc dù tôi không biết nhiều về thư họa, nhưng tôi đã nghe nói về bức tranh này. Rất nhiều người đang tìm kiếm nó, nhưng thực sự không tìm thấy, đồ giả cũng khá là nhiều. Tôn Hưng Quốc nâng gọng kính có dây vàng lên, thờ ơ nói, những người trẻ tuổi mua hàng giả cũng không phải chuyện mới mẻ gì. 2. Lâm Đồng Kiệt thở dài liếc nhìn Trần Đức, anh chàng này mặc một bộ quần áo bình thường, trông không giống một người sở hữu những bức họa cổ. Tục ngữ có câu, thời thịnh thế chữ đồ cổ, thời loạn thế mua vàng kim. Thời nay có người nào chơi đồ cổ mà không phải là người có tiền? Không cần nói cũng biết, chắc chắn là ham rẻ, bị người ta lừa gạt rồi, tôi còn tưởng có bảo vật quan trọng nào đó cần được giám định nên chủ tịch Trương mới huy động nhân lực mời chúng tôi đến đây, không ngờ lại là hàng giả. Ba người ngay cả nhìn cũng lười, hoàn toàn khẳng định thứ trong tay Trần Đức là hàng giả. Thứ nhất, Trần Đức còn quá trẻ, người ở tuổi này vừa tự cao tự đại, vừa ngu dốt thiển cận, rất dễ bị lừa. Thứ hai, mấy năm nay không biết bao nhiêu người đổ xô đi tìm Thanh Hà Thượng Đồ, đã không ít người bị lừa, về sau lại có lời đồn Thanh Hà Thượng Đồ đã bị tiêu hủy từ lâu. Chính vì hai nguyên nhân này, cho nên bọn họ càng củng cố suy đoán Trần Đức cầm hàng giả, cảm thấy vừa thất vọng vừa tức giận,
chờ đợi cả nửa ngày, rốt cuộc lại ăn quả đắng. Ba người này tự cao tự đại thế cơ à, Trần Đức cau mày, nhủ thầm trong bụng. À, ha ha, Miêu Tiểu Thanh thấy cục diện trở nên bối rối, lập tức mỉm cười ngọt ngào, từ tốn nói, thưa ba vị tiền bối, nếu đã đến rồi thì thôi cứ xem qua một chút đi, chủ tịch cũng đích thân nhờ tôi tiếp đón anh Trần đây chu đáo, cho dù là giả đi nữa, các vị cũng có thể chỉ điểm thêm cho anh Trần mà, vậy tôi cũng dễ bề ăn nói với chủ tịch. Việc này, thôi được, để chúng tôi xem thử. Miêu Tiểu Thanh nói rất có lý, ám chỉ bọn họ nhận tiền mà không làm việc, không tiếp đón Trần Bát Hoang tử tế, khó ăn khó nói với Trương Thiên Dương. Tuy trong giọng nói mang ý cảnh cáo, song cũng giữ thể diện cũng như đưa bậc thang cho họ bước xuống. Lục Trầm Ba nhận lấy ống giấy của Trần Đức, lấy bức tranh từ trong đó ra, trải bừa bức tranh lên mặt bàn hội nghị. Hai ông qua đây nào, chúng ta cùng xem, Lục Trầm Ba vẫy vẫy. Đi nào, để xem. Tôn Hưng Quốc và Lâm Đồng Kiệt đứng dậy bước tới bên bàn họp. Vốn mỗi khi tiếp xúc với cổ vật cần phải mang bao tay, cũng như sử dụng những dụng cụ chuyên dụng để giám định, nhưng ba người ngay từ đầu đã xác định là giả, cho nên cũng có chút hời hợt. Chỉ là, không đầy 10 giây sau, ánh mắt hờ hững của ba người dần dần thay đổi, trong phòng họp, bầu không khí trở nên thinh lặng và nghiêm túc. Cái này, thật sự là đồ cổ, gần nhất là vào thời Minh, Lão Tôn. Ông mau lấy bao tay ra coi, đừng có sờ sờ hỏng hết của người ta, Lục Trầm Ba thấy Tôn Hưng đang dùng tay không sờ vào tranh thì hoảng hồn. Là đồ từ thời Minh đấy. Khoan bàn tới việc chữ viết trên tranh có đúng là bút tích của Đường Dần hay không, chỉ cần loại giấy vẽ này thôi cũng đủ đáng giá rồi. Lục Trầm Ba nghiên cứu rất sâu về thư họa, lúc nhắc nhở hai đồng sự, ông ta cẩn thận đeo bao tay vào trước, mang kính lúp tới, bắt đầu quan sát thật tỉ mỉ. Tôn Hưng Quốc, Lâm Đồng Kiệt cũng làm theo. Trong phòng, không khí càng lúc càng trầm mặc, Trần Đức và Miêu Tiểu Thanh đứng một bên, ba vị chuyên gia không ngừng quan sát bề mặt bức tranh, từng chiếc hoa văn và con dấu của tác giả. Nửa giờ trôi qua, Lục Trầm Ba đổ mồ hôi lạnh. Ông ta gần như có thể khẳng định, bức vẽ này hết 8, 9 phần là đồ cổ thật. Tôn Hưng Quốc, Lâm Đồng Kiệt cũng run rẩy cả người. Thanh Hà Thượng Đồ, nếu như là thật, đây là tin tức có thể làm bùng nổ giới chơi đồ cổ. Tuy bọn họ là chuyên gia, giáo sư, nhưng khi đối mặt với bức thư họa này, vẫn không dám chắc chắn 100%, bởi vì hàng nhái tinh vi rất nhiều, mà bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy tranh thật của Đường Dần, chỉ có thể xác định sơ bộ, đây đúng là đồ cổ. Hơn nữa bức tranh này, cho dù không phải của Đường Dần, thì chắc chắn cũng là hàng giả sao chép từ một người cùng thời. Nói cách khác, cho dù là hàng giả, thì cũng là hàng giả siêu cao cấp. Cậu Trần, Lục Trầm Ba cất dụng cụ quan sát, bước tới trước mặt Trần Đức, lúc này thái độ trở nên cung kính thấy rõ, họ Lục tôi vừa rồi quá tự cao tự đại, xin lỗi cậu, tôi sai rồi. Cậu Trần, xin lỗi. Cậu Trần, chúng tôi sai rồi. Tôn Hưng Quốc và Lâm Đồng Kiệt cũng lên tiếng, chủ động xin lỗi Trần Đức, trước đó bọn họ đã phủ định, cho rằng Thanh Hà Thượng Đồ là giả. Nhưng bây giờ, sự thật đã giáng vào mặt họ một cái tát. Bức tranh này, rất có khả năng là thật. Nhưng mà, với thân phận hiện tại, bọn họ vẫn chưa đủ tư cách giám định bức tranh này. Bởi vì, bút tích của Đường Dần thật sự quá ít, quá quý giá. Không sao cả, Trần Đức thật ra cũng không để tâm mấy, sao nào, cuộn tranh của tôi có thể đáng giá bao nhiêu. Chuyện này, thật không dám giấu giếm, Lục Trầm Ba xấu hổ nói. Với kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi, tuy có thể nhìn ra hết 8 phần là đồ cổ thật, nhưng mà, vẫn không có cách nào phân biệt thật giả, nói đúng hơn là, chúng tôi không đủ tư cách chứng minh đây là hàng chính phẩm. Hửm! Trần Đức hỏi, vậy làm sao bây giờ? Cậu Trần, cậu yên tâm, tôi sẽ nhờ người đi mời Thạch Vân Sinh Lão Tiên Sinh đến đây, ông ấy là Thái Sơn bắt đầu trong giới thư họa, đã từng nhìn thấy bút tích thật của Đường Dần, chắc chắn ông ấy có thể phân biệt được. Nếu như là thật, một mình ông ấy cũng không đủ chứng minh, tôi sẽ mời cả thầy tôi đến luôn, ông ấy lẽ ra phải có mặt ở đây mới đúng, Tôn Hưng Quốc nói theo, sư phụ của ông ta cũng là nhân vật đáng gờm trong giới cổ vật, tên là Chu Quý Long. Vậy xin nhờ các vị, Trần Đức cảm ơn. Cậu Trần, cậu không cần cảm ơn, được chứng kiến hay dự phần vào cuộc giám định Thanh Hà Thượng Đồ, chúng tôi mới là người phải cảm ơn cậu, Tôn Hưng Quốc nói. Lời ông ta nói là sự thật. Nếu có một ngày bọn họ được tham gia vào công tác giám định Thanh Hà Thượng Đồ, vậy thì lúc đó,
danh tiếng, tư cách và thân phận của bọn họ chẳng khác nào thuận nước đẩy thuyền. Lục Trầm Ba và Lâm Đồng Kiệt cùng nhau đi mời Thạch Vân Sinh, Tôn Hưng Quốc đi mời sư phụ của ông ta, ba người hoang mang phấn khích, cảm thấy mình gặp được báu vật tuyệt thế. Ba ông già này thú vị thật đấy, Miêu Tiểu Thanh cười khanh khách, mới đầu còn hờ hững không thèm liếc mắt, bây giờ còn nóng ruột hơn cả cậu nữa, Trần Đức này, bức tranh này của cậu thật sự là bút tích của Đường Dần sao? Có thể, là thật. Ba chuyên gia cứ rối rít hết cả lên như thế, khiến cho Trần Đức bắt đầu hoài nghi đây có phải bút tích của Đường Dần thật không, dù sao thì anh cũng hoàn toàn không hiểu biết gì về thư họa cả. Sở dĩ anh cho rằng bức tranh này đáng giá, là hàng thật giá thật, chính là bởi vì anh có thể nhìn thấy từ bức tranh phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Biết đâu, tranh này chỉ là một bức tranh cổ bình thường, không phải bút tích thật của Đường Dần thì sao? Trần Đức không khỏi suy nghĩ. Ba chuyên gia Lục Trầm Ba, Tôn Hưng Quốc, Lâm Đồng Kiệt đều thành khẩn nhận sai, hơn nữa hành động cũng rất tích cực, không tới nửa giờ sau, hai vị Thái Sơn bắt đầu trong giới đồ cổ đều lần lượt có mặt tại phòng giám định. Chu Quý Long hơn 60 tuổi, vận âu phục, Thạch Vân Sinh tầm 80 tuổi, mặc đường trang được cắt may riêng cực kỳ khéo léo, hai người và Trần Đức chào hỏi lẫn nhau, dáng điệu nôn nóng chỉ sợ không kịp vào giám định Thanh Hà Thượng Đồ. Không lâu sau đó, thân thể Thạch Vân Sinh bắt đầu run rẩy, chòm râu dài cũng rung rung theo, kích động đến nỗi khóe mắt già nua rơi lệ, là bút tích thật, đúng là bút tích thật của Đường Dần đó, không ngờ lúc còn sống ông già này còn được nhìn thấy tranh của Đường Dần. Chắc chắn, tuyệt đối là thật, Chu Quý Long cũng kích động, vành mắt đỏ hoe. Không hoạt động trong lĩnh vực của bọn họ thì không ai biết bọn họ cả đời đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào đồ cổ, càng không ai biết trong lòng bọn họ, thư họa có địa vị cao đến thế nào. Đặc biệt là Thạch Vân Sinh, ông không chỉ là một chuyên gia về đồ cổ, mà còn là một nhà thư pháp, hội viên hội thư pháp thành phố Tần, đối với thư họa mà nói, ông coi nó như sinh mạng. Trần Đức và Miêu Tiểu Thanh nhìn nhau, có vẻ hơi bất đắc dĩ, họ không hiểu được tâm trạng đó. Cậu Trần, Thạch Vân Sinh xúc động nói, có thể cho phép ông già này chụp ảnh để làm kỷ niệm được không? Thanh Hà Thượng Đồ tuyệt đối là báu vật của báu vật, đối với những người như bọn họ là vô giá. Khi chưa được chủ nhân cho phép, ngay cả ảnh chụp bọn họ cũng không dám tự ý lưu lại. Ông cứ tự nhiên ạ, Trần Đức cười nói. Anh cứ tưởng Thạch Vân Sinh chỉ chụp đại một bức ảnh, ai ngờ sau đó ông ta móc điện thoại ra, gọi tới một ekip chụp ảnh vô cùng chuyên nghiệp, khắp mọi ngóc ngách, mọi góc độ đều tỉ mỉ chụp lại. Đồng thời cũng để Miêu Tiểu Thanh ghi chép chi tiết về bức tranh, hai vị chuyên gia hàng đầu cùng ba vị chuyên gia khác cùng nhau lập giấy chứng nhận hàng thật giá thật. Định giá đấu giá khởi điểm là 8 triệu. Cậu Trần này, cậu hãy tin tôi, mặc dù định giá không cao lắm, nhưng chắc chắn có thể bán được giá rất tốt, Thạch Vân Sinh nói. Vâng, tôi biết rồi. Trần Đức gật đầu, mặc dù Thạch Vân Sinh không nói ra, nhưng anh cũng biết giá bán được sẽ không hề thấp, không nói ai khác, hai vị Thái Sơn bắt đầu trước mặt này mà tham dự đấu giá, chỉ e phiên đấu giá càng thêm quyết liệt. Quá trình giám định có đặc trưng là khá tẻ nhạt. Cũng may sau khi xem xét khoảng một giờ, rốt cuộc mọi thứ đều xong xuôi. Miêu Tiểu Thanh cũng ghi chép lại cẩn thận, giám sát Thanh Hà Thượng Đồ được đưa vào két sắt, sau đó cất bước tiến các vị chuyên gia ra về, lúc này mới nói với Trần Đức, mấy ông chuyên gia chỉ hận không thể giữ dịt bảo bối này trong lòng thôi đấy, món đồ của cậu thật sự có giá trị vậy à? Tất nhiên là giá trị rồi, ít nhất cũng cả 100 triệu chứ không ít đâu, cậu là người chủ trì, cậu nên giúp tôi thổi gió. Làm sao đẩy giá lên cao một chút, Trần Đức cười nói. 100 triệu á, Miêu Tiểu Thanh cả kinh, nãy định giá có 8 triệu thôi mà. Đó chỉ là định giá thôi. Bút tích thật của Đường Dần giá trị đến đâu, trong lòng Trần Đức cũng tự định ra một con số, đừng coi thường khởi điểm không cao, đợi đến khi đấu giá chắc chắn có thể nâng lên cao chót vót. Được rồi, nói vậy tôi càng tò mò. Giá trị của Thanh Hà Thượng Đồ khiến Miêu Tiểu Thanh phải giật mình. Đồng thời càng lúc càng cảm thấy cái ông bạn học nhiều năm không gặp này. Càng lúc càng quyến rũ đàn bà con gái. Thân thủ cao tuyệt, cùng với được Trương Thiên Dương coi trọng, chưa hết, trong tay còn có bức tranh cổ giá trị liên thành. Miêu Tiểu Thanh cảm thấy tuy hiện giờ cô cũng thuộc tầng lớp lãnh đạo cao cấp của bất động sản Thiên Dương rồi, nhưng so với người đàn ông trước mắt này thì đúng là thua kém quá xa. Trong lúc còn suy nghĩ, hai người đã trở lại tầng 2. Toàn bộ tầng 2 là một hội trường rất lớn, lúc này trong hội trường đã bắt đầu có người đến, lục tục ngồi vào vị trí chuẩn bị cho buổi đấu giá.
còn nửa tiếng nữa là mở màn. Trần Đức, cậu cứ tự do hoạt động một chút trước đi. À đúng rồi, Miêu Tiểu Thanh nói, chủ tịch bảo tôi nói với cậu, hôm nay ông ta phải tiếp đón mấy nhân vật lớn của chính phủ. Biết cậu không thích phô trương, cho nên không đích thân đến đây tiếp cậu. Nhờ tôi xin lỗi cậu, nếu cậu nhắm trúng thứ gì trong buổi đấu giá, đừng ngại ra giá, sau buổi đấu ông ta sẽ chi trả toàn bộ. Vậy á, vậy thì tốt quá rồi, vị đại gia này thật hào phóng quá đi mất, Trần Đức cười cười, nhưng ngược lại anh cũng không bất ngờ. Nhà họ Hàn ở Giang Bắc bị tiêu diệt, Trương Thiên Dương là người đầu tiên biết tin, lợi lộc ông ta kiếm được từ chỗ đó chỉ e không hề ít. Chỗ của cậu là ghế số 888, ghế này bọn tôi bố trí cho người tham quan, cậu nhìn hàng thứ 5 đằng trước đi, vị trí đó rộng rãi thoải mái biết bao nhiêu. Chỗ ngồi tốt nhất để đấu giá đấy. Người bên chính phủ không muốn khoa trương, nên họ đều ngồi ở hàng đầu tiên, mấy vị trí tốt đã để lại cho một vài doanh nhân, trong đó vị trí 888 là đẹp nhất. Từ những việc Trương Thiên Dương làm, Miêu Tiểu Thanh có thể thấy ông ta coi trọng Trần Đức đến thế nào, cho dù là quan hổ, hay hai đứa con trai và con gái ông ta cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy. Miêu Tiểu Thanh lấy thẻ từ ra, đưa cho Trần Đức, đây là thẻ từ của hàng thứ 5. Lát nữa lúc cậu qua đó, quẹt thẻ để vào là được. Ừ, tôi biết rồi, nhận lấy chiếc thẻ từ, Trần Đức nói, cậu đi làm việc đi, còn nửa tiếng nữa bắt đầu, để tôi tự tham quan được rồi. Được, có chuyện gì cứ tìm tôi nhé, hay là tìm nhân viên công tác đưa thẻ ra là được, cái thẻ này cũng thay mặt cho thân phận của cậu đấy. Miêu Tiểu Thanh xoay người rời đi, thân hình uyển chuyển trong chiếc sườn xám, thu hút rất nhiều ánh mắt ngắm nghía. Cô nàng này nhìn ngon nghẻ hơn trước nhiều, đúng là vịt hóa thiên nga mà. Trần Đức than thở một câu, gái 18 trổ mã nhìn không ra, mấy lời này không phải nói đùa, có điều so với gái đẹp, Trần Đức thích rượu ngon hơn. Cảm thấy hơi khát nước, vô thức móc ra bi đông rượu đưa lên nốc vài hớp, rượu nóng chảy xuống cổ khiến cả người phấn chấn hẳn lên. Bà nó chứ, xui gì mà xui dữ vậy, đi đứng kiểu gì cũng gặp phải thằng mắc dịch này không biết, ngay lúc đó. Một giọng nói không hề ôn hòa đột nhiên vang lên, là Lục Tầm Dạ và Mạc Hiếu Dương đang bước về phía này. Trần Đức hơi giật mình, đúng là không phải oan gia không gặp mặt, lại gặp đám người này, anh có chút đau đầu. Tránh ra, đừng chắn đường, đây là chỗ ngồi của tao, Lục Tầm Dạ ngả ngớn nói, mày là vệ sĩ, mời mày đến chỗ vệ sĩ nên đứng được không? Trần Đức không lên tiếng, anh lùi lại vài bước, chỗ ngồi của người khác, nhường là đúng lý. À. Xin lỗi, đây là chỗ ngồi của tôi, Trần Ngọc Đình nhìn nơi Trần Đức đang đứng. Trần Đức không nói nên lời, anh dứt khoát xoay người, chuẩn bị đổi chỗ khác. Anh thực sự không có hứng thú giao tiếp với đám trẻ con này. Tên này đáng ghét thật đấy, sao chỗ nào cũng có anh ta vậy, ánh mắt Diêm Mộng lóe lên vẻ chán ghét, mỗi lần nhìn thấy Trần Bát Hoang, cô ta đều cảm thấy khó chịu, tên này luôn khiến cô ta phải bẽ mặt. Mộng Mộng, anh giúp em dạy cho hắn một bài học. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Diêm Mộng, Mạc Hiếu Dương lập tức bước lên trước. Diêm Mộng chưa kịp nói gì thì hắn ta đã hét vào lưng Trần Đức, này, thằng lính thối tha kia, mày đi nhanh thế làm gì, chiếm chỗ của bọn tao, còn không thèm nói một lời xin lỗi. Thằng lính thối tha, bốn chữ này lọt vào tai, Trần Đức lập tức dừng lại. Mặc dù 3 năm trước, anh đã bị khai trừ, không còn là quân nhân, cũng không muốn trở lại quá khứ. Nhưng... anh luôn tự hào về khoảng thời gian này và coi đó như một bản lý lịch vinh quang đáng tự hào. Tình cảm này, anh vẫn luôn cất giấu sâu trong tim mình. Đối với nghề này, anh luôn tràn đầy sự kính trọng và nể phục. Quân nhân, không thể bị sỉ nhục. Anh xoay người, ánh mắt băng giá nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Dương, một tiếng trước tao đã nhắc nhở mày, lần đầu tao có thể xem như mày là thứ vô tri. Lần thứ hai, tao có thể xem như mày là kẻ ngạo mạn. Nhưng, đây, đã là lần thứ 3. Sau những lời nói ngắt quãng, Trần Đức bước từng bước đi về phía Mạc Thiếu Dương. Trong nháy mắt, Mạc Thiếu Dương bất giác rùng mình. Hắn ta cảm thấy như thể mình đang bị một con sói nhìn chằm chằm, có cảm giác sởn gai ốc, cảm giác tính mạng đang bị đe dọa, sắc mặt hắn ta trở nên tái nhợt. Có điều, vừa nghĩ đến đây là trung tâm thế kỷ. Còn Trần Bát Hoang chỉ là một tên vệ sĩ nhỏ bé ở đây. Có thể làm gì hắn ta? Có thể làm được gì? Trần Bát Hoang, ánh mắt kia của mày là có ý gì? Tao nói lần thứ 3 đấy, mày có thể làm gì tao? Mạc Thiếu Dương trấn định tinh thần, lãnh đạm nói, tao cố ý nói lần 3 đấy, mày làm gì tao?
mày làm gì được tao? Nhìn ánh mắt đó của mày, là muốn ăn tươi nuốt sống tao hay là sao? Mạc Thiếu Dương cực kỳ hung hăng ngạo mạn, không kiêng nể gì cả, nói, đây là trung tâm thế kỷ, Trần Bát Hoang, mày chỉ là một tên vệ sĩ quèn. Nếu ông đây xảy ra chuyện ở đây thì các nhân vật lớn bên trên sẽ bỏ qua cho mày chắc. Ngoài ra, hôm nay không chỉ có những nhà doanh nhân lớn, mà còn có bố tao và những nhân vật cấp cao khác cũng đến đây đấy. Mày dám động vào tao? Động vào tao một cái thử xem. Chỉ cần mày dám động vào tao thì mày không những mất việc, không chừng còn mất cả mạng đấy. Trong lúc Mạc Thiếu Dương nói những lời đó, Trần Đức đã tiến về trước, Lục Tầm Dạ đột nhiên đứng lên chặn đường anh, cơ hội để thể hiện này hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Này nhóc, mày thực sự dám đụng vào cậu chủ Mạc đấy à? Trước khi đụng vào cậu ấy thì phải qua được cửa này của tao trước đã. Giống như Mạc Thiếu Dương. Lục Tầm Dạ dám chắc là Trần Đức không dám ra tay. Dù sao, đây cũng là địa bàn của Trương Thiên Dương. Hôm nay còn là một ngày rất đặc biệt, đừng nói là một tên vệ sĩ quèn, ngay cả những nhân vật lớn kia cũng tuyệt đối không dám ra tay ở đây. Một tên vệ sĩ quèn, cho dù cho hắn thêm 1.000, 10.000 lá gan thì cũng không dám làm gì. Rác rưởi mà thôi. Trần Đức liếc Lục Tầm Dạ một cái, giơ tay đẩy nhẹ, cút. Trong nháy mắt, trông giống như là đang đẩy nhẹ. Nhưng, Lục Tầm Dạ lại cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ mà hắn không thể chống đỡ đang lao tới khiến hắn lảo đảo lùi về phía sau, ngồi bẹp trên mặt đất. Còn Trần Đức, trực tiếp bước qua người hắn. Bước chân này, tựa như có một hòn đá rơi xuống ngực, Lục Tầm Dạ cảm giác sắp thở không nổi, hoàn toàn không thể phản kháng. Chỉ trong chốc lát đó, trong mắt hắn, Trần Bát Hoang giống như một vị thần cao cao tại thượng mà hắn không thể chống lại. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, rất quỷ dị. Chỉ là một sự tiếp xúc ngắn ngủi mà thôi. Nhưng hắn dám chắc chắn, loại cảm giác đó là có thật, vô cùng kinh hãi. Bỏ qua tình hình của người dưới chân, Trần Đức đã đến trước mặt Mạc Thiếu Dương. Trần Bát Hoang, anh muốn làm gì? Diêm Mộng tiến lên một bước, ngăn Trần Đức lại. Hận không thể rèn sắt thành thép, đây là trung tâm thế kỷ, không phải là nơi anh có thể tùy tiện dở thói ngang ngược, đừng tưởng có chút bản lĩnh thì có thể ức hiếp người khác, hiểu không? Vừa nói, cô ta vừa nháy mắt với Trần Đức, cô ta thực sự không muốn Trần Bát Hoang gây rắc rối ở đây. Dịp đặc biệt như ngày hôm nay, ở nơi như thế này, nếu Trần Bát Hoang gây chuyện sẽ dẫn đến phiền phức cực lớn, dù sao cũng là hàng xóm, tuy rằng cô ta rất ghét Trần Bát Hoang nhưng cũng không muốn nhìn thấy anh gặp rắc rối. Quan trọng nhất, anh là khách thuê nhà của mẹ cô ta, lỡ như kinh động đến bố của Mạc Thiếu Dương, sau đó lại kinh động đến một số nhân vật lớn, cô ta và mẹ cô ta đều sẽ bị liên lụy. Cho nên, cô ta có nghĩa vụ phải nhắc nhở và ngăn chặn Trần Bát Hoang. Vừa nói, cô ta vừa lắc đầu với Trần Đức, nhịn một chút, được không? Diêm Mộng, chuyện này không liên quan đến em tránh ra, Trần Đức vừa nói, vừa giơ tay kéo cô ta ra. Diêm Mộng không thể ngăn cản được sức mạnh của anh. Trong tích tắc, cô ta đã bị kéo sang một bên. Phịch! Đột nhiên, trong tay Diêm Mộng, một cuốn sổ rơi xuống đất, ở một trang nào đó của cuốn sổ, có một cây bút phác thảo kẹp ở giữa, sau khi tiếp đất trùng hợp lật ra trang đó. Có thể thấy rõ, trên đó là bản vẽ phác thảo của một bức tranh chưa hoàn chỉnh. Đó là một khuôn mặt đeo mặt nạ hề, khuôn mặt đã hoàn thiện. Còn phần cơ thể mới chỉ vẽ đến vai. Trần Bát Hoang, anh làm gì thế? Diêm Mộng vội vàng cầm quyển sổ cất đi, có chút đỏ mặt, tức giận nói, anh không nghĩ cho bản thân mình, nhưng không thể nghĩ cho tôi và mẹ tôi sao, nếu chúng tôi bị anh liên lụy thì sau này phải làm thế nào? Em yên tâm, anh sẽ không khiến ai bị liên lụy đâu, Trần Đức vẫn bình tĩnh như cũ, anh không hề chú ý đến cuốn sổ đó. Không hề để ý đến Diêm Mộng. Giây tiếp theo. Anh đã đi đến trước mặt Mạc Thiếu Dương. Mạc Thiếu Dương bất giác lùi về sau hai bước. Mày, Trần Bát Hoang, mày muốn làm gì, có tin tao lập tức gọi. Bố. Đột nhiên, giọng điệu của Mạc Thiếu Dương thay đổi, hắn ta nhìn về phía cách đó không xa. Ở phía đó, có ba người đang đi về hướng này. Hai nam một nữ. Ba người này, Mạc Thiếu Dương đều biết. Một người là Quan Hổ. Quản gia luôn bên cạnh Trương Thiên Dương chủ tịch tập đoàn Thiên Dương như hình với bóng. Hai người còn lại, một người là bố của hắn ta, còn cô gái xinh đẹp kia là chủ tịch mới của tập đoàn Dược Phẩm Thiên Vũ, Tống Ngư Yên. Nghe thấy tiếng hét của hắn ta, cả ba liền chú ý đến tình hình ở đây.
Giám đốc Mạc, kia là con trai của ông sao? Quan Hổ cười hỏi. Đúng thế, Mạc Vấn Thiên nhìn thấy Mạc Thiếu Dương và Trần Đức đang đứng trước mặt con trai mình, ông ta bỗng ngây người một chút, sau đó một tia vui mừng chợt lóe lên. Vốn dĩ ông ta, Quan Hổ và Tống Ngữ Yên đến đây chính là muốn tìm Trần Bát Hoang. Chính vì mối quan hệ với Trần Bát Hoang nên Quan Hổ đã đích thân tiếp đón tập đoàn dược phẩm Thiên Vũ bọn họ. Qua cuộc trò chuyện, bọn họ mới biết Trần Bát Hoang chính là ân nhân cứu mạng của Trương Thiên Dương. Với thân phận quan trọng như vậy, bất luận là ông ta hay Tống Ngữ Yên cũng đều khá bất ngờ. Với tư cách là nhân vật cấp cao của tập đoàn dược phẩm Thiên Vũ, ông ta vẫn biết một số chuyện về nhà họ Tống, nhờ có sự giúp đỡ của Trần Bát Hoang nên hai người Tống Thiên Long và Tống Thiên Hổ mới bị trục xuất ra ngoài. Mặc dù Trần Bát Hoang là vệ sĩ, nhưng cả tập đoàn dược phẩm Thiên Vũ, ai dám đắc tội anh? Hơn nữa bây giờ, anh không chỉ là một nhân vật quan trọng trong tập đoàn dược phẩm Thiên Vũ, mà còn là ân nhân của Trương Thiên Dương. Hai thân phận quan trọng như vậy, cũng đủ để Mạc Vấn Thiên quỳ gối nịnh bợ. Ông ta đã hạ quyết tâm phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Trần Bát Hoang, cố gắng nịnh nọt anh để đặt nền móng cho tương lai. Không ngờ, đứa con trai bất tài của ông ta lại quen Trần Bát Hoang trước rồi, điều này khiến ông ta rất vui, ông ta khá là tự hào nói với Quan Hổ. Kia chính là con trai tôi, Mạc Thiếu Dương. Không ngờ nó lại ở cùng cậu chủ Trần, thật sự là khiến tôi có chút kinh ngạc. Nó vừa tốt nghiệp, vì muốn để nó mở mang tầm mắt nên mới bảo nó đến trung tâm thế kỷ tham quan một chút, Mạc Vấn Thiên vừa nói vừa vẫy tay với Mạc Thiếu Dương. Mạc Thiếu Dương vốn đã không xem ai ra gì, giờ lại càng ngạo mạn hơn, thấy chưa, bố tao và chủ tịch tập đoàn dược phẩm Thiên Vũ đều ở đây, nếu mày dám động vào tao, tao đảm bảo mày sẽ lập tức phải cút khỏi đây. Hơn nữa là cút khỏi đây một cách cực kỳ khó coi. Trần Bát Hoang, Diêm Mộng giật giật góc áo của anh lắc đầu, cô ta thật sự không muốn Trần Đức xảy ra chuyện trước mặt mình, đồng thời, cô ta nói với Mạc Thiếu Dương, cậu chủ Mạc, nể mặt tôi đừng làm khó anh ta, được không? Cô ta cực kỳ không muốn cúi đầu trước Mạc Thiếu Dương. Nhưng, bây giờ không thể không cúi đầu cầu xin giúp Trần Bát Hoang. Mộng Mộng, đương nhiên là anh sẽ nể mặt em, nhưng... Người đã động tay động chân với anh thì nhất định phải xin lỗi, cúi người xin lỗi, Mạc Thiếu Dương đắc ý nhìn chằm chằm Trần Đức, mày còn nhiều nhất 10 giây nữa, bố tao sắp qua đây rồi, sau 10 giây, tao không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Vậy sao, Trần Đức cười khẩy nói, tao cũng rất muốn xem thử, 10 giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, sau khi tao đụng vào mày thì sẽ ra sao, tao phải cút khỏi đây với dáng vẻ khó coi đến thế nào. Dứt lời, Trần Đức phung chân ra. Sức mạnh không lớn, chỉ sử dụng khoảng 1%. Nhưng bây giờ sức mạnh của Trần Đức đã không thể dùng mắt thường là có thể nhìn thấy được, nếu dùng hết sức lực của mình, anh có thể đá bay sức mạnh 8.000 kg. Vì vậy, dù anh chỉ dùng 1% sức mạnh thì người thường cũng không thể chống đỡ nổi. Trong nháy mắt, sắc mặt của Mạc Thiếu Dương thay đổi rõ rệt, hắn ta khom người như con tôm, lảo đảo lùi về phía sau, sau đó ngồi phịch xuống đất. Trần Bát Hoang. Mày dám đánh tao, Mạc Thiếu Dương dựa vào trên băng ghế đứng lên, sắc mặt cực kỳ u ám. Mày có biết tại sao mày còn có thể đứng lên không? Giọng điệu của Trần Đức rất bình tĩnh, bởi vì tao nói rồi, tao muốn xem thử chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ cút khỏi đây như thế nào. Ở phía xa, khi Mạc Vấn Thiên nhìn thấy Trần Đức ra tay, vốn dĩ ông ta còn đang tự hào giới thiệu lý lịch của Mạc Thiếu Dương với Quan Hổ và Tống Ngữ Yên, khoe khoang con trai mình, lúc này ông ta bỗng giật mình. Cái quái gì vậy? Chuyện gì thế này? Vẻ mặt của Quan Hổ và Tống Ngữ Yên có chút thay đổi. Rõ ràng, bọn họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Qua đó xem thử, sắc mặt Quan Hổ trở nên u ám, cho dù xảy ra chuyện gì, ông ta cũng sẽ kiên quyết đứng về phía Trần Bát Hoang, bởi vì đó là ý muốn của Trương Thiên Dương. Cả ba bước nhanh đi về phía trước. Trần Ngọc Đình, Lục Tầm Dạ, Nhan Tiểu Sa và Diêm Mộng đều trợn tròn mắt. Vô cùng kinh hãi. Đánh con trai của Mạc Vấn Thiên trước mặt ông ta. Con mẹ nó chuyện này. Đúng là tự tìm đường chết mà. Một tên vệ sĩ quèn có đắc tội nổi với nhân vật lớn như Mạc Vấn Thiên không? Thiếu Dương. Đúng lúc này, Mạc Vấn Thiên đã đi đến bên này, lướt qua Trần Đức, đi thẳng về phía Mạc Thiếu Dương. Ông ta nhất định phải làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Điều này rất quan trọng. Nó có liên quan đến tương lai tiền đồ của ông ta và sự suy thịnh của cả nhà họ Mạc.
Thiếu Dương, con nói rõ cho bố biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Mạc Vấn Thiên lo lắng hỏi. Bố, hắn đánh con, hắn không phải là vệ sĩ của công ty bố sao, mau đuổi việc hắn, bảo hắn cút khỏi đây, Mạc Thiếu Dương nghiến răng nghiến lợi. Bố hỏi con đã xảy ra chuyện gì, Mạc Vấn Thiên hỏi lại, giọng nói có chút lạnh lùng. Mạc Thiếu Dương nghênh ngang kiêu ngạo nói, con chỉ mắng hắn vài lần, bảo hắn là một thằng lính thối tha, bố, cái loại đi lính thối tha này vốn dĩ không phải nên mắng sao, con mắng hắn vài câu thì có làm sao, hắn còn vênh mặt đánh con, đệt mẹ nó chứ. Bố, giúp con xử hắn, giết hắn, sau đó, gọi người tới quăng hắn ra đi. Vẻ mặt Diêm Mộng cực kỳ khó coi, giờ đây đã thật sự không có ai có thể cứu Trần Bát Hoang nữa rồi. Có lẽ, còn liên lụy đến cô ta nữa ấy chứ. Khốn kiếp, Trần Bát Hoang chết tiệt. Xong, trong lúc cô ta đang lo lắng, tức giận, sợ hãi thì một cảnh khiến người ta bất ngờ chợt xuất hiện. Tống Ngữ Yên vội vàng bước tới từ xa, rồi đi đến trước mặt Trần Bát Hoang, lo lắng hỏi, anh, không sao chứ? Là một người phụ nữ, Diêm Mộng rõ ràng thấy được tình yêu trong ánh mắt của Tống Ngữ Yên. Tuy tình cảm ấy rất nhạt, nhưng vẫn bị cô ta nhận ra. Không thể nào. Một người đẹp như Hạ Thiên Tuyết thôi Diêm Mộng còn có thể hiểu được, dù sao cô ấy cũng là gái làng chơi, thấy cái mình thích là thèm và chẳng thèm để ý tới gì khác. Nhưng, Tống Ngữ Yên lại khác, cô ấy không những khó gặp được, vẻ ngoài còn có thể sánh bằng những idol, lại là chủ tịch tập đoàn Dược Thiên Vũ. Lạnh lùng, xinh đẹp, thanh cao như Quảng Hàn Thiên Tử, đây là những cụm từ dùng để hình dung cô ấy. Một người phụ nữ như vậy, sao lại có tình cảm với Trần Bát Hoang? Thế nhưng, đây chưa phải tất cả, đằng sau còn có Quan Hổ, ông ta như lửa cháy đến mông, mặt mày lo lắng bước tới, kính cẩn hỏi, cậu Trần, cậu sao rồi, là ai chọc cậu, tôi sẽ đuổi cổ gã đi ngay. Rất dễ thấy trong mắt Quan Hổ có nét sợ hãi. Ông ta chính là người đại diện cho Trương Thiên Dương đó. Ông ta đang sợ gì chứ? Một loạt cảnh tượng ấy khiến Diêm Mộng hết sức kinh ngạc, cô ta có nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao lại thế. Thực tế, dù là Quan Hổ hay Tống Ngữ Yên thì đều không lo Trần Đức sẽ xảy ra chuyện, cái thật sự khiến họ lo lắng là Trần Đức sẽ gây chuyện. Nếu anh định gây chuyện trong một trường hợp long trọng như hôm nay thì sẽ rắc rối to. Còn tên Mạc Thiếu Dương kia, con dán ở đâu ra vậy? Chỉ với hắn ta thì có thể đụng đến một sợi lông của cậu Trần chắc. Chát! Trong lúc Diêm Mộng đang suy nghĩ thì bỗng vang lên một tiếng tát tai, Mạc Vấn Thiên tát một phát lên mặt Mạc Thiếu Dương. Bố, sao bố, Mạc Thiếu Dương ngơ ngác. Một cái tát ấy không chỉ đánh cho Mạc Thiếu Dương ngẩn ngơ mà Diêm Mộng, bản thân của cô ta và Lục Tầm Dạ cũng ngơ ngác. Đây rốt cuộc là sao? Chát! Mạc Thiếu Dương còn chưa nói xong, Mạc Vấn Thiên lại tát thêm một cái, thở hổn hển nói, Mạc Thiếu Dương, mày giỏi rồi chứ gì? Dám sỉ nhục cậu Trần ư? Mạc Vấn Thiên nhéo lỗ tai Mạc Thiếu Dương, kéo hắn ta đến trước mặt Trần Đức, quỳ xuống, xin lỗi cậu Trần đi. Bố nói gì vậy? Mạc Thiếu Dương sợ ngây người, mặt mày ngơ ngác, trên má nóng rát. Hắn ta ngỡ mình nghe nhầm, bố bảo con, quỳ xuống, xin lỗi hắn. Má nó! Trong lòng Mạc Vấn Thiên sợ muốn chết, đến lúc này rồi còn hỏi cái gì nữa? Ông ta không nhịn nổi đá vào đùi Mạc Thiếu Dương, quát, mau quỳ xuống cho tao. Tiếng quát ấy khiến mọi người giật bắn mình, Mạc Thiếu Dương thì lập tức quỳ xuống đất. Bố, tại sao, Mạc Thiếu Dương khó hiểu hỏi. Hắn ta đường đường là Mạc Thiếu Dương, tại sao phải quỳ xuống trước mặt một tên vệ sĩ chứ? Sắc mặt Mạc Vấn Thiên khó coi đến mức phát ra nước, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khẽ cắn môi, tự mình trầm giọng nói với Trần Đức một cách hết sức chân thành. Cậu Trần, là thằng oát nhà tôi không hiểu chuyện, mong cậu rộng lượng đừng chấp con nít con nôi. Tôi thay thằng oát này xin lỗi cậu rất nhiều. Mạc Vấn Thiên vừa nói vừa cúi gập đầu về phía Trần Đức. Có thể thấy được cơ thể ông ta đang run rẩy vì sợ hãi. Ông ta dốc sức làm việc bao nhiêu năm mới đi được tới vị trí như ngày hôm nay, nên thật sự không muốn vì thằng con trời đánh mà mất hết mọi thứ. Quan trọng nhất là mấy năm nay, ông ta đã làm một số chuyện, mà sau khi Tống Ngữ Yên lên làm chủ tịch mới của tập đoàn Dược Thiên Vũ vẫn nhắm một mắt, mở một mắt. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu muốn làm cho ra lẽ thì ông ta sẽ phải ngồi tù. Mà Trần Bát Hoang hoàn toàn có thể điều tra ra ông ta. Đây mới là lý do ông ta sợ hãi. Quan Hổ dò hỏi, Tống Ngữ Yên lo lắng, Mạc Vấn Thiên lo sợ,
cảnh tượng ấy đã được mấy người Mạc Thiếu Dương, Lục Tầm Dạ, Diêm Mộng, Nhan Tiểu Sa thu hết vào đáy mắt. Giờ phút này, Mạc Thiếu Dương có ngu thì cũng hiểu được một điều, Trần Bát Hoang không phải người hắn ta có thể chọc vào. Sắc mặt đám người Lục Tầm Dạ cũng hết sức phức tạp. Mạc Thiếu Dương đã cho họ thấy ảnh của Tống Ngữ Yên và luôn than thở cô ấy là một mỹ nhân tuyệt sắc. Còn Quan Hổ lại là người đại diện của Trương Thiên Dương. Thế nên, đương nhiên là họ đều biết cả hai. Quyền cao chức trọng, dầu nứt đổ vách. Câu ấy là dùng để chỉ loại người như họ. Mà hai người lại thân thiết với Trần Bát Hoang như thế. Tại sao chứ? Chẳng phải Trần Bát Hoang chỉ là một tên vệ sĩ thôi sao? Tình hình trước mặt khiến đám Lục Tầm Dạ không nhịn nổi dùng mình. Dù có ngớ ngẩn thì họ cũng nhận ra được Trần Đức là một người không bình thường. Hay có thể nói, dù anh ta có là người bình thường thì có hai cái ô dù như Quan Hổ và Tống Ngữ Yên, cũng đã đủ để đè bẹp bọn họ. Bất kể là Nhan Tiểu Sa, Trần Ngọc Đình hay Lục Tầm Dạ thì không ai là không sợ cả. Họ đã từng chế giễu Trần Bát Hoang, nên lo anh sẽ lợi dụng cơ hội này để trả thù. So với Mạc Thiếu Dương thì họ chẳng là gì cả, nếu Trần Đức mà trả thù, chắc chắn họ sẽ xong đời. Ba người nghĩ vậy thì toát mồ hôi lạnh, trong lòng lo lắng không thôi. Diêm Mộng đứng cạnh cũng vô cùng kinh ngạc, khách trọ nhà cô ta có thân phận cao như vậy luôn. Tại sao anh ta không nói sớm? Nếu nói sớm thì sao sẽ có chuyện như giờ xảy ra? Diêm Mộng vừa kinh ngạc vừa có hơi tức giận và ức chế, có cần phải giả vờ vậy không? Lẽ nào giả bộ như thế trước mặt cô ta thì cảm thấy hơn người lắm hả? Hừ, so với chú hề kia thì anh là cái thá gì chứ? Trong lòng Diêm Mộng nghĩ thế bèn cảm thấy hết sức tủi thân, hoàn toàn vứt chuyện Trần Bát Hoang nói anh đến bán đấu giá bức tranh ra sau đầu. Diêm Mộng chỉ tủi thân, còn nhân vật chính như Mạc Thiếu Dương thì không những ức chế còn sợ hãi và lo lắng muốn chết. Mạc Thiếu Dương khác Diêm Mộng, hắn ta vẫn nhớ trước đó Trần Bát Hoang đã từng nói qua câu ấy. Ngay từ đầu, Trần Bát Hoang đã lộ ra thân phận cao quý của mình, chỉ là họ không muốn tin thôi. Mạc Thiếu Dương trông thì như một cậu ấm quần áo lụa là, nhưng thực tế cũng không phải thằng ngu. Trong lòng hắn ta biết rõ bố mình là loại người nào. Trước giờ, Mạc Vấn Thiên vẫn luôn bao che cho mình. Mà lần này, rõ ràng hắn ta đã chọc vào người không thể chọc. Không những là hắn ta, mà dù là toàn bộ nhà họ Mạc cũng không thể chọc vào. Trần Bát Hoang một vệ sĩ nho nhỏ lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Mạc Vấn Thiên cúi đầu một lúc lâu, Trần Đức mới nhàn nhạt mở miệng, tôi nói rồi, lần đầu với lần thứ hai có thể tha chứ không có lần thứ ba. Nếu có lần thứ ba thì tự gánh lấy hậu quả, cậu còn nhớ không? Nhớ chứ, anh Trần ơi, tôi sai rồi, xin lỗi anh nhiều lắm. Do tôi có mắt như mù, không nên đắc tội anh, giọng nói lạnh nhạt ấy khiến Mạc Thiếu Dương vô cùng sợ hãi. Hắn ta biết, nếu giờ Trần Bát Hoang ra tay thì không có ai có thể giúp mình. Dù là bố cũng không thể. Nếu nhớ, vậy bẻ gãy một bàn tay đi, Trần Đức lạnh nhạt nói, rồi quay sang Mạc Vấn Thiên bảo, con của ông thì ông tự mình dậy đi. Cái gì, anh Trần, đừng mà, cầu xin anh đừng. Mạc Thiếu Dương định van xin, nhưng Mạc Vấn Thiên lại tát cho một phát, gào cái gì mà gào, còn không cảm ơn cậu Trần. Cảm ơn. Lục Tầm Dạ đứng cạnh ngây người. Rốt cuộc, Trần Bát Hoang có lai lịch gì mà có thể khiến Mạc Thiếu Dương gãy một bàn tay, và lại bố của hắn ta còn phải cảm ơn. Vốn dĩ, Mạc Thiếu Dương còn muốn cầu xin tha thứ, song khi thấy Mạc Vấn Thiên nói vậy, lập tức không dám hó hé, nghẹn ngào nói, cảm ơn anh Trần đã giơ cao đánh khẽ. Hừ, thứ ăn hại. Mạc Vấn Thiên nắm lấy bàn tay của Mạc Thiếu Dương, dùng sức vặn một cái. Rắc, một tiếng gãy xương vang lên. Sắc mặt Mạc Thiếu Dương lập tức trắng bệch, rồi hét lên thảm thiết như bị thọc tiết heo. Mạc Vấn Thiên bịt miệng hắn ta lại, mẹ nó mày nhỏ giọng lại cho tao. Mạc Vấn Thiên thật sự không muốn khiến nhiều người chú ý đến tình hình bên này nữa, dằn nỗi xót xa vào lòng, mặc Mạc Thiếu Dương giãy giụa, nhưng vẫn không bỏ tay ra. Mãi một lúc lâu sau, tiếng hét của Mạc Thiếu Dương nhỏ lại, ông ta mới thả ra. Mà Trần Đức, Quan Hổ, Tống Ngữ Yên đã rời đi. Tại sao, rốt cuộc thì hắn là ai? Mạc Thiếu Dương nhìn bóng lưng của họ, trong mắt tràn ngập vẻ khó hiểu, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cậu ta là ai không phải là điều chúng ta có thể quan tâm, càng không phải người con có thể biết được. Con chỉ cần biết, con không thể chọc vào cậu ta.
Dù là nhà họ Mạc chúng ta cũng không thể chọc vào cậu ta, hiểu không? Vẻ mặt Mạc Vấn Thiên Trần đầy nghiêm túc nói, sau này thấy cậu ta thì con phải kính trọng chút, nếu không thì con đừng làm con trai của bố nữa. Bố, con hiểu rồi, không có lần sau đâu, sẽ chẳng còn lần nào nữa đâu ạ. Hừ, biết thế là tốt, tay còn đau không? Đau. Con đừng tham gia buổi đấu giá này, bố sẽ gọi người đến đón con, trở về bó xương đi. Mạc Vấn Thiên thở dài, xoay người đi, chạy theo đám quan hổ. Tay Mạc Thiếu Dương rất đau, sau khi Mạc Vấn Thiên gọi phục vụ tới nâng bèn nghẹn ngào rời đi, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến đám Lục Tầm Dạ, Diêm Mộng và bản thân của cô ta. Mấy người Diêm Mộng đứng tại chỗ, lòng đầy phức tạp, mỗi người một suy nghĩ. Thậm chí còn có chút cô đơn và hối hận. Đương nhiên là họ cũng nghe thấy lời nói của Mạc Vấn Thiên. Họ đến xem buổi đấu giá ở trung tâm thế kỷ là để làm quen với nhiều ông lớn, tìm kiếm một tiền đồ rộng mở. Ai ngờ, ông lớn lớn nhất lại ở ngay bên cạnh họ. Nhưng họ lại mắt chó không thấy Thái Sơn, không để ý, quý trọng, mà còn chế giễu người ta. Nếu lúc trước họ không khinh bỉ, không mắt để lên đầu mà đối xử tốt với Trần Bát Hoang thì không biết giờ đây sẽ có kết quả khác không. Bốn người ngồi vào vị trí của mình, im lặng không ai nói chuyện. Diêm Mộng lấy cuốn sổ trong lòng ra, mở nó ra rồi tiếp tục vẽ bức tranh chú hề chưa kịp hoàn thành kia. Cô ta nhớ lại tối hôm đó, nghiêm túc vẽ. Chỉ có vậy mới lu mờ được sự ảnh hưởng của Trần Bát Hoang mang đến cho cô ta. Cậu Trần, cảm ơn cậu đã giơ cao đánh khẽ, Mạc Vấn Thiên dạy bảo xong Mạc Thiếu Dương bèn đuổi theo ba người quan hổ, tự mình cảm ơn Trần Đức. Câu cảm ơn ấy cũng không phải nói cho có, mà là thật lòng thật dạ cảm ơn. Bởi vì ông ta biết quá trình hai anh em Tống Thiên Long và Tống Thiên Hổ bị đuổi khỏi nhà họ Tống, nên hiểu rất rõ người thanh niên trước mặt có bao nhiêu bản lĩnh. Thế nên, sự trừng phạt của Trần Bát Hoang với Mạc Thiếu Dương vào lúc này đã rất rất nhẹ rồi. Thậm chí, anh còn không có tự mình ra tay. Nếu mà để anh tự mình ra tay thì tay con ông ta sẽ không thể khôi phục như ban đầu được nữa. Thậm chí, không chỉ đơn giản là gãy một bàn tay. Khỏi, muốn cảm ơn thì cảm ơn Ngữ Yên đi, dù là Mạc Thiếu Dương hay Mạc Vấn Thiên thì Trần Đức cũng chẳng có hứng thú, nên thuận nước đẩy thuyền đưa ân tình này cho Tống Ngữ Yên. Giám đốc Mạc, ông về trước nghỉ ngơi rồi chăm sóc cho con trai mình đi, không chờ Mạc Vấn Thiên nói chuyện, Tống Ngữ Yên đã mở miệng trước, yên tâm, ông là cấp dưới đắc lực do bố tôi để lại nên mọi thứ của ông sẽ không vì sự vô tri và ngông cuồng của con trai mình mà mất đi. Cảm ơn Chủ tịch Tống. Giọng nói lạnh lùng ấy của Tống Ngữ Yên lại giống một dòng nước ấm, cuối cùng trái tim của Mạc Vấn Thiên cũng yên ổn trở lại. Ban đầu, ông ta có hơi khó chịu khi cô ấy nhận lấy chức chủ tịch, nhưng lúc này, cảm giác không phục ấy lập tức biến mất sạch, chỉ còn lại sự biết ơn vô cùng vô tận. Ông ta quyết định sau này phải làm việc cho Tống Ngữ Yên. Ừ, đi đi. Tống Ngữ Yên xua tay, mặt mày vẫn lạnh nhạt như cũ. Xoay người đuổi theo bước chân của Quan Hổ và Trần Đức. Cậu Trần, cảm ơn tấm lòng vị tha của cậu, Quan Hổ thở phào, giờ mà vẫn còn có chút sợ, may là cậu Trần không nổi giận thật, không thì tập đoàn Thiên Dương sẽ rất khó xử trong trường hợp này. Khỏi, Trần Đức làm việc đương nhiên biết nặng nhẹ, cũng biết Quan Hổ cảm ơn anh cái gì. Anh bỏ qua vấn đề này, hỏi, hai người tới tìm tôi có gì không? Ây, cậu coi đầu óc tôi này, đúng là có chuyện. Mà chuyện này thì cần phải báo cho cậu Trần một tiếng. Quan Hổ dừng một lát rồi nói, hôm nay, người nhà họ Hồ cũng tới tham gia buổi đấu giá. Ban nãy, tôi và cô Tống đã gặp họ, xem thái độ của họ thì hình như không thân thiện gì với cậu và cô Tống cho lắm. Nhà họ Hồ, Trần Đức hỏi, ai? Anh còn nhớ Hồ Thái Huyền người đã chết lần trước không? Đó là gia tộc sau lưng ông ta, Tống Ngữ Yên tiếp lời, hồi đó, khi nhà họ Hàn còn... Tôi đã đổ việc Hồ Thái Huyền chết lên đầu họ. Thực tế, với bản lĩnh của nhà họ Hồ thì có thể biết được sự thật và cả quá trình một cách hết sức dễ dàng. Nhưng, tôi có chút quan hệ với nhà họ Hàn nên khi họ biết sự thật cũng không dám làm gì. Giờ ai cũng biết nhà họ Hàn đã bị tiêu diệt, nên họ không ngồi yên nổi nữa, định tới đòi công bằng cho Hồ Thái Huyền. Tống Ngữ Yên cười nhạt, mặt mày vẫn lạnh tanh, giống như đang nói một chuyện không liên quan đến mình vậy. Ồ. Đòi công bằng gì, Trần Đức tò mò hỏi. Họ nói là, Tống Ngữ Yên trần trừ một lát, cuối cùng vẫn nói muốn tôi, muốn, mạng của anh. Kiêu ngạo ghê, bà xã,
em chuẩn bị làm sao giờ? Trần Đức cười khẽ hỏi Tống Ngữ Yên. Bà xã, Quan Hổ giật mình. Tống Ngữ Yên và cậu Trần là quan hệ vợ chồng ư? Quan Hổ nghe thấy xưng hô ấy, ban đầu có hơi kinh ngạc, sau đó chợt hiểu ra, chẳng trách cậu Trần lại giúp nhà họ Tống nhiều như vậy. Ai là vợ anh? Tống Ngữ Yên hừ lạnh, không phục nói, nhà họ Hồ muốn tới thì tôi đây tiếp là được. Chút bướng bỉnh không phục ấy ánh vào đáy mắt Trần Đức khiến lòng anh hơi giật mình, lại nhớ tới người phụ nữ ở sâu trong nội tâm anh. Hồi đó, khi đối mặt với kẻ địch, cô ấy cũng từng kiên cường, bướng bỉnh như vậy. Trần Đức cười nói, yên tâm đi, anh đã đồng ý với bố sẽ bảo vệ em. Họ muốn giết anh cũng được thôi, nhưng muốn em thì anh sẽ không bao giờ đồng ý. Nhìn kìa, đó chẳng phải là Trần Bát Hoang sao? Đúng rồi, chính là anh ta, sao anh ta lại ở đây? Kia là Ngữ Yên Hoa Hậu giảng đường của chúng ta phải không? Đã bao lâu cô ấy không đến trường rồi nhỉ? Quan Hổ cũng ở chung với họ kìa. Lúc này, cách đó không xa có mấy người đang chỉ trỏ về phía Trần Đức. Có thể thấy họ cũng không phải ai khác mà chính là Lôi Long, Vương Hạo Minh và đám người ở câu lạc bộ võ thuật trong trường từng có xích mích với Trần Đức. Ngoài ra, còn có Trương Tử Đằng. Tử Đằng, sao anh ta lại ở cùng với người của bố cậu? Đúng thế, anh ta có tư cách gì chứ? Lôi Long và Vương Hạo Minh lúc trước từng bị Trần Đức dạy cho một bài học nên đương nhiên khó chịu. Không muốn chết thì bớt nói vài câu đi, ánh mắt Trương Tử Đằng lộ ra vẻ khó chịu và phức tạp, lạnh lùng nói, sau này bớt chọc anh ta đi, không thì chẳng có kết quả hay ho gì đâu. Mọi người giật mình, không dám nói gì nữa. Buổi đấu giá sắp bắt đầu, ngày càng có nhiều người đến. Trên đường, Trần Đức cũng gặp đám Liễu Thiên Thành, Chu Vân Tề đã quen trước đó. Họ đều chào hỏi anh. Trần Đức bị họ bao quanh ở giữa, giống như ong bu mật, có thể thấy được bọn họ đều có chút kính sợ Trần Đức. Cảnh tượng ấy lọt vào trong mắt đám Lục Tầm Dạ, Vương Hạo Minh, Nhan Tiểu Sa, Lôi Long, Tô An Khê khiến họ ước ao không thôi. Cùng lúc đó, trong lòng cũng hối hận muốn chết. Rõ ràng họ có cơ hội để quen thân với Trần Đức. Đáng tiếc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Rõ ràng là cùng tuổi, nhưng Trần Đức của lúc này lại không còn là người ở một tầng lớp với họ nữa. Họ vẫn nhớ rõ câu giới thiệu của Trần Đức khi bước lên bục vào lúc trước. Tôi tên Trần Đức, tự Bát Hoang. Giờ nghĩ lại vẫn thấy thổn thức không thôi. Trần Bát Hoang, anh đợi đó, tôi sẽ khiến anh trả một cái giá thật lớn vì lúc trước đã sỉ nhục tôi, trong họ. Chỉ có một người là siết chặt bàn tay trắng muốt, ánh mắt tràn ngập oán hận. Người này chính là Tô An Khê lúc trước là bạn cùng phòng kiêm bạn thân của Tống Ngữ Yên và Lâm Giao. Cô ả nói câu ấy cũng không phải là không có gì dựa vào, mà đã có lòng tin và nắm chắc. Sau mấy ngày không ngừng cố gắng, cô ả đã quyến rũ được một người đàn ông. Mà người đàn ông ấy chỉ tùy tiện nói một câu thôi là có thể khiến Trần Bát Hoang chết không chỗ chôn. Cậu Trần, cậu thấy đám người kia không? Quan Hổ đứng cạnh, chỉ vào hai bóng người ngồi ở ghế thứ 888 nói. Đó là một ông lão hơn 60 và một người đàn ông trung niên khoảng 40 mấy tuổi. Thấy Trần Đức nhìn sang, Quan Hổ mới nói tiếp, họ chính là người nhà họ Hồ, ông lão lớn tuổi kia là gia chủ hiện tại của họ. Còn người đàn ông trung niên kia, tôi từng nói chuyện với ông ta, nghe có vẻ như là người đến từ vùng khác. Thú vị! Trần Đức liếc hai người kia. Khóe miệng khẽ cong. Không ngờ nhà họ Hồ lại mời tới một võ giả. Như cảm giác được ánh mắt của Trần Đức, người đàn ông kia cũng ngẩng đầu nhìn về phía anh, khóe miệng cũng khẽ cong, mấp máy môi nói với anh. Cún con, mạng của cậu là của tôi. Người đàn ông dùng kỹ thuật đọc môi, từ vẻ mặt, ánh mắt, động tác của ông ta không có chút nào là không lộ ra vẻ khinh bỉ anh. Sắc mặt Quan Hổ lập tức sa sầm xuống, đương nhiên là ông ta cũng biết cái kỹ thuật đọc môi đơn giản ấy. Bèn trầm giọng nói. Cậu Trần, cậu chờ tôi một lát, tôi sẽ mời người kia ra ngoài ngay. Khỏi. Trần Đức xua tay, người kia là một võ giả, tạm thời cứ mặc ông ta. Võ giả. Quan Hổ ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ người đi theo gia chủ nhà họ Hồ lại là một võ giả. Ông ta cười khổ nói, xem ra vì muốn đối phó với cậu, nhà họ Hồ đã dốc hết vốn liếng. Trần Đức nhàn nhạt nói, cũng chẳng để ý mấy. Giờ anh chỉ mong buổi đấu giá mau bắt đầu để xem rốt cuộc thì Thanh Hà Thượng Đồ có giá bao nhiêu. Còn 30 giây nữa buổi đấu giá sẽ bắt đầu, mời các quý ông, quý bà nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Trong lúc đấu giá,
mong mọi người hãy im lặng, đừng tùy tiện đi lại. Nếu cần phục vụ, chỉ cần cầm lấy điện thoại trên bàn, gửi yêu cầu cho nhân viên là được, xin cảm ơn. Giữa thính phòng truyền đến hình ảnh đếm ngược cùng với sự nhắc nhở về quy định. Dưới lời nhắc nhở ấy, mỗi một ông lớn tham gia buổi đấu giá đều thôi không nói chuyện với nhau nữa, bắt đầu ngồi xuống. Quan Hổ ngồi ở bên cạnh Trần Đức. Hôm nay, ông ta sẽ thay Trương Thiên Dương tiếp đón Trần Đức. Buổi đấu giá sắp bắt đầu. Sau một tiếng nhắc nhở, ngọn đèn trong hội trường lập tức tối đi, cuối cùng phụt tắt, chìm trong bóng tối. Chưa đến 10 giây thì âm nhạc đã vang lên, trên đài, ngọn đèn bừng sáng, một điệu múa và tiếng hát bắt đầu cất lên, không khí lập tức trở nên sôi động. Thưa các vị lãnh đạo, các quý ông, quý bà. Chào mừng mọi người đến với buổi đấu giá lần thứ 17 tại Trung tâm Thế Kỷ. Tôi là Miêu Tiểu Thanh, người dẫn chương trình đêm nay. Sau điệu múa ấy, Miêu Tiểu Thanh mặc một chiếc sườn xám, tao nhã bước ra từ trong ánh đèn. Cô ấy vốn đã xinh đẹp, cộng thêm chiếc váy sườn xám mang đậm nét phương Đông lộ ra dáng người ma mị lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cô ấy quả thật là một người rất giỏi, chỉ đôi ba câu đã khiến bầu không khí trong hội trường sôi động lên. Bất kể là ông lớn trong giới kinh doanh hay chính phủ đều cảm thấy Miêu Tiểu Thanh rất khéo. Kế tiếp với Trần Đức thì lại có chút nhàm chán, dưới sự dẫn dắt của Miêu Tiểu Thanh, lần lượt mời bên tổ chức là Trương Thiên Dương và những ông lớn trong cơ quan nhà nước phát biểu, dưới đài vẫn vỗ tay liên tục. Cảm ơn màn phát biểu tuyệt vời của các vị lãnh đạo. Hôm nay, mục đích của mọi người tới đây là để mua đồ. Vậy thì tôi cũng không nhiều lời nữa, kế tiếp, xin mời vật phẩm đầu tiên của chúng ta. Miêu Tiểu Thanh vung bàn tay ngọc ngà lên, nhân viên phục vụ phía dưới lập tức bưng một bức tranh lên. Bức tranh ấy cũng không phải đồ cổ, mà là một tác phẩm hiện đại, vả lại, nét vẽ cũng khá non nớt mang tính trẻ con. Bức tranh này do một bạn nhỏ ở vùng núi vẽ, mấy tháng trước, chủ tịch của chúng tôi đi du dịch đến một vùng núi nghèo khó, thấy các bạn nhỏ ở đó đọc sách, đến trường trong điều kiện gian khổ. Ông ấy đến trường học thấy một bạn nhỏ đang vẽ tranh, bèn bỏ ra một số tiền lớn mua nó. Số tiền ấy dùng để xây dựng trường học, nhưng, vẫn là không đủ. Vì vậy, chủ tịch của chúng tôi hy vọng những ông lớn có địa vị xã hội có thể giúp những trẻ em nghèo vùng cao, đi ra vùng núi, thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Miêu Tiểu Thanh giới thiệu về lai lịch của bức tranh trước, sau đó trên màn hình chợt hiện lên một đoạn video. Trong thước phim ấy là cảnh trường học, nhà cửa hoàn toàn khác với những gì mọi người thấy, điều kiện rất cơ cực. Sau khi đoạn phim kết thúc, Miêu Tiểu Thanh mới nói tiếp. Hôm nay, nhân buổi đấu giá này, chủ tịch bèn lấy bức tranh kia ra đấu giá, mục đích không phải vì kiếm tiền mà chỉ vì làm từ thiện. Số tiền kiếm được sẽ được quyên góp cho vùng cao. Mức ra giá của ông ấy không cao, bước giá đầu tiên là 100.000 tệ. Nâng giá không thể thấp hơn 50.000. 100.000 tệ với các ông lớn giới kinh doanh thì hoàn toàn chẳng là gì, một quý bà giơ thẻ lên nói, 1 triệu. 1,5 triệu. Vì trẻ em vùng cao. Tập đoàn trang sức chúng tôi cũng sẽ góp chút sức, 5 triệu. Tiếng ra giá liên tục vang lên hết đợt này đến đợt khác. Đến vị trí như họ, có đôi khi tiền chỉ là mấy con số. Mà nó cũng đã không còn quan trọng là tên tuổi, tiếng tăm và tiền đồ. Buổi đấu giá hôm nay vô cùng long trọng, lại có những ông lớn trong cơ quan nhà nước, bỏ chút tiền thể hiện trước mặt họ cũng sẽ không thiệt. Cuối cùng. Bức tranh kia đã được bán với mức giá 9,8 triệu tệ. Trương Thiên Dương tự mình đứng dậy để cảm ơn, cũng tỏ vẻ chắc chắn sẽ đưa tiền đến vùng cao. Vật phẩm đầu tiên là đấu giá từ thiện, kế tiếp mới xem như chính thức bắt đầu. Đủ loại vật phẩm đáng giá muôn màu muôn vẻ như đồ cổ, tranh chữ, trang sức, kim cương, cái gì cũng có. Mỗi một thứ đều có giá cả vài triệu tệ, thậm chí có một lần Trần Đức còn kinh ngạc thấy một chiếc xe lăn được đẩy lên đài. Nghe nói là xe lăn công nghệ cao. Cuối cùng còn được bán với giá hơn 10 triệu tệ. Lâu lâu Trần Đức cũng ra giá với những món đồ kia để có chút không khí tham gia. Anh phát hiện, mỗi khi anh ra giá, gia chủ nhà họ Hồ kia sẽ nâng giá lên, cố tình chống lại anh. Xong, anh cũng chẳng thèm để ý, chỉ thuận tay ra giá mà thôi. Trước mắt, vẫn chưa có vật phẩm nào đủ để thu hút anh. Kế tiếp là một vật phẩm khá đặc biệt, xong, tuy nó đặc biệt. Nhưng chắc chắn đa số các vị ngồi đây sẽ thích. Miêu Tiểu Thanh cười tươi, sau đó, một bình rượu trông có chút lâu đời được bưng lên. Bình rượu ấy rất lớn, cần phải có hai người mới ôm được. Bình rượu này được đóng kín,
nó vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của Trần Đức. Cái mũi của anh nhạy hơn người thường rất nhiều, bình rượu ấy vừa xuất hiện thì anh đã ngửi được một mùi hương cực kỳ nồng đậm. Là rượu lâu đời. Miêu Tiểu Thanh giới thiệu. Đây là một bình rượu lâu đời do các thế hệ ông cha của một ông cụ để lại. Nó được đặt trong hầm và được bảo quản cẩn thận, có tuổi đời trăm năm. Vốn là một bình rượu đầy, hơn 50 lít, trải qua thời gian ủ rượu, bốc hơi, chỉ còn lại khoảng 1,5 lít. Rượu cả trăm năm luôn, chậc chậc, còn lớn tuổi hơn tôi nữa, Miêu Tiểu Thanh vừa nói xong, ở dưới đã có người cảm thán. Đúng thế, nó chắc chắn là rượu ngon. Cô Miêu này, mau nói giá khởi điểm đi, chúng tôi sốt hết cả ruột rồi đây này. Có người cảm thấy hứng thú với đồ cổ, tranh chữ, có người lại thích rượu. Rượu lâu năm vừa xuất hiện đã khiến rất nhiều người chú ý. Giá khởi điểm cũng không cao, chỉ 1 triệu tệ, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 500 ngàn tệ. Miêu Tiểu Thanh nói, vậy thì, mời các vị bắt đầu ra giá. 3 triệu tệ, 3,5 triệu tệ, 4 triệu tệ, 15 triệu tệ. Cô ấy vừa nói xong, giá rượu bắt đầu điên cuồng tăng lên, tiếng ra giá liên tục vang lên. Chưa đến 3 phút, bình rượu có giá 1 triệu tệ đã bị nâng lên hơn 4 triệu tệ. Có người trực tiếp nâng giá lên 15 triệu. 15 triệu tệ. Cái giá này khiến một số người trẻ tuổi phía sau thính phòng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ 1,5 lít rượu thôi mà. Có thể nói nó là giá trên trời luôn rồi. 15 triệu tệ đó, đa số người trên đời này có kiếm cả đời cũng chưa kiếm được nhiều như vậy. Mà ở đây, nó lại chỉ được dùng để mua 1,5 lít rượu đế. Đù, đúng là có tiền thì thích làm gì thì làm. Đúng thế. Trong hội trường vang lên từng tiếng xì xào bàn tán, ai ai cũng nhìn về phía người ra giá. Đó là một ông lão hơn 50 tuổi, có rất nhiều người biết ông ta. Ông ta tên là Điền Ngưu, tên rất quê mùa, nhưng lại là tỷ phú đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng tỷ phú ở thành phố Tần. Dưới tay ông ta là một tập đoàn xí nghiệp rượu, bản thân cũng có tiếng mê rượu. Chào mọi người, họ Điền, tôi cảm thấy rượu này rất khá, định mua về nếm thử, mong mọi người giơ cao đánh khẽ. Điền Ngưu trông khá là hiền lành, mặt đầy tươi cười nói. 15 triệu tệ 1,5 lít rượu với ông ta mà nói rất đáng giá. Dù sao, đây không chỉ là rượu bình thường, mà là rượu cả trăm năm. Với một người thích rượu thì đó là một sự hấp dẫn chí mạng. Dù giá có cao hơn một chút, ông ta cũng bằng lòng mua. Rượu ngon thì ai chẳng thích, giám đốc Điền này, rượu trăm năm mà ông đã muốn mua được chỉ với giá 15 triệu tệ ư. Cái này có chút không tốt lắm thì phải, một ông lão khác đứng dậy nói, tôi ra giá 20 triệu tệ. Người ra giá cũng là một doanh nhân, khoảng hơn 60 tuổi, trông rất nhanh nhẹn khỏe mạnh. Ông ta từng có xích mích với Điền Ngưu nên cố tình đứng dậy gây khó dễ. 30 triệu tệ. Ông ta vừa dứt lời, Điền Ngưu lập tức tăng giá. Lần này, Điền Ngưu nâng thẳng lên 10 triệu tệ. Giống như tiền trong mắt họ chỉ là giấy. Một số nhân sĩ tinh anh phía sau thính phòng tự thấy cũng đủ tiền, nhưng so với những người như Điền Ngưu thì vẫn rất nghèo, thầm cảm khái không thôi. Có người bị đả kích, có người lại thề phải cố gắng để đạt tới trình độ như họ. 35 triệu tệ, tên đối đầu với Điền Ngưu lại đủng đỉnh tăng giá. 40 triệu tệ, 45 triệu tệ, 50 triệu tệ. Hai người anh truy tôi đuổi, cạnh tranh liên tục, ra giá đã vượt qua giá trị của bình rượu trăm năm kia. Cũng vượt qua mức giá cao nhất do chuyên gia đoán. 80 triệu tệ. Trong hội trường bỗng vang lên một giọng nói mạnh mẽ, lần này người ra giá không phải Điền Ngưu, cũng chẳng phải tên đối đầu với ông ta, mà là ông chủ của trung tâm thế kỷ Trương Thiên Dương. Cái giá 80 triệu tệ vừa ra, cả hội trường lập tức im lặng. 80 triệu tệ 1,5 lít rượu. Nếu ở bên ngoài thì đó là điều có mơ cũng không dám nghĩ tới. Chắc hẳn chẳng bao lâu sau, bình rượu giá trên trời này sẽ lên báo. Bên ngoài, một số phóng viên, truyền thông đã bắt đầu soạn bài bằng tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị đăng chuyện này lên. Trương Thiên Dương bất ngờ ra giá, cả Điền Ngưu và tên kia cũng có hơi kinh ngạc. Trương Thiên Dương đứng dậy nói, hai ông bạn này, trước tiên, tôi phải nói câu xin lỗi đã. Tôi có một anh bạn cũng rất thích uống rượu, bình rượu này có 1,5 lít, đến lúc đó tôi sẽ dành ra nửa lít chia cho mỗi người một nửa. Mong hai người đừng tranh nữa, thế nào? Điền Ngưu im lặng, cuối cùng cũng từ bỏ việc ra giá. 80 triệu tệ, một con số trên trời. Tuy ông ta mê rượu,
nhưng cũng có vẻ không đáng. Huống chi, đó còn là Trương Thiên Dương tự mình ra giá. Và lại, đối phương cũng đồng ý chia cho mình một ít trước mặt mọi người. Về tình cảm, thể diện hay trường hợp thì bất cứ một loại nào trong ba mặt này, ông ta mà còn cố tranh nữa thì sẽ có vẻ không ổn. Thế nên, bấy giờ Điền Ngưu cũng nói, rượu ngon xứng kẻ mạnh, rượu này đi với Chủ tịch Trương thì quá tuyệt rồi. Nếu Chủ tịch Trương thích, thế tôi sẽ không tham gia cạnh tranh nữa, tùy ông quyết định vậy. Điền Ngưu từ bỏ, đối thủ của ông ta cũng hừ lạnh một tiếng, từ bỏ theo. Chỉ là quan hệ giữa hai người cũng càng trở nên gay gắt. Cảm ơn hai người, Trương Thiên Dương chắp tay với cả hai, sau đó ngồi xuống. Chủ tịch Trương thật là khí phách, thấy hai người tranh chấp gay gắt bèn dùng 80 triệu tệ chặn miệng họ, tự mình đứng ra giảng hòa, có một ông lớn cảm thán, Trương Thiên Dương có thể đi đến ngày hôm nay, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Đúng thế, không những giải quyết được xung đột trong hội trường, mà Điền Ngưu và tên kia còn phải bán cho Trương Thiên Dương một ân tình. Không hổ là Trương Thiên Dương. Người thông minh đã nhận ra ý nghĩa trong hành động đó của Trương Thiên Dương, mà đa số người ngồi sau thính phòng lại chỉ cảm thấy ông ta giàu nứt đổ vách. 80 triệu tệ, còn có ai ra giá nữa không ạ? Trên đài, Miêu Tiểu Thanh dựa theo quy trình hỏi 3 lần, sau đó dứt khoát chốt đơn. Bình rượu giá 1 triệu được bán với giá 80 triệu, cả quá trình có thể nói là mang đầy tính hề hước, dù là Trần Đức vốn định ra giá cũng không có cơ hội lên tiếng, mày đầy thất vọng. Cậu Trần đừng thất vọng, Quan Hổ nhận ra Trần Đức thất vọng, bèn kính cẩn cười nói, anh Dương biết cậu thích uống rượu nên trước khi buổi đấu giá bắt đầu đã nói nhất định phải mua được nó để tặng cho cậu. Hừ, vậy tôi cảm ơn trước nhé, trong lòng Trần Đức chợt cảm thấy ấm áp, Trương Thiên Dương quả là một người chu đáo. Cậu Trần không cần phải cảm ơn, nếu không có cậu, có lẽ anh Dương đã sớm, Quan Hổ cũng không nói tiếp, mà lái sang chuyện khác. Chỉ là không ngờ Điền Ngưu kia và đối thủ của ông ta lại nâng giá cao như vậy. Trải qua chút sóng gió ấy, lại có từng món đồ đáng giá xuất hiện. Tuy chúng rất có giá trị, nhưng cũng không có bị bán với giá hơn 80 triệu. Khoảng 10 phút sau, cuối cùng Miêu Tiểu Thanh cũng lộ ra vẻ phấn khích, nói, kế tiếp là một bức tranh, chắc hẳn mọi người ở đây đã nghe thấy tin tức này trước buổi đấu giá rồi đúng không ạ? Bức tranh này đã được 5 chuyên gia có tiếng kiểm tra. Thật sự là nét vẽ của danh họa Đường Dần thời Minh. Nó dài 90,3 cm, rộng 24 cm và chính là Thanh Hà Thượng Đồ. Thanh Hà Thượng Đồ. Bốn từ đó vừa xuất hiện, mọi người trong hội trường lập tức chấn động. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, họ đã nhận được tin sẽ có một bức tranh cổ vô giá được thêm vào. Bức tranh cổ này là tác phẩm cuối cùng của danh họa Đường Dần được lấy ra bán đấu giá trên thế giới. Giá trị của nó là không thể đong đếm được. Nhiều ông lớn tuổi tận 8-90 tuổi nhận được thiệp mời của buổi đấu giá, nhưng vì vấn đề sức khỏe nên không muốn tham gia cũng vì nó mà đến. Có thể nói, tuy bức tranh ấy không phải vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá, nhưng cũng chẳng kém cạnh gì. Nhiều nhân vật lớn vẫn không ra giá là vì đợi nó xuất hiện. Hai chuyên gia đồ cổ là Thạch Vân Sinh và Chu Quý Long cũng lộ ra ánh mắt phấn khích. Họ rất mong đợi cuối cùng bức tranh này sẽ có giá bao nhiêu. Trong sự mong đợi của mọi người, nhân viên công tác cẩn thận nâng bức Thanh Hà Thượng Đồ được bỏ trong tủ kính lên. Cùng lúc đó, trên màn hình cũng xuất hiện lên các bức quay chụp về các chi tiết, hoa văn một cách tỉ mỉ. Hình ảnh trông rất sống động, khéo léo điêu luyện, mỗi một chi tiết, hoa văn đều giống như đúc, tráng lệ khiến người ta cảm thán không thôi. Tiểu Thanh sẽ không giải thích nhiều về nét vẽ của danh họa Đường Dần nữa vì mọi người ở đây cũng biết rõ giá trị của nó rồi. Có thể nói, bức Thanh Hà Thượng Đồ này là bức cuối cùng được lấy ra để bán đấu giá trên thế giới, nên chắc trong lòng mọi người đều đã có một mức giá xứng đáng. Miêu Tiểu Thanh ngừng một chút rồi nói tiếp, mức giá khởi điểm rất thấp, 8 triệu tệ và mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu. Cuộc đấu giá Thanh Hà Thượng Đồ của Đường Dần chính thức bắt đầu. Thanh Hà Thượng Đồ vừa xuất hiện, Trần Đức đang có chút mệt mỏi lập tức phấn chấn. Nói sao nhỉ, bức tranh này do mình mang đến nên anh cũng hơi tò mò về giá trị của nó. Miêu Tiểu Thanh vừa nói xong, hội trường lập tức có người giơ thẻ. 10 triệu tệ, 20 triệu tệ, 30 triệu tệ. Tuy quy định mỗi lần nâng giá không được thấp hơn 1 triệu, nhưng tốc độ tăng giá trong hội trường lại bỏ xa con số ấy, hoàn toàn nhảy lên bằng cấp số 0. Chưa đến một phút, giá của nó đã vượt qua bình rượu trăm năm, đạt tới 89 triệu tệ.
mà giá còn không ngừng tăng lên. Những ông lớn trong giới kinh doanh ở thành phố Tần đều biết rõ giá trị của Thanh Hà Thượng Đồ. Trước đó, bức ngắm thác ở núi Lư của Đường Dần đã có giá 3,6 tỷ. Mà Thanh Hà Thượng Đồ chỉ ngắn hơn nó 33 cm. Tuy ngắn hơn 33 cm, nhưng nét tinh tế của hoa văn bên trên cùng mức độ hoàn mỹ, nguyên vẹn của nó lại vượt xa bức ngắm thác ở núi Lư. Thế nên, ai cũng hiểu được giá trị của nó. Trong hội trường trông thì có vẻ chỉ có những ông lớn trong thành phố Tần, nhưng thực ra đã có một số người liên lạc với các tỷ phú trên thế giới để chào hàng bức tranh này, sau đó ra giá thay họ. 100 triệu tệ. Cuối cùng, Thạch Vân Sinh cũng ra tay, phá hủy mức giá thấp chục triệu, nâng giá lên 100 triệu. Cái giá này vừa xuất hiện, cả thính phòng lẫn đám phóng viên đều sợ ngây người. Trời ơi! 100 triệu tệ! Mà nó còn chỉ là một bức tranh thôi. Bọn họ thật sự không thể tin nổi một bức tranh cổ lại có thể có được mức giá ấy. Song, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Mức giá 100 triệu ấy cũng không thể ngăn được mọi người. Kế tiếp, đã có người ra 150 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 400 triệu. Mức giá tăng lên liên tục khiến người ta như muốn chết lặng, cứ thấy họ không phải đang bỏ tiền thật ra mà chỉ là những đồng tiền trong trò chơi. Bấy giờ, Thạch Vân Sinh lại ra tay tiếp, nâng mức giá lên 1 tỷ. 1,5 tỷ. Thạch Vân Sinh vừa nói xong, một gã đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bỗng giơ thẻ lên, nâng giá lên 500 triệu. Đù, ông ta là ai vậy? Ác ghê. Nâng hẳn lên 500 triệu, trâu bò thật. Mọi người nhìn về phía người ra giá, vốn tưởng rằng là ông lớn nào đó, ai ngờ lại là một gương mặt xa lạ chưa từng nghe nói tới. Có điều, nhiều người lại nhận ra người bên cạnh ông ta là gia chủ nhà họ Hồ, Hồ Thái Minh. Xem ra là đi cùng với Hồ Thái Minh, có người thấy ông ta nói chuyện với gia chủ nhà họ Hồ bèn nghĩ vậy. Ông ta cũng có hứng thú với Thanh Hà Thượng Đồ ư, đương nhiên Trần Đức cũng thấy tên võ giả kia ra giá, anh cũng không im hơi lặng tiếng nữa, trực tiếp giơ thẻ lên. 2 tỷ. Xì xào. 2 tỷ vừa ra, hội trường lập tức ồ lên. Lại nâng hẳn lên 500 triệu. Cũng điên cuồng ghê. Phải biết rằng, đây không phải là 5 tệ hay 50 ngàn tệ, mà là 500 triệu tệ đó. Có lẽ 10 đời của một người bình thường cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy nữa là. Đặc biệt là khi mọi người thấy người ra giá là một chàng trai trẻ thì lại kinh ngạc không thôi, nghĩ bụng chắc lại là cậu ấm của gia tộc nào đó rồi. Tên kia, dầu vậy ư, Lục Tầm Dạ ở phía sau thính phòng kinh ngạc đến ngây người. 2 tỷ. Ai có thể nghĩ tới một tên vệ sĩ cũng dám ra 2 tỷ. Mộng Mộng, có thể, giới thiệu anh ta với tớ không, Nhan Tiểu Sa để sát vào Diêm Mộng nhỏ giọng nói. Tớ cũng muốn làm quen đàng hoàng lại với anh ta lần nữa, Trần Ngọc Đình cũng nói. Đúng vậy, Diêm Mộng, cậu hại chúng tớ thảm lắm luôn, còn nói anh ta là vệ sĩ gì đó. Này mà giống vệ sĩ ư, Lục Tầm Dạ oán giận nói, chuyện này đều tại cậu hết. Tớ, Diêm Mộng đang vẽ trên cuốn nhật ký thì nghe thấy lời cầu xin của hai người bạn thân và tiếng oán giận của Lục Tầm Dạ, tâm trạng lập tức trở nên càng phức tạp. Cô ta định nói gì đó, cuối cùng lại thôi, im lặng cầm bút vẽ chú hề. Đám người của Đại học Kinh doanh cũng cảm thán không thôi, giờ Trần Bát Hoang đã thật sự thoát khỏi tầng lớp của họ, cùng ngồi cùng ăn với bậc cha chú của mình. Mọi thứ giống như đang mơ, khiến người ta không tài nào tin nổi, song lại phải tin. Tô An Khê nghiến răng nghiến lợi, thấy Trần Đức sống tốt, cô ả lại càng khó chịu, đợi mình gả gẫm được người đàn ông kia thì chắc chắn sẽ trả thù. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ khiến anh quỳ xuống, phe phẩy cái đuôi giống một con chó, cầu xin tôi tha thứ cho mình. 2,5 tỷ. Người đàn ông trung niên kia không hề để cho người khác có cơ hội ra giá, Trần Đức vừa nói xong, ông ta đã giơ thẻ lên. Chế diễu, người trẻ tuổi thì phải khiêm tốn thút, đừng phá cổ quá. Hơn 2 tỷ rồi, phải suy nghĩ mình có lấy ra được không đã nhé. 3 tỷ. Trần Đức không đáp, lại nhàn nhạt giơ thẻ lên, trực tiếp tăng thêm 500 triệu. Gần như không hề do dự chút nào. 3 tỷ. Ngay sau khi mức giá này được đưa ra, một số ông trùm kinh doanh vốn muốn tham gia cuộc cạnh tranh liền gạt bỏ suy nghĩ, mặc dù Thanh Hà Thượng Đồ rất có giá trị. Nhưng 3 tỷ cũng không phải là một số tiền nhỏ. Hơn nữa, bọn họ còn phải giữ lại một ít tiền để đấu giá vật phẩm cuối cùng. Tôi cũng tham gia góp vui một chút, đúng lúc này, một giọng nói dễ nghe vang lên, Tống Ngữ Yên giơ tấm biển lên, 3,2 tỷ.
Đại sư Khổng, giá được nâng lên quá cao khiến Hồ Thái Minh không thể ngồi yên, đành phải nhắc nhở, tiền mặt mang theo trong thẻ của chúng ta không nhiều, vật phẩm cuối cùng còn chưa xuất hiện. Tôi tự có chừng mực. Khổng Hoàng Nghĩa lãnh đạm nói một câu, rồi giơ tấm biển lên, 3,5 tỷ. Khóe miệng Hồ Thái Minh co giật, nhưng cũng không dám nói thêm. Còn 100 triệu nữa, chỉ 100 triệu nữa thôi là bằng giá của Lư Sơn Quan Bạo Đồ rồi. Có thể đột phá lên giá cao mới không? Trong hội trường vang lên tiếng xì xào bàn tán, rất mong chờ có người tăng giá thêm lần nữa. Xong, sau khi Tống Ngữ Yên giơ tấm biển giá 3,2 tỷ lên thì liền ngồi xuống. 3,5 tỷ, cái giá này cơ bản đã đạt tới giới hạn. Nếu còn lên giá tiếp nữa thì sẽ nằm ngoài phạm vi giá trị của nó. Trần Đức cười nói với Khổng Hoàng Nghĩa, vị bằng hữu này quả nhiên là thổ hào, ông nói đúng. Tuổi còn trẻ thì nên khiêm tốn một chút, bức tranh này vốn dĩ là của tôi chỉ là tiện tay ra giá mà thôi, nếu ông thích thì cứ lấy đi. Sau khi Trần Đức hờ hững nói xong câu này, anh liền ngồi xuống, vẻ mặt thoải mái, không nói thêm lời nào. Cái gì? Bức tranh đó là của hắn. Hắn đây là cố ý bẫy người khác. Cũng không có quy định nào nói là không thể tự mình ra giá, đây chỉ là thủ đoạn tăng giá hợp lý mà thôi. Bức tranh đó, nói thật. Giá thị trường chỉ khoảng 3 tỷ, người đó bị lừa mất 500 triệu. Một ông trùm kinh doanh tinh ý nói, người thanh niên đó cố tình làm vậy, tôi đã để ý thanh niên đó từ lâu. Mỗi lần cậu ta ra giá, Hồ Thái Minh và người đàn ông trung niên kia sẽ nâng giá lên theo, giữa hai người kia chắc chắn có ân oán gì đó. Đúng vậy, tôi cũng để ý, Hồ Thái Minh, lần này bị lừa không ít nhỉ. Trần Đức vừa dứt lời. Nhiều nhân tài có mặt ở đây mới sực tỉnh lại sau cuộc nâng giá vùn vụt, bắt đầu phán đoán giá cả thị trường thực của bức tranh kia, dần dần nổi lên một cuộc thảo luận. Chỉ cần quan sát tỉ mỉ và cẩn thận thì sẽ nhận thấy sự tồn tại của Trần Đức. Dù sao, vị trí của anh cũng là vị trí đẹp nhất trong hội trường này, ngồi bên cạnh anh là người phát ngôn của Trương Thiên Dương. Cho nên, những người chú ý đến anh cũng tự nhiên nhận ra là thanh niên này ắt hẳn có ân oán với người đi cùng Hồ Thái Minh. Trần Bát Hoang, mày được lắm. Sắc mặt Khổng Hoàng Nghĩa trông cực kỳ u ám. Ông ta ngồi ở trên ghế không nói lời nào, tay vịn bằng thép nằm trong lòng bàn tay đã bị ông ta bóp méo, biến dạng. Bên cạnh, Hồ Thái Minh hoảng hồn khiếp vía, vốn dĩ ông ta muốn nói vài câu, nhưng cuối cùng vẫn chọn ngoan ngoãn im lặng. 3,5 tỷ, còn ai lên giá không? Miêu Tiểu Thanh đứng trên sân khấu cười ha ha hỏi. Sau khi xác nhận không có ai tăng giá, cô liền gõ búa, giọng điệu có chút mỉa mai nói, chúc mừng quý ông này đã đấu giá thành công bức Thanh Hà Thượng Đồ với giá 3,5 tỷ. Từ bây giờ trở đi, ông sẽ là chủ nhân thực sự của bức tranh này. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khắp khán đài, sắc mặt của Khổng Hoàng Nghĩa ngày càng trở nên cực kỳ khó coi, tay vịn đã biến dạng đến mức không thể biến dạng hơn, ông ta trầm giọng nói, chó chết, mày chết chắc rồi. Khổng Hoàng Nghĩa là một võ giả, ông ta không hề coi trọng tiền bạc. 500 triệu chẳng là cái gì cả. Quan trọng nhất là ông ta đã bị mất mặt trước nhiều người như vậy, ở đây còn có rất nhiều ông trùm kinh doanh của thành phố Tần, thậm chí ông ta còn nghe thấy có người mắng ông ta là đồ ngu. Bị mất mặt như vậy, cục tức này quả thực là không nuốt trôi được. Sau khi đấu giá xong bức Thanh Hà Thượng Đồ với giá 3,5 tỷ, mặc dù những vật phẩm tiếp theo cũng rất có giá trị, nhưng không có vật gì bùng nổ. Trần Đức vốn dĩ muốn rời đi trước khi kết thúc. Nhưng đúng lúc này, một viên đá màu đỏ tía được đưa lên sân khấu, viên đá to bằng nắm tay và trong suốt như pha lê. Đó là, linh thạch. Viên đá này vừa xuất hiện, Trần Đức lập tức lấy lại tinh thần, anh có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong nó ẩn chứa một luồng linh lực mạnh mẽ thuần khiết, cảm giác này rất giống với linh thạch được đề cập trong sách. Đây là vật bắt buộc phải chuẩn bị để tu luyện, dùng nó có thể đẩy nhanh tốc độ thăng cấp rất nhiều. Trong viên đá này có một loại khoáng vật đặc biệt được lai tạo bên trong, thuộc loại cực kỳ quý hiếm. Nó được cắt ra từ ngọc phỉ thúy thô. Ngay cả những chuyên gia giám định bảo vật của chúng tôi cũng không dám khẳng định đó là vật gì. Vì vậy, để không bỏ lỡ bảo vật, chúng tôi đã đưa nó vào buổi đấu giá. Miêu Tiểu Thanh chậm rãi giới thiệu. Đồng thời đây cũng là vật phẩm đặc biệt nhất trong buổi đấu giá hôm nay. Giá khởi điểm chỉ 100.000 tệ. Mỗi lần tăng giá không được dưới 50.000 tệ. Không biết là vật gì, thì là đá thôi chứ là gì. Đúng thế, đưa một viên đá lên đấu giá, thực sự là quá nực cười.
có điều viên đá đó cũng khá đẹp đấy. Nói không chừng là bảo vật gì thì sao? Có bảo vật gì mà chuyên gia giám định bảo vật không thể xác định được? Miêu Tiểu Thanh giới thiệu rất khéo léo, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây không ngốc, bọn họ có thể trực tiếp nghe được hàm ý trong đó, nói một cách đơn giản là không biết vật này là gì, có thể là một viên đá bình thường, cũng có thể là một bảo vật. Nhưng, khả năng là bảo vật không lớn. Dù giá khởi điểm chỉ 100.000 tệ, nhưng hội trường cũng im lặng hồi lâu vì không có ai nâng giá cả. Rất lâu sau, một doanh nhân mới giơ tấm biển lên với tâm lý đánh bạc. 150.000. Trần Đức khá bất ngờ trước tình huống này, anh liếc nhìn số ít võ giả có mặt ở đây và Khổng Hoàng Nghĩa đang ngồi bên cạnh gia chủ nhà họ Hồ, thấy bọn họ đều không có động tĩnh gì cả. Là không nhìn ra hay là không cảm nhận được khí tức của linh lực bên trong? Để không thu hút sự chú ý, Trần Đức không ra giá ngay mà đợi thêm một lúc, sau khi giá được nâng lên 250.000 anh mới tham gia. 300.000. Trần Đức vừa nâng biển lên, các ông trùm trong giới kinh doanh và các nhân vật tai to mặt lớn đều vô cùng thích thú nhìn về phía Khổng Hoàng Nghĩa, muốn xem liệu ông ta có nâng giá theo hay không. Còn muốn gài bẫy tao? Trần Bát Hoang, mẹ nó mày thực sự tưởng tao ngu à? Sắc mặt của Khổng Hoàng Nghĩa cực kỳ khó coi. Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, không thèm để ý đến Trần Bát Hoang, một hòn đá vụn 300.000 tệ, nếu ông ta còn đấu giá theo thì lại bị người ta mắng ngu à. Sau khi Trần Đức nâng giá lên 300.000 tệ, không có ai trong hội trường tiếp tục tăng theo, nhiều người cho rằng giá này có hơi cao, dù sao cũng chỉ là một hòn đá vụn mà thôi. Trong lòng Trần Đức khá căng thẳng, thực sự không muốn có người nâng giá với mình, một khi liên tục tăng giá thì rất dễ bị người khác phát hiện đầu mối. Đến lúc đó giá sẽ tăng cực kỳ cao, muốn có được nó, chỉ sợ sẽ phải trả giá rất đắt. May quá, vận khí không tệ, dưới tâm trạng hơi lo lắng của Trần Đức, không có ai trong hội trường tiếp tục tăng giá, cuối cùng Miêu Tiểu Thanh cũng gõ búa xuống, đấu giá thành công 300.000. Một thanh niên nói, thật sự tiêu 300.000 mua một hòn đá, bó tay với tên này luôn. Con thì hiểu cái gì, 300.000 có thể nói là đáng giá, cũng có thể nói là không đáng. Không đáng ở chỗ thực sự chỉ mua một hòn đá, đáng ở chỗ không bao lâu nữa chuyện này sẽ được truyền thông đưa tin, một ông trùm kinh doanh đáp. Bố, tại sao lại thế ạ? Cậu thanh niên hỏi. 10 đợt đấu giá trước ở trung tâm thế kỷ, vật phẩm rẻ nhất cũng hơn 2 triệu tệ, nhưng năm nay lại xuất hiện một món được bán với giá 300.000, hơn nữa nó chỉ là một hòn đá, con nói có thể không lên mục tin tức sao? Vậy tại sao không có ai tăng giá? Ha ha, thứ nhất. Hòn đá quá bình thường. Thứ hai, thanh niên kia đang ngồi bên cạnh quan hổ. Mọi người đều nể mặt Trương Thiên Dương đấy, nếu không thì với số tiền mấy trăm ngàn, người đến tham gia đấu giá ở đây vẫn có thể kham nổi. Thanh niên này nhận ra mình vừa mới ra trường, vẫn luôn sống dưới sự bảo bọc của bố mẹ, chưa hiểu biết nhiều về giới kinh doanh nên đặc biệt đến đây để học hỏi mở mang tầm mắt, không ngờ một phiên đấu giá nhỏ lại chứa đựng nhiều đạo lý đến vậy. Phù! Nhìn chiếc búa nhỏ trong tay Miêu Tiểu Thanh gõ xuống, Trần Đức mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với anh mà nói, linh thạch mới là bảo vật thực sự, gì mà thanh hà thượng đồ, thư họa cổ đều là gió thoảng mây trôi. Trong buổi đấu giá này xuất hiện linh thạch, hơn nữa còn mua được nó với giá 300.000 tệ, đối với Trần Đức, đây chắc chắn là một lần cực kỳ may mắn. Chỉ tiếc là, cũng chỉ có một lần duy nhất đó, cho đến khi phiên đấu giá kết thúc. Vẫn không có thứ gì có thể lọt vào mắt anh. Được rồi, tiếp theo, chính là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay. Miêu Tiểu Thanh ngừng một lát, cô rất xinh đẹp, mỉm cười một cái cũng khiến người khác khó mà rời mắt được. Có lẽ rất nhiều người đã đến đây vì nó. Vậy thì, tôi sẽ không nhiều lời nữa. Mời đội ngũ nhân viên của chúng ta mang nó lên đây nào. Ngay sau khi Miêu Tiểu Thanh vừa dứt lời, toàn bộ hội trường lập tức dậy sóng. Vô số người bắt đầu lấy lại tinh thần, cực kỳ hào hứng chờ đợi vật phẩm cuối cùng xuất hiện. Hả? Trần Đức cảm thấy khó hiểu, ở đây toàn là ông trùm kinh doanh, tùy tiện chỉ vào một người nào đó cũng đều là nhân vật có gia sản lên đến hàng trăm triệu. Rốt cuộc là thứ gì có thể khiến bọn họ kích động đến vậy? Trước sự mong đợi của mọi người, rất nhanh có một nhân viên vô cùng cẩn thận, chậm rãi khiêng một chiếc két sắt lên sân khấu. Chỉ thấy trong chiếc két sắt trong suốt. Có một viên thuốc màu trắng, viên thuốc này rất nhỏ, chỉ nhỏ bằng móng tay út, trông gần giống như thuốc cảm thông thường. Viên thuốc này đã chính thức được đưa ra đấu giá, nhìn thấy vẻ bối rối và khó hiểu của Trần Đức,
Quan Hổ giải thích, đây được tuyên truyền là một loại thuốc mới do các nhà nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra, uống thuốc này có thể kéo dài tuổi thọ thêm 2 năm. Thực tế, là do một vị võ giả chế ra, tác dụng cũng giống như những gì đã tuyên truyền. Chỉ cần không mắc bệnh ung thư, quả thực có thể kéo dài tuổi thọ thêm 2 năm. Ngay cả bên phía quan chức nhà nước cũng chỉ có một viên này. Về lý do tại sao chỉ có một viên và tại sao nó lại được đưa ra đấu giá, tôi không hiểu rõ lắm. Quan Hổ cười nói, cậu cũng biết chúng tôi chỉ là thương nhân, có một số chuyện không nên hỏi thì cũng không dám hỏi thêm. Được rồi. Cuối cùng Trần Đức cũng hiểu tại sao những người đó lại đột nhiên có tinh thần hào hứng. Những người này không thiếu tiền bạc hay quyền lực, khi đạt đến cảnh giới này, thứ duy nhất họ coi trọng chỉ có tuổi thọ. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể sống thêm một năm vào thời điểm quan trọng thì dù có tiêu một số tiền lớn cũng rất xứng đáng. Giống như tưởng tượng, khi phiên đấu giá này bắt đầu, giá của viên thuốc này tăng đến chóng mặt, chỉ một viên thuốc nhỏ nhưng trong vòng nửa tiếng đồng hồ đã tăng lên giá cao ngất ngưởng là 10 tỷ. Nhưng, đây vẫn chưa phải là giá cuối cùng. Khi giá tăng lên cao, phải hơn mười mấy phút trôi qua mới xuất hiện giá cuối cùng. Một doanh nhân nổi tiếng trên 80 tuổi đã dùng số cổ phiếu trị giá 30 tỷ của công ty đấu giá thành công viên thuốc này, giá giao dịch này đã phá kỷ lục cao nhất trong lịch sử của trung tâm thế kỷ. 30 tỷ, mua một thứ chán ngắt như vậy, Trần Đức bĩu môi, nếu thế thì một khi tiến vào cảnh giới tiếp theo, có thể phóng ra chân hỏa, dễ dàng luyện chế được những đan dược này, chẳng phải sẽ nhanh chóng trở thành người giàu nhất thế giới sao? Đối với tuổi thọ của một người bình thường, dựa vào những viên đan dược để tăng tuổi thọ không phải là chuyện gì khó với Trần Đức. Khi viên thuốc được đấu giá thành công, buổi đấu giá chính thức công bố kết thúc trong bối cảnh vô cùng náo nhiệt. Bất cứ ai tham gia buổi đấu giá đều có thể ở lại tham dự yến hội trao đổi kinh doanh tiếp theo. Sau khi Trương Thiên Dương tiễn những vị quan chức nhà nước xong, ông ta lập tức đến bên cạnh Trần Đức, cung kính nói, cậu Trần, thực xin lỗi, hôm nay bận quá, phải chăm sóc những vị lãnh đạo kia. Không sao, tôi có thể hiểu được, Trần Đức mỉm cười, sau đó gọi điện thoại cho Lâm Khải bảo anh ta gửi số tài khoản ngân hàng. Mặc dù Lâm Khải không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vừa nghe Trần Đức bảo vậy thì lập tức làm theo. Trương Thiên Dương, lát nữa ông bảo người chuyển số tiền nhận được từ phiên đấu giá Thanh Hà Thượng Đồ vào thẻ ngân hàng này, Trần Đức gửi bức ảnh cho Trương Thiên Dương qua tin nhắn. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ làm vậy. Hiệu quả công việc của Trương Thiên Dương cực kỳ cao, đích thân xử lý cho Trần Đức, chưa đầy 5 phút tiền đã vào tài khoản của Lâm Khải. 10 giây sau, điện thoại di động của Trần Đức vang lên, anh nghe máy. Giọng nói của Lâm Khải bỗng nhiên vang lên, anh Bát Hoang, vừa rồi tôi đã nhận được hơn 3 tỷ, anh. Đừng lo, đó là tiền của anh, còn nhớ bức tranh lần trước anh đưa cho tôi không, tôi đã bán nó rồi. Không đợi Lâm Khải nói hết câu, Trần Đức đã giải thích, từ nay trở đi, số tiền đó là của anh. Chuyện này. Rõ ràng Lâm Khải vẫn còn đang bàng hoàng chưa tỉnh lại, nói lắp bắp, anh ta sinh ra trong một gia đình bình thường. Cứ như vậy mà sống đến bây giờ, đừng nói là hơn 3 tỷ, ngay cả hơn 3 triệu tệ anh ta cũng chưa từng thấy nó có hình dáng thế nào. Lúc này anh ta thật sự không thể nói nên lời. Vì vậy, Trần Đức không đợi anh ta nói xong mà đã cúp điện thoại, để đối phương từ từ thích ứng sự thực này. Cậu Trần, viên đá đó, đợi sau khi bữa tiệc giao lưu kết thúc, tôi sẽ bảo người đưa đến cho cậu, Trương Thiên Dương nói. Bữa tiệc giao lưu, nói thật. Anh không muốn tham gia bữa tiệc giao lưu của những doanh nhân này. Đúng vậy, tôi đã đặt một phòng VIP và hẹn người nhà họ Hồ. Tôi nghe Quan Hổ nói bọn họ muốn chống đối cậu và Dược Phẩm Thiên Vũ. Tôi nghĩ cần phải nói chuyện với Hồ Thái Minh, Trương Thiên Dương tức giận nói, nếu không, ông ta thật sự cho rằng Trương Thiên Dương tôi không tồn tại. Không cần đâu, ông bảo ai đó đưa linh thạch qua đây, người họ Hồ, bây giờ tôi sẽ giải quyết, cho tôi một phút. Trần Đức nhẹ nhàng nói. Sau đó, không đợi Trương Thiên Dương lên tiếng, bọn họ đã đi về phía Hồ Thái Minh và Khổng Hoàng Nghĩa. Lúc này, trong hội trường, hầu như tất cả mọi người đã rời đi, chỉ còn lại mười mấy 20 người, Hồ Thái Minh và Khổng Hoàng Nghĩa vẫn chưa rời đi, ngồi ở chỗ cũ. Dường như là đang cố ý chờ Trần Đức. Nhìn thấy Trần Đức đến gần, Hồ Thái Minh nói, Đại sư Khổng, hắn đến đây rồi, trông có vẻ không có ý gì tốt cả. Ha ha, gan của thằng nhóc khốn kiếp này không nhỏ. Tôi còn chưa tìm hắn mà hắn đã tìm đến tận nơi rồi, vẻ hưng phấn,
khát máu và kiêu ngạo lóe lên trong mắt Khổng Hoàng Nghĩa. Đây là lần đầu tiên ông ta đến thành phố Tần. Vừa đến đã bị Trần Đức gài bẫy mất 500 triệu. 500 triệu không nhiều, nhưng lại khiến ông ta cực kỳ mất mặt. Phải biết rằng, ông ta là một võ giả. Hơn nữa còn là võ giả cấp đại sư, trên toàn thế giới võ giả như ông ta cũng chẳng được mấy người. Một tên nhóc tạp chủng lại dám gài bẫy ông ta. Gia chủ Hồ, ông muốn hắn chết như thế nào, nói với tôi có thể cố gắng khiến ông hài lòng, không để tiền của ông tiêu một cách lãng phí. Khi Trần Đức đang đi đến ngày càng gần, Khổng Hoàng Nghĩa kích động đến nỗi suýt run lên, suýt nhịn không được mà ra tay, giọng điệu vô cùng tàn nhẫn. Nhà họ Hàn bị kẻ vô danh tiêu diệt rồi, mối thù của người anh em Hồ Thái Huyền chỉ có thể tìm hắn thôi. Đại sư Khổng, tôi không cần gì nhiều, chỉ cần chém hắn thành hai khúc là được rồi, khóe mắt Hồ Thái Minh đỏ ngầu, Hồ Thái Huyền không chỉ là anh em của ông ta, mà còn là cánh tay đắc lực, ủng hộ, chống lưng cho nhà họ Hồ. Xong lại vì nhà họ Tống mà chết. Cục tức này, nhà họ Hồ vẫn luôn nhẫn nhịn. Hôm nay, cuối cùng cũng có thể chút giận. Hai khúc, không ngờ ông lại không có sức tưởng tượng đến vậy, giọng nói của Khổng Hoàng Nghĩa lạnh lùng vô cảm, không băm hắn thành tám khúc thì sao có thể xứng với 500 triệu đã bị lừa. Được rồi, tất cả đều do đại sư Khổng làm chủ, Hồ Thái Minh kích động, giết hắn đi, về phần Tống Ngư Yên, tôi nhất định có thể giúp ông chiếm được cô ta. Bảo cô ta quỳ xuống trước mặt ông, phục vụ ông thật tốt. Thật sao, nghĩ thôi cũng thấy có chút mong đợi đấy, hai mắt Khổng Hoàng Nghĩa đỏ rực, Trần Đức càng ngày càng gần, khi khoảng cách còn chưa tới 3 mét, ông ta rốt cuộc cũng không nhịn được mà ra tay trước. Khổng Hoàng Nghĩa là một người không thể chịu thua. Từ nhỏ đến lớn, ông ta chưa từng bị sỉ nhục. Trong mắt ông ta, chỉ có kẻ mạnh mới được tôn trọng. Nếu con kiến xúc phạm ông ta thì nhất định phải chết. Hơn nữa còn phải chết thảm. Xoẹt. Ông ta không định cho Trần Đức cơ hội lên tiếng, một tiếng rút đao khẽ vang lên, trực tiếp ra tay. Giữa hành động của ông ta mang đến một làn gió. Trong gió thoảng qua một mùi máu tanh nồng nặc, loại mùi máu tanh này thực sự là tanh nồng đến mức khiến người khác muốn ói. Có lẽ, loại mùi vị này ít nhất phải từng giết hàng trăm hàng ngàn người mới đạt đến trình độ này nhỉ. Vẻ mặt của Trương Thiên Dương và Quan Hổ đều thay đổi. Bọn họ ở cách xa nhau, nhưng cũng bị khí tức kinh khủng này dọa đến nỗi lùi lại hai bước. Sắc mặt của một số người vẫn chưa rời đi đứng xung quanh đó cũng thay đổi, những người này đều là ông trùm kinh doanh, nhưng bọn họ chưa từng thấy người nào hung tợn như vậy. Tốc độ của Khổng Hoàng Nghĩa quá nhanh, giống như một cơn gió thổi qua, cây mã tấu chói lóa đột nhiên xuất hiện trong tay ông ta, với sức mạnh tuyệt thế vô song cực kỳ đáng sợ, nó lao đi giữa không khí, nhắm chuẩn ấn đường của Trần Đức chém tới. Bù! Tiếng gió rít vô cùng lạ lùng, như tiếng hổ gầm, cây mã tấu tưởng chừng đơn giản nhưng lại có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Chiêu này là chiêu mà ông ta đã luyện tập từ nhỏ đến giờ. Luyện đến hàng chục ngàn lần, hàng trăm ngàn lần, có thể là hàng triệu lần, ngay cả chính ông ta cũng không nhớ nổi. Trong khi luyện tập, đã giỏi còn muốn giỏi hơn, nhanh còn muốn nhanh hơn, tàn nhẫn còn muốn tàn nhẫn hơn. Bây giờ, đao này hạ xuống. Ngay cả một con gấu với da đầu thô ráp thịt dày hay một con hổ hung hãn cũng có thể bị đâm xuyên, sau khi cắt đứt da thịt của bọn chúng thì liền chia thành hai phần. Bao năm qua, ông ta đã dùng chiêu này để giết rất nhiều người. Có người bởi vì đắc tội với ông ta. Có người thì bởi vì không chịu hiến dâng phụ nữ cho ông ta. Và những người mà ông ta ngứa mắt, không thích, chán ghét. Những người đó đều chết dưới nhát đao này. Đầu tiên là từ ấn đường đâm vào xương sọ, sau đó theo vị trí của hộp sọ, rạch xuống dưới, chia khuôn mặt và cơ thể thành hai nửa, bốn phần. Chiêu này vô cùng tàn nhẫn. Có một lần, ông ta chia cơ thể của một người đang sống thành nhiều khúc nhất, sáu khúc. Khổng Hoàng Nghĩa rất tận hưởng loại cảm giác lưỡi đao cắt da thịt của một người, mỗi khi giết một người, ông ta sẽ sinh ra một loại cảm giác. Cảm giác của cường giả. Nhưng lần này, Khổng Hoàng Nghĩa không có ý định chém Trần Bát Hoang thành 6 khúc, mà muốn phá kỷ lục của bản thân, chém đối phương thành 8 khúc. Ông ta muốn thử thách và đột phá bản thân, bởi vì, ông ta vô cùng, cực kỳ, không ưa Trần Bát Hoang. Từ lần đầu tiên gặp anh, không hiểu vì sao, ông ta đã có một thứ ham muốn, đó là vô cùng muốn giết chết anh. Người anh em, tôi đã trả thù cho cậu rồi, Hồ Thái Minh siết chặt nắm đấm. Kích động cực độ,
ông ta dường như đã nhìn thấy Trần Bát Hoang. Ngã gục xuống đất, bị chém đứt đôi người, máu chảy ròng ròng. Cách đó không xa, Tống Ngữ Yên còn chưa kịp rời khỏi sắc mặt trắng bệch, cô cũng có hiểu biết chút ít về võ giả, nhưng chưa từng gặp võ giả nào mạnh kinh khủng như Khổng Hoàng Nghĩa. Cô kinh hãi, rõ ràng muốn làm gì đó, nhưng tay chân không nhúc nhích nổi, chỉ có lo lắng và hoảng hốt. Trương Thiên Dương cũng vậy, vẻ mặt tuyệt vọng, trước đó ông ta cũng không biết Khổng Hoàng Nghĩa là võ giả, nếu biết, ông ta tuyệt đối không để cho Trần Đức mạo hiểm. Rõ ràng đây chính là địa bàn của ông ta. Nhưng hết lần này tới lần khác ông ta đều phải bó tay thúc thủ, chỉ có thể mở to hai mắt ra nhìn, thân thể già nua run rẩy, không biết là do tức giận hay là sợ hãi. Ha ha! Danh con, nếu mày biết khôn, kiếp sau đừng chọc vào cường giả như tao. Cách đó 3 mét, chỉ trong một tích tắc, Khổng Hoàng Nghĩa đã lắp xong lưỡi đao sắc lạnh, bước tới trước mặt Trần Bát Hoang. Có vẻ như chỉ trong 1-2 giây nữa, cảnh tượng Trần Đức xương tan thịt nát, thân thể rã rời, chết không nhắm mắt sẽ xảy ra. Ông trùm thương trường không bước đi nổi, con người trợn trừng, mí mắt giật giật, còn Tống Ngữ Yên chỉ biết che miệng, sắc mặt tái mét, nhãn thần đờ đẫn, ngây dại nhìn phía trước. Về phần Hồ Thái Minh, ông ta nhếch cười tàn bạo, chỉ mong sao Trần Đức hồn lìa khỏi xác ngay lập tức, nếu vậy, không chỉ ông ta trả được thù, nuốt trọn nhà họ Tống, mà còn có thể tạo uy thế trước ông trùm thương trường, địa vị sẽ nâng cao hơn một bậc. Gần như tất cả đều cho rằng, Trần Đức chết chắc rồi. Gần như cùng lúc, mũi đao đã hạ xuống giữa cặp chân mày của Trần Đức. Nhưng, rõ ràng là, mũi đao kia hoàn toàn không đâm vào giữa chân mày Trần Đức như mọi người tưởng, mà gần như đâm vào một tấm thép. Một âm thanh lạnh người vang lên. Do Khổng Hoàng Nghĩa dùng sức quá mạnh, toàn bộ lưỡi đao hoàn toàn bị uốn cong, chính xác, bị gập 90 độ, vặn vẹo méo mó. Khổng Hoàng Nghĩa vốn ngạo mạn, vẻ mặt khát máu, ngông cuồng lúc này chợt cứng ngắc. Ông cho rằng như vậy là giết được tôi. Cùng lúc đó, Trần Đức mở miệng nói, giọng nói thong thả, lạnh lùng chảy vào tai Khổng Hoàng Nghĩa. Như một gáo nước lạnh, đổ từ trên đầu ông ta xuống. Trong nháy mắt, Khổng Hoàng Nghĩa cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hệt như bị đóng băng. Thế quái nào? Đao của ông ta không hề làm sứt mẻ Trần Bát Hoang, dù chỉ là một miếng da. Chỉ duy nhất để lại một vết hằn màu hồng nhạt ngay giữa đôi lông mày. Cùng lúc đó, trong ánh mắt hoảng sợ của ông ta, Trần Đức động thủ. Anh từ tốn đưa tay lên, nắm lấy cánh tay cầm đao của Khổng Hoàng Nghĩa. Rắc, rắc, cánh tay Khổng Hoàng Nghĩa bất chợt biến dạng, hệt như một cuộn giấy, ngay cả thanh đao trong tay cũng bị xoắn lại. Đau, một cơn đau xé bùng lên đánh thẳng vào trung khu thần kinh. Ông ta đau đến nỗi ngay cả hít thở, hay là gào thét thảm thiết cũng trở nên vô cùng khó khăn. Mà, đó chỉ mới là khởi đầu thôi. Trần Đức đột ngột vùng dậy. Tốc độ của anh còn nhanh hơn cả Khổng Hoàng Nghĩa, hầu như không ai kịp thấy gì. Trong tích tắc, một tay giơ lên, bắt lấy cổ Khổng Hoàng Nghĩa, siết chặt. Ặc, chỉ trong một giây, cái cổ Khổng Hoàng Nghĩa biến dạng, chiếc cổ vạm vỡ trong nháy mắt vặn vẹo, không khác gì cái bánh quai trèo xoắn lại với nhau. Ánh sáng tồn sinh trong mắt Khổng Hoàng Nghĩa trong nháy mắt tắt lịm. Vốn muốn để lại một cơ hội sống cho ông, thế nhưng ông lại muốn chặt tôi ra làm tám khúc. Trần Đức cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm khuôn mặt Khổng Hoàng Nghĩa, lãnh đạm châm chọc, kiếp sau, mong rằng ông không gặp phải người như tôi. Trả lại nguyên vẹn câu Khổng Hoàng Nghĩa vừa nói. Tiếp đó, Trần Đức buông lỏng bàn tay ra. Dầm! Không khác gì một con rối vô tri, Khổng Hoàng Nghĩa cứ thế ngã xuống, cạn kiệt sức lực, hoàn toàn không còn hơi thở. Ông ta không thể ngờ. Ngày đầu tiên đến thành phố Tần. Không những mất mặt, mà còn mất mạng. Trần Đức chưa bao giờ là một kẻ khát máu thích giết chóc, nhưng Khổng Hoàng Nghĩa muốn giết anh, tất nhiên anh không thể không đánh trả, triệt để nhổ cỏ tận gốc. Nhưng trong khoảnh khắc Khổng Hoàng Nghĩa ngã xuống, toàn bộ hội trường đột nhiên rơi vào tĩnh lặng đến quái dị cùng cực. Cảnh tượng kinh khủng, chấn động vừa rồi khiến cho tư duy của mọi người đều đứt đoạn trong nháy mắt. Ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn, nặng nề, mệt nhọc. Này ông già! Ông thấy cái chết vừa rồi thế nào hả? Bước qua Khổng Hoàng Nghĩa, Trần Đức ngẩng đầu lên, hờ hững hỏi Hồ Thái Minh. Giọng nói nhẹ nhàng, thản nhiên, không chút câu nệ, nhưng ong ong bên tai Hồ Thái Minh không khác gì âm thanh của ma quỷ, làm hai chân ông ta muốn nhũn ra, run rẩy,
trong nháy mắt mặt cắt không còn giọt máu, bợt bạt không khác gì xác chết. Câu nói của Trần Đức giống như búa tạ giáng xuống, ông ta vô thức thoái lui hai bước. Đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ đây trở nên hoảng loạn, sợ hãi, không thể tin nổi nhìn Khổng Hoàng Nghĩa với cánh tay, cần cổ biến dạng, không còn sinh khí trước mắt. Hoảng sợ, lo lắng, kinh hoàng, rất nhiều cảm xúc tiêu cực khó lòng gọi tên không ngừng quặn lên trong lòng, mồm miệng ông ta khô khốc không nói nổi nên lời. Bịch. Tiếp đó, Hồ Thái Minh khuỵu xuống, cậu Trần, van xin cậu, hãy tha cho tôi, Khổng Hoàng Nghĩa bị như vậy là đáng đời, ông ta dám xúc phạm tôn nghiêm của cậu, ông ta đáng chết, đáng bị chém thành tám khúc. Hồ Thái Minh không ngu, thực lực của Khổng Hoàng Nghĩa đến đâu ông ta biết rõ, nếu không cũng sẽ không trả giá đến 5 tỷ, cùng với người đẹp số 1 thành phố Tần là Tống Ngữ Yên để làm quà mời tới. Trước đó, cũng ở nơi này. Khổng Hoàng Nghĩa chính là sức mạnh của ông ta, chỉ cần có Khổng Hoàng Nghĩa, ông ta tin chắc dù là Trương Thiên Dương hay Tống Ngữ Yên cũng hoàn toàn không thể ngăn được. Còn ông ta sẽ đục nước béo cò, lợi dụng cơ hội này để nâng cao địa vị. Nhưng mà, ông ta hoàn toàn không ngờ nổi. Khổng Hoàng Nghĩa, cứ thế bị hạ gục. Con bà nó chứ. Ngay cả tên cũng chưa kịp xưng ra, cứ vậy ngã xuống, chết cả hồn lẫn xác, chết không kịp chối chăng. Chỉ thế thôi. Cũng đủ để Hồ Thái Minh biết Trần Đức mạnh đến cỡ nào. Trước mặt người thanh niên này, bao nhiêu can đảm hay hư vinh ưu tú, khí thế khi có địa vị cao, quyền thế lớn, của ông ta, tất tần tật đều tan tành, vỡ nát. Lúc này đây, điều duy nhất ông ta có thể làm được chính là quỳ bệt dưới đất, nhìn Trần Bát Hoang bằng ánh mắt cầu khẩn, chờ đợi người thanh niên này quyết định số phận của mình. Trong hội trường, mấy vị tinh anh trong giới doanh nhân còn chưa rời đi, ai nấy đều sợ xanh mặt. Đầu óc lúc này đều nát như tương tàu, trong lòng giá lạnh, ánh mắt nhìn chàng thanh niên đứng cách đó không xa tràn ngập kinh hoàng tột độ. Cái chết của Khổng Hoàng Nghĩa thật sự quá thê thảm. Bọn tuy đều là những doanh nhân hàng đầu, khi còn trẻ cũng từng gặp, từng va chạm, từng trải qua những sự kiện chém giết, chết chóc. Nhưng, đây là lần đầu tiên trong đời, bọn họ nhìn thấy một người chết như vậy. Cái cổ bị xoắn lại như bánh quai trèo. Bàn tay vặn vẹo thành một cục không ra hình dạng. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có vài lượt hít vào thở ra. Chắc chừng 10 giây chăng. Tóm lại là quá nhanh, nhanh đến nỗi hoàn toàn không ai nhìn rõ, đến khi bọn họ hoàn hồn, Hồ Thái Minh đã quỳ sụp xuống. Phía xa, Tống Ngữ Yên cũng kinh hoàng không khác gì. Trước đó cô đã biết thực lực của Trần Đức, biết rằng anh rất mạnh. Nhưng mà... cô vẫn không ngờ nổi người đàn ông ấy lại có thể mạnh đến nhường này. Một lúc sau, Tống Ngữ Yên cũng dần dần bình tĩnh lại, tự nhủ, Trần Bát Hoang, rốt cuộc anh là ai? Đây là, Trương Thiên Dương giật giật khóe môi. Ông ta vốn tưởng Trần Đức gặp chuyện rồi. Dù gì vừa rồi Khổng Hoàng Nghĩa cũng quá tự tin, từ động tác cho đến biểu cảm trên mặt ông ta chẳng khác gì đã giết chết Trần Đức thật. Trên thực tế, ông ta quả thực rất mạnh. Dù là người bình thường cũng có thể cảm nhận được Khổng Hoàng Nghĩa tuyệt đối không tầm thường. Nhưng mà, chết vẫn cứ chết. Hồ Thái Minh quỳ mọp trên đất như một con chó, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Trần Đức. Cậu Trần, làm ơn tha cho tôi đi, chỉ cần cậu tha cho tôi tình nguyện tặng cho cậu 10 tỷ. Không, tôi tình nguyện tặng cho cậu toàn bộ tài sản nhà họ Hồ, tất cả cho cậu hết. Cả cái này nữa, cái này tôi trả lại cho cậu. Hồ Thái Minh cầm lên một chiếc hộp dài, đây là hộp đựng bức tranh Thanh Hà Thượng Đồ mà ông ta vừa đấu giá được, hai tay cung kính dâng lên cho Trần Đức. Ông tham sống sợ chết thật đấy, ha ha ha, Trần Đức cầm lấy Thanh Hà Thượng Đồ, lạnh lùng bỏ lại một câu, sau đó xoay người đi thẳng. Bước tới trước mặt Trương Thiên Dương, anh đưa bức tranh cho ông ta, cho ông này. Trương Thiên Dương cả kinh. Sau đó, trong mắt tràn ngập vui sướng điên cuồng, vội vàng nhận lấy, cảm ơn cậu Trần. Nhận lấy Thanh Hà Thượng Đồ, trong lòng Trương Thiên Dương cực kỳ phấn khích, cái thân già run lên thấy rõ. Sở dĩ phấn khích, không phải là vì ông ta thích Thanh Hà Thượng Đồ. Ông ta hoàn toàn không có hứng thú đối với đồ cổ. Hơn nữa, Thanh Hà Thượng Đồ cũng chỉ hơn 3 tỷ mà thôi, số tiền này chẳng là gì trong mắt ông ta cả. Nếu là lúc bình thường được Trần Đức tặng những thứ này, ông ta hẳn sẽ từ chối, dù sao ông ta cũng không thiếu. Và cũng không có ý nhận thứ gì của Trần Bát Hoang. Nhưng giờ phút này thì khác. Đối với bất kỳ ai, Thanh Hà Thượng Đồ cũng là một củ khoai nóng phỏng tay, bên ngoài ai cũng biết nó thuộc về nhà họ Hồ.
sở dĩ đưa cho ông ta, hoàn toàn không phải là do Trần Bát Hoang không thể giải quyết được củ khoai nóng này. Mà là từ lúc này trở đi, anh đã thực sự xem ông ta là người một nhà, đã chấp nhận ông ta. Cậu Trần, cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cậu giải quyết mọi rắc rối này, Trương Thiên Dương nắm chặt bức tranh chỉnh trọng nói. Ừ. Sau khi tặng cho Trương Thiên Dương một ánh mắt tán thưởng, Trần Đức xoay người, đi vào nhà vệ sinh rửa sạch vết máu trên tay. Sau đó, Trương Thiên Dương đích thân mang linh thạch tới, cùng với một bi đông rượu, bên trong bi đông tất nhiên là rượu nhà họ Trần ủ suốt trăm năm nay.